Lý Vân Tiêu than tiếc nói. Nhân sinh như hạt cát trong thiên địa, tất cả sẽ về với vận mệnh. Mạch cũng trầm mặc không nói. Người cố gắng, kỳ vọng, nguyện vọng, so với thiên địa, vũ trụ này là quá nhỏ bé. Tiểu Thanh nói. Các ngươi cũng không cần quá cảm khái, với tu vị của các ngươi hiện tại, vẫn có hy vọng trùng kích thiên giới chi chủ. Do đó ngao du vũ trụ, đạt được đại tự tại chân chính. Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Thanh tiên sinh nói tìm hiểu hồn thiên nghi, có phải tìm hiểu bí mật trùng kích thiên giới chi chủ hay không? Tiểu Thanh nói. Ta cũng không biết, nhưng trong đó ẩn chứa lý giải của lục dực với thiên đạo. Về phần lĩnh ngộ trùng kích thiên giới chi chủ, sợ rằng không có khả năng. Mặc dù thực sự có người muốn mang lĩnh ngộ khắc vào thánh khí bình thường cũng không được, trừ phi. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói. Trừ phi là tồn tại như thủy chủ trầm phù. Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, hỏi. Tiểu Thanh tiên sinh có kiến giải về thủy chủ trầm phù hay sao? Tiểu Thanh lắc đầu nói. Vật kia đã vượt qua hiểu biết của ta, ngày đó nó có thể dễ dàng chém vỡ pháp tắc chi liên, hiển nhiên vượt qua cấp độ thánh khí bình thường. Thậm chí còn trên cả thiên thánh khí. Nếu ngươi tham ngộ kiếm này, tiến cảnh rất trong sáng. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hiện tại hắn bị áp chế thở không nổi, tìm hiểu nó là chuyện của năm nào tháng nào, mình có thể sống tới đó hay không còn khó nói. Nếu không có chuyện gì, ta đi đây. Tiểu Thanh chào hỏi Lý Vân Tiêu, lại nói với Mạch. Sau ma kiếp, ta sẽ tìm ngươi. Mạch hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Đừng quên. Ta xin đợi. Lý Vân Tiêu thở dài. Tiên sinh thực muốn rời đi sao? Tiên sinh chính là ất mộc hóa linh của thế giới này, có lẽ nên ra sức vì thế giới này mới đúng. Tiểu Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Có lẽ ngày nào đó tâm niệm của ta thay đổi cũng không chừng. Lý Vân Tiêu, sau này còn gặp lại. Tiểu Thanh nói xong, sắc mặt của hắn vui vẻ, thân ảnh càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành khói nhẹ tiêu tán đi. Lý Vân Tiêu thở dài. Quay người nói với Mạch. Ngươi chuẩn bị một chút, cũng gọi ngả tiên sinh đến, ta ở nơi này tìm cách áp chế tù chi pháp thân, để ác linh tiến hành đoạt xá. Mạch ứng một tiếng, lúc này hóa thành hào quang biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, cũng hóa thành độn quang, trực tiếp bay về thành Viêm Vũ, tìm tới chỗ Vi Thanh. Hôm sau, trong giới thần bi, lúc này ngàn vạn kim quang xuyên qua bầu trời, hóa thành một đám xiềng xích màu vàng răng khắp nơi. Hào quang ngưng kết thành mạng nhện treo trên bầu trời. Trung ương pháp tắc chi liên là kết giới rộng gần một trượng, nó giống như lao tù bao phủ tù chi pháp thân. Ngồi xếp bằng trong kết giới, sắc mặt an bình, giống như đang nhập định. Trên người hắn không ngừng có ấn phù lập lòe, nối thành một đường, chính là phong ấn cửu uyên bố trí ra. Trong chớp mắt, có mấy thân ảnh từ trên trời bay tới chỗ pháp tắc chi liên, lẳng lặng nhìn vào tù. Trong đó có một người tướng mạo ghê tởm. Gương mặt mừng như điên, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Chính là ác linh tiến vào trong người tộc trưởng Sú Yêu, ánh mắt của hắn tỏa ra hào quang màu xanh nhìn vào trong tù, không ngừng lau lau nước miếng, người nào nhìn thấy cũng ác hàn. Còn có Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Phi Nghê, Bàn Nghị, Mạch, Ngả, Thiên Chiếu Tử, Viên Cao Hàn tám người, bọn họ xuất hiện ở tám hướng khác nhau. Lý Vân Tiêu nói với ác linh, tuy hắn chỉ còn một đám hồn phách, đã giống thùng rỗng kêu to. Nhưng thân thể mạnh không phải chuyện đùa, mặc dù là ý thức tự chủ của thân thể cũng đủ thôn phệ ngươi. Đợi tí nữa chúng ta sẽ tận lực áp chế lực lượng thân thể của hắn, nếu có gì không đúng phải ra ngay, tránh có chuyện xảy ra. Ác linh hưng phấn gật đầu, hắn trà sát tay, hưng phấn nói. Khặc khặc, hiểu hiểu, nhanh chóng bắt đầu đi, ta chờ không được. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua bảy người khác, nói. Tất cả mọi người gạch dưới dùng ta làm chủ, nếu có tình huống thì đồng loạt ra tay. Bảy người đều gật đầu, ánh mắt Bàn Nghị lập lòe, nhìn vào thân ảnh tù đang bất động. Tình huống của tù có phần giống hắn, nếu hồn phách còn sót lại không mạnh, như vậy pháp thân này không khác gì đã chết, không phải như vậy, với sức mạnh của pháp thân đã sớm sinh ra linh trí mới, nhưng mà người nọ không phải là tù. Lý Vân Tiêu thấy mọi người đã hiểu, nói. Bắt đầu đi. Hắn bấm niệm pháp quyết, mấy đạo kim quang bắn vào trong kết giới, hào quang kết giới nghiền nát như thủy tinh, từng đám hào quang biến mất phía chân trời. Dường như thân thể tù chấn động, sắc mặt bình tĩnh biến thành âm trầm. Hai mắt ác linh bắn ra kim quang, một đạo hào quang màu vàng nhạt từ trong người bay ra ngoài,
lập tức xâm nhập vào trong linh hải của Tù. Dường như Tù có cảm ứng, hai mắt đang mở nhắm lại, đưa tay muốn ngăn cản ác linh xâm nhập. Động tác của Tù tác động tới pháp tắc chi liên, kim quang lập lòe đầy trời, nó giống như mạng nhện bị chấn động. Ác linh thừa cơ tiến vào trong mi tâm của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt Tù biến hóa, dường như bị kích thích nên giãy giụa kịch liệt. Hai tay của hắn xuất hiện gân xanh, hắn giãy giụa ra khỏi xiềng xích, lúc này lực lượng pháp tắc chi liên bị chấn vỡ. Dù sao pháp tắc trong giới thần bi không cách nào sánh bằng pháp tắc thế giới thật sự. Sau khi Tù bứt đứt xiềng xích, trên người sinh ra phù văn màu vàng, không ngừng xoay tròn. Chính là lực lượng còn lại của cửu uyên còn chưa tiêu tán sạch sẽ, lúc này nó đang sinh ra tác dụng, nhưng bị Tù chống cự nên từ từ nhạt đi. Tám người đều khẩn trương, đều nhìn qua sự biến hóa của Tù, vừa chú ý thủ thế của Lý Vân Tiêu, làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ ra tay. Thời gian từ từ trôi qua, gương mặt Tù biến hóa mấy canh giờ, trên người thỉnh thoảng xuất hiện kim quang. Nhưng mà phong ấn của cửu uyên lại cường đại vượt qua dự đoán của mọi người, sau khi gương mặt Tù biến thành ngây ngốc, mới hóa thành một đám khói đen biến mất không còn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rút lại, ánh mắt nặng nề nhìn Tù, sợ hắn đột nhiên bùng nổ, nhưng sắc mặt Tù bình tĩnh trở lại, cuối cùng cười tà dị, chính là nụ cười buồn nôn của ác linh. Hắc, thành công! Ác linh vươn tay, sau rồ đó không ngừng cười to như điên. Ha ha ha! Mấy tháng sau, trận quang trong thành Viêm Vũ chớp động, ba đạo thân ảnh biến mất trong trận. Sau một khắc, tại Lam Tuyết Thánh Thành, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt ba người nhìn Thánh Thành, sắc mặt rất phức tạp, nhưng lại ẩn chứa ý kiến khác nhau. Lý Vân Tiêu nói, đừng thổn thức, nhanh chóng nghĩ biện pháp đi vào thần đô đi. Hai người khác chính là phụ tử Vi Thanh, bọn họ đầy cô đơn nhìn thánh vực, thần sắc giống như cảnh vật hoang vu trước mặt. Lý Vân Tiêu tốn hao mấy tháng khôi phục thương thế và thần dịch lực. Trong mấy tháng này, Vi Thanh cũng không ngừng luyện hóa Nghê Hồng Thạch, có âm dương nhị khí và thánh ma trong bình chỉ điểm, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể. Vi Vô Nhai nhìn hào quang đầy trời, thở dài nói. Thánh vực hôm nay đã không còn là thánh vực, hơn nữa không bao giờ là thánh vực lúc trước, không còn Điêu Lan Ngọc Thế trước kia, chỉ là Chu Nhai sửa chữa. Lý Vân Tiêu cười mắng. Ngươi cũng không phải thi nhân, đừng học người ta làm thơ, nên đi thôi, trên đời này không có thứ gì tồn tại mãi mãi, thánh vực cũng như thế. Năm đó những tiền bối thành lập thánh vực là vì chuẩn bị nghênh đón ma kiếp. Đáng tiếc thánh vực làm tất cả đã cô phụ kỳ vọng của các tiền bối, bại vong cũng là tất nhiên. Vi Thanh không có lên tiếng, nghe Lý Vân Tiêu nói câu sau càng hừ lạnh, biểu đạt bất mãn và tức giận trong lòng. Ba người giật mình, ánh mắt nhìn qua phía trước. Chỉ thấy một đám hỏa quang màu đỏ từ xa bay tới gần, là một nữ tử. Vi Thanh đại nhân, Vô Nhai đại nhân, Vân Minh chủ. Nàng kia vừa thấy ba người, sau khi kinh hãi ngắn ngủi liền kêu to. Vi Thanh cũng kinh ngạc, nói. Nam Phong Tuyền, tại sao ngươi còn ở trong thánh vực? Nàng kia chính là Nam Phong Tuyền, đang mặc quần áo màu đỏ, trên đó còn thêu kim tuyến chim cá, đáng yêu đến cực điểm. Nam Phong Tuyền vội nói. Nơi này là nơi ở cả đời ta bỏ không muốn rời đi. Nội tâm Vi Thanh rung động một ít, thở dài. Ủy khuất ngươi. Nam Phong Tuyền mỉm cười, nói. Cũng không ủy khuất, hiện tại ta ở đây rất vui vẻ. Không chỉ có ta, còn có rất nhiều người đều tự nguyện lưu lại nơi này. Nàng có chút xấu hổ nhìn qua Lý Vân Tiêu, ngượng ngùng nói. Vân Minh chủ sẽ không trách chúng ta làm đào binh chứ. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Nam Phong Tuyền nói. Ta chỉ ở lại thánh vực mà thôi, nếu thiên võ mình có việc thì ta không bó tay đứng ngoài nhìn. Ma chiến cũng không lùi bước. Nàng nói rất kiên định, thần thái đầy kiên quyết, bình tĩnh địa nhìn Lý Vân Tiêu, đáy mắt mang theo tinh khiết. Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên ta tin ngươi. Nam Phong Tuyền cười cười, khôi phục bộ dáng không buồn không lo lúc trước. Đột nhiên nàng hiếu kỳ nói. Không biết ba vị đại nhân tới này chuyện gì? Vi Thanh nói. Chúng ta muốn đi thần đô xem thế nào? Nam Phong Tuyền cả kinh, nói. Thần đô mở ra. Vi Thanh lạnh lùng cười cười, khẽ nói. Bất kể có mở hay không, chúng ta đều phải đi một chuyến. Nếu không có mở ra, cũng chỉ có thể động thủ mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng thế,
có vị đại nhân từng nói qua, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Nam Phong Tuyền lo lắng, nói. Đây chẳng phải là muốn trực tiếp đục thủng thần đô, đánh ra một cái lối đi, có thỏa đáng hay không? Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại là lúc nào rồi, quản nó có thỏa đáng hay không? Chẳng lẽ chờ người ma tộc giết qua, sau đó ma tộc đục thủng thần đô là thỏa đáng? Nam Phong Tuyền im lặng. Vi Thanh nói. Đi thôi, đi Toái Vân Thiên Xuyên tìm tỷ đệ Mộng Vũ. Ba người hóa thành hào quang đi tới Toái Vân Thiên Xuyên. Nam Phong Tuyền trầm tư một chút, cũng bay theo sát ba người. Thiên Xuyên yên tĩnh như chết, trước sau không có gợn sóng nào, chỉ là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bốn người đứng trong đám mây, nhìn qua cảnh tượng bên dưới. Thiên Xuyên không biết tới từ nơi nào, nó giống như băng gấm dài hẹo, giao nhau uốn lượn, nó vắt ngang thánh vực, không biết chảy đi nơi nào. Thần thức Phi Thanh tìm tòi chung quanh, sắc mặt khó nhìn. Lý Vân Tiêu lập tức phát giác thần sắc của hắn, vội hỏi. Như thế nào? Phi Thanh vô cùng âm trầm, trực tiếp bay thấp xuống dưới, hắn vừa đáp xuống xuống liền đứng như tượng đá nhìn nước sông, giống như muốn nhìn thấu tất cả. Chợt hắn giơ tay ra, hắn ngưng tụ thần dịch lực thành dây thừng đâm thẳng vào trong nước. Cả dòng sông xoay tròn, lại có mấy vòng xoáy nhỏ sinh ra. Một tiếng phanh vang lên, trường ương mặt nước có bọt nước sôi sục, một đạo thân ảnh bay từ dưới lên sau đó rơi xuống đất, chính là một bộ thi thể đã bị ăn mòn không thành bộ dáng. Phi Thanh phất tay áo, thu hồi thần dịch lực, hắn nhìn qua thi thể dưới đất. Nước sông trở lại bình thường giống như chưa từng có gì xảy ra. Lý Vân Tiêu ngưng tụ kim quang vào mắt quan sát, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói. Người nọ là bị người ta giết chết. Phi Thanh gật gật đầu, nói. Người này là ta phái tới bảo hộ tỷ đệ Mộng Vũ, hơn nữa hắn nghe theo hai tỷ đệ này phân phó. Không thể ngờ đã chết ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng đã chết thật lâu. Lý Vân Tiêu hai tay nắm được thiết nhanh, trên người nộ khí thoáng một phát bạo phát đi ra, lạnh giọng nói. Người đáp ứng ta bảo hộ hai tỷ đệ bọn họ an toàn. Phi Thanh không cho là đúng, nói. Đúng là đã đáp ứng, chẳng lẽ hiện tại hai tỷ đệ này không an toàn sao? Lý Vân Tiêu tức giận thiếu chút nữa ra tay giết người, tức giận nói. Ngươi xem có an toàn như vậy sao? Phi Thanh cũng không e ngại hắn tức giận, cười lạnh nói. Không an toàn sao? Ngươi không thể kết luận bọn họ đang ở đâu, vì sao dám kết luận bọn họ không an toàn? Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại ta thật muốn đánh chết ngươi. Phi Thanh tự biết đối lý, ngữ khí hơi hòa hoãn lại, nói. Ngươi bây giờ đánh chết ta cũng vô dụng. Nên đi tìm hai người bọn họ trước đi. Nếu thật sự gặp chuyện không may lại giết ta cũng không muộn. Phi Thanh quay người hỏi. Nam Phong Tuyền, trong thánh vực có người nào hiểm nghi hay không? Nam Phong Tuyền lắc đầu nói. Cũng không có phát hiện người khả nghi, hoặc là người nọ lẻn vào rất ẩn nấp, hoặc là thực lực cao tới mức ta không phát hiện ra. Đột nhiên Vi Vô Nhai nói. Có phải bị Mộng lão nhân mang đi không? Nếu là hắn mang đi thì mọi việc đều nói thông, nếu không còn ai cảm thấy hứng thú với tỷ đệ bọn họ chứ. Lý Vân Tiêu cũng bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Vi Vô Nhai nói có lý. Nếu là địch nhân, hiện tại thi thể dưới sông không chỉ có một, mà cả thiên hạ, người cảm thấy hứng thú với hai tỷ đệ này cũng chỉ có bản thân Mộng Linh Chân Quân. Vi Thanh nói, khả năng thật lớn, không cần tìm nhiều, trực tiếp tiến vào thần đô tìm Mộng Linh Chân Quân đòi người là được. Hắn nói phong khinh vân đạm, sau khi bước vào hư cực cảnh, hơn nữa có âm dương nhị khí bình là thánh khí trong tay, tự tin của hắn càng bành trướng. Lý Vân Tiêu nghe xong cảm thấy vô cùng quái dị, tỷ đệ Mộng Vũ chính là hậu nhân của Mộng Linh Chân Quân, rõ ràng còn tìm hắn đòi người. Nhưng hiện tại trừ bản thân Mộng Linh Chân Quân ra, cũng không thể tìm ai khác. Vi Vô Nhai nói, đi theo ta, tuy ta chưa bao giờ đi thông đạo dưới Thiên Xuyên. Nhưng dù sao cũng tiềm tu trong thần đô nhiều năm, tìm ra vị trí của nó cũng có nắm chắc. Ba người không trì hoãn nữa, lập tức tiến vào Thiên Xuyên, nhanh chóng biến mất không thấy tung tích. Nam Phong Tuyền định đi theo, bị Vi Thanh ra lệnh ở lại trong thánh vực, hơn nữa cũng trưởng quản tất cả ti chức. Nàng đứng tại chỗ sững sờ một hồi, nhìn sóng nước trên Thiên Xuyên, sắc mặt rất phức tạp, cuối cùng vẫn thở dài quay người rời đi. Tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không phải biện pháp. Tuy trong Thiên Xuyên nguy hiểm rất nhiều, với thực lực của đám người Lý Vân Tiêu đủ biến nguy thành an.
mà Nam Phong Tuyền xem ra, ba người có khả năng rất lớn tiến vào thần đô, cho nên trong thời gian ngắn không về được. Cho nên nàng không nán lại ở đây lâu. Vào lúc này, Lý Vân Tiêu cùng phụ tử Vi Thanh đã tiến vào sâu mấy ngàn trượng. Sau khi chui vào mặt nước, ba người cảm thấy lực lượng quái dị ngăn cản. Càng tiến xuống lực lượng này càng mạnh, không ngừng áp chế thần thức của bọn họ. Hơn nữa lực lượng này còn mang theo lực ăn mòn rất mạnh, không nơi nào không có. Lý Vân Tiêu không sợ chuyện này, đừng nói lực lượng ăn mòn, cho dù ăn mòn mạnh hơn nữa cũng chưa chắc làm tổn thương thân thể hắn. Mà phụ tử Vi Thanh lại quẫn bách hơn nhiều, trên người bọn họ xuất hiện hào quang màu xanh giống như bức màn mỏng ngăn cách da thịt, ngăn cản nước sông ra ngoài. Ba người lặn xuống sâu mấy vạn mét mới chạm tới đáy, chân chạm vào vật chất. Thời điểm bọn họ đụng vào mặt đất cũng không phải là nham thạch, cũng không phải cát đất, đó là một tầng vật chất đen kịt giống như nhựa đường. Đây là cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh hỏi thăm, tuy dưới chân đen kịt nhưng cực mỏng cực giòn, tùy thời có khả năng bị dẫm nát. Vi Thanh nói, đây là cặn bã không gian, trong không gian tràn ngập lực lượng quái dị, sẽ có dị lực ăn mòn không gian, cho nên quy tắc không gian và dị lực dung hợp, hóa thành, vật chất, thật thể lắng đọng lại, cho nên nó là cặn bã, mà cặn bã thiên phai bách quái, người đừng nhìn nó yếu đuối, lực lượng bình thường không cách nào đục thủng nó đâu. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu giật mình, tiếp tục hỏi. Dưới cặn bã là cái gì? Nếu chúng ta đục lỗ thì sao? Vi Thanh nhìn hắn như nhìn thằng ngốc, mỉa mai nói. Toái thiên cao xuyên là vết nứt không gian, cặn bã ngưng kết lại trên vết nứt không gian, đục lỗ nó, phía dưới tự nhiên chính là bình chướng không gian. Nếu đục lỗ bình chướng sẽ lâm vào lỗ đen vũ trụ vô tận, cũng không biết sẽ đi tới đâu. Ta khuyên ngươi nên thu liếm tâm tư cổ quái đi, đừng có tự tìm đường chết ở đây. Lý Vân Tiêu trào phúng ngược lại. Ta còn muốn tìm tỷ đệ đồ nhi của ta, không có khả năng lại sằng bậy, nên thu liếm là phụ tử các ngươi. Nếu có sai lầm gì, ta chỉ hỏi ngươi thôi. Sắc mặt Vi Thanh âm trầm, nhưng nghĩ đến tỷ đệ Mộng Vũ thật sự mất trong tay mình, hắn không tiện phát tác, chỉ hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu bắt đầu dò xét chung quanh, buồn rầu nói. Nơi này áp chế thần thức quá mạnh, ta vận dụng thần thức tới cực hạn cũng chỉ tìm được khoảng cách 500 mét, cho nên làm sao cho phải. Khu vực cần tìm nằm ở đâu? Phụ tử Vi Thanh cả kinh, hoảng sợ nhìn nhau, thần sắc vô cùng kiên kỵ. Với thần thức của bọn họ cũng chỉ tìm kiếm trong phạm vi 7-80 mét, mặc dù liều tới cực hạn cũng chỉ chừng 150 mét. Nếu động thủ ở đây với Lý Vân Tiêu, bọn họ sẽ lâm vào thế yếu. Tuy nói ba người hiện tại cùng chiến tuyến, nhưng mà ân oán và nghi kỵ lẫn nhau vẫn chưa mất đi. Vi Vô Nhai nói, cửa vào thần đô ở đây, một phần dị lực từ thần đô tràn ra. Cho nên chỉ cần cảm nhận dị lực ở nơi này, thuận theo ngọn nguồn sẽ tìm được thôi. Đến lúc đó tìm ra tọa độ không gian cứ đục lỗ ở đó, hơn phân nửa có thể bước vào thần đô. Tốt, đi theo ta. Lý Vân Tiêu nghe xong cũng nhất trí, hắn yên lặng tìm tòi dị lực, thuận theo dòng mà đi. Qua mấy canh giờ sau bọn họ đi mấy ngàn dặm. Dị lực trong nước càng ngày càng mạnh, thần thức của Lý Vân Tiêu bị áp chế còn trăm trượng. Phụ tử Vi Thanh tăng biên độ của hào quang màu xanh lên vài lần. Tuy chưa nói cố hết sức, nhưng đã bắt đầu tiêu hao thể năng và thần dịch lực. Hừ, nhớ năm đó ta đã từng tìm tòi sâu trong sông này, liều toàn lực cũng đi không bao xa. Đột nhiên Vi Thanh nói một tiếng, thần sắc của hắn phức tạp. Vi Vô Nhai cả kinh, nói. Ngươi đã thăm dò nơi đây, vì sao ta không biết? Vi Thanh nháy mắt một cái, nhớ lại nói. Năm đó ta kẹt ở võ đế đỉnh phong hơn 3 năm, vẫn không thể đột phá, cho nên động tâm tư đi thiên xuyên, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng thần đô đột phá. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại, nhìn về phía Vi Vô Nhai, cười mỉa nói. Tuy phụ thân bảo ta không nên tự chủ trương, nhưng năm đó kẹt ở võ đạo đỉnh phong lâu như vậy, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Ta chỉ đi xuống trăm dặm đã không thể ngăn cản lực lượng ăn mòn, sớm chạy đi. Hiện tại nhớ lại cảm thấy mất mặt. Vi Vô Nhai nổi giận nói. Thật sự là hồ đồ, còn chưa tới quy chân thần cảnh mà dám tiến vào thần đô, đây không phải là muốn chết sao? Còn nữa, nếu xúc phạm quy tắc thần đô, Mộng lão nhân trách tội xuống, lực lượng của ta lúc đó cũng không giữ được ngươi. Vi Thanh phiền muộn gục đầu xuống, nói. Ta đã biết sai, chỉ xúc cảnh sinh tình, nhịn không được nhớ lại chuyện cũ.
Nội tâm Vì Vô Nhai nghĩ tới mà sợ, mắng. Hừ, dù sao ngươi cánh cứng rồi, ta không quản được ngươi. Hắn phất tay áo quay mặt đi, hiển nhiên rất tức giận. Vi Thanh cười nói. Phụ thân đại nhân đừng vội tức giận, tu hành tới tuổi của chúng ta, nào có con đường nào an toàn để đi chứ? Đường nào không phải cửu tử nhất sinh, làm gì có đạo lý bế quan trong mật thất mà đột phá chứ? Vì Vô Nhai biết có lý, sắc mặt giãn ra, chỉ hừ lạnh mà thôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng đen lại, nói. Ta tìm phụ tử các ngươi đến không phải để các ngươi ôn chuyện cũ. Hiện tại chung quanh đầy dị lực, dường như đạt tới trạng thái cân đối nào đó, hơn phân nửa thần đô ở gần đây, đục lỗ ở đâu. Vì Vô Nhai nhìn chung quanh vài lần, nói. Bằng vận khí đi, không phải ngươi có chân thật chi nhãn sao? Chẳng lẽ còn không nhìn ra mánh khóe? Biết rõ hai người này không đáng tin cậy, ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn kim quang, bắt đầu tìm kiếm ở gần đây. Phụ tử Vi Thanh lẳng lặng đi sau lưng, không quấy rầy hắn. Một lát sau, Lý Vân Tiêu dừng lại, kim quang trong mắt càng lớn, lập lòe bất định, nói. Ta đã tìm ra 17 tọa độ không gian yếu kém, phân bố ở các hướng khác nhau. Đợi tí nữa ta sẽ đục thủng tiết điểm, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xuất hiện 17 cơn phong bạo, xé rách mảnh không gian này. Nếu như vận khí tốt sẽ có một khu vực đi vào thần đô, chúng ta sẽ cố xâm nhập. 17. Phụ tử Vi Thanh hít khí lạnh, sắc mặt Vi Thanh vặn vẹo, nổi giận nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Lực xé rách của 2-3 không gian phong bạo còn có thể gánh nổi, nếu là 17 cái, mặc dù là giới vương cũng không gánh nổi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi quá coi thường giới vương. Vì Vô Nhai cũng lo lắng nói. 17 cái chẳng khác gì trò đùa, dù là đục lỗ 7 cái, có lẽ chúng ta còn có thể ngạnh kháng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Cũng không bảo các ngươi trọi cứng, vào lúc 17 phong bạo xuất hiện, tìm ra khu vực đi thông vào thần đô, sau đó tiến vào là được. 7 cái xác suất quá nhỏ, nếu như không có một cái nào là đúng, như vậy không gian nơi đây bị phá hủy. Muốn lại tiến vào thần đô là không có khả năng. Vi Thanh trầm giọng nói. Tọa độ không gian bị hủy, phong bạo sẽ hàng lâm. Làm sao có thể trong thời gian ngắn tìm ra cửa vào? Còn có khả năng suất nhất, 17 cái không đúng thì làm sao? Vi Vô Nhai cắn răng nói. Vậy chết chắc. Lý Vân Tiêu cười nói. Mới vừa rồi là ai nói con đường tu luyện là cửu tử nhất sinh, làm gì có con đường an toàn để đi? Bước vào con đường tu luyện cũng nên có tâm lý bỏ mạng đi. Cho nên, lúc này không phải giống như vậy sao? Hai phụ tử bọn họ cả kinh, dường như cảm ứng được cái gì, xoay đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu giơ tay lên, thân thể hóa thành lôi đình. Vi Thanh phản ứng đầu tiên, hét lớn. Tên điên, mau dừng tay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hai người, hắn cười lạnh, thân thể hóa thành lôi, lôi quang dữ tợn, hắn bấm niệm pháp quyết, nói. Vạn lôi kiếp, ầm ầm, đáy nước sinh ra lôi đình, cả thiên xuyên dường như bốc hơi sạch. Trên dòng sông xuất hiện xoáy nước khổng lồ. Trong vòng xoáy có hào quang màu xanh lập lòe bất định, hơn nữa lôi điện càng ngày càng nồng đậm. Sắc mặt phụ tử Vi Thanh càng tái nhợt, bọn họ chỉ thấy 17 đạo lôi đình đánh vào không gian, sau đó cả không gian dừng lại, dường như có áp lực khác xuất hiện. Ầm ầm, 17 tọa độ không gian cùng nổ tung, cảnh vật chung quanh biến ảo. Vừa rồi là nước chảy róc rách, lúc này hóa thành đen kịt, dường như bị ném bỏ vào trong vũ trụ. Hơn 10 đạo lực lượng khủng bố từ 4 phương 8 hướng hàng lâm, thân thể ba người như thừa nhận ngàn vạn đao chém lên người, tùy thời sẽ tan xương nát thịt. Đáng chết a, quả nhiên là tên điên. Vi Thanh gào thét, nhưng âm thanh không có truyền đi. Hai tay của hắn không chậm chút nào, dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết. Vi Vô Nhai cũng như thế. Bọn họ phụ tử đồng tâm, trong khoảnh khắc tạo ra một kết giới. Hai người 4 trưởng chạm nhau, kết giới kia lớn 3 trưởng, vừa vặn bảo vệ hai người bọn họ, căn bản mặc kệ Lý Vân Tiêu chết sống. Ầm ầm. Dù vậy, dù hai người thực lực rất mạnh, liên hợp tạo ra bình chướng nhưng vẫn bị không gian đè ép biến hình, dường như không chịu nổi một kích, tùy thời sẽ biến mất. Là nơi này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát lên chói tai, truyền vào trong tai phụ tử Vi Thanh. Phụ tử hai người cả kinh, không biết hắn truyền âm như thế nào, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu một mình chống cự không gian phong bạo khủng bố, toàn thân hư quang hóa khải,
bên ngoài áo giáp có một tầng tử lôi bao phủ. Đôi mắt bắn ra kim quang, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm vào một khu vực. Đi! Thấy Lý Vân Tiêu không chút do dự phóng vào trong không gian phong bạo này, Vi Thanh cũng quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Phụ tử hai người dùng toàn lực đuổi theo Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, từng đạo phong bạo đánh lên người, áp lực khủng bố bùng phát. Ba người như con thuyền nhỏ trong biển lớn, tùy thời cũng có thể lật úp. Nhưng thân ảnh mặc dù cô đơn suy nhược nhưng mang theo ý chí kiên cường bất khuất, hào quang lóe lên, nhảy vào trong mục tiêu, biến mất trong không gian phong bạo. Cùng lúc đó, lực xé rách sinh ra, cả thiên xuyên bị ảnh hưởng, bốn phía sơn băng địa liệt, không ngừng sụp đổ vào trong giống như tận thế. Mà biến hóa này kinh động người trong thánh vực, trong khoảnh khắc Nam Phong Tuyền và một ít cường giả khác đều có mặt ở đây. Nhưng mà bọn họ không dám tới gần dòng xoáy, cách mấy ngàn trượng là bọn họ đã cảm giác có nguy cơ ngập đầu, sinh lòng sợ hãi, không dám đi lên phía trước. Rốt cuộc lực lượng hủy thiên diệt địa này là thế nào? Một võ giả hoảng sợ hỏi. Tất cả mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn qua phía trước, vòng xoáy này ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ, cũng sợ bị nuốt vào bên trong. Hoàn toàn không thể cảm ứng được tình hình bên trong, có thể cảm ứng được lực lượng phong bạo này không ngừng bùng phát, nguy hiểm tử vong lan tràn. Rất nhiều võ giả nhao nhao lui về phía sau khi lùi lại vài lần thì lực lượng phong bạo mới dừng lại. Lấy thiên xuyên làm trung tâm, trong phạm vi 2 vạn mét đều hóa thành lỗ đen, bị cắn nuốt vào bên trong. Vi Thanh đại nhân, Nam Phong Tuyền nhìn qua lỗ đen cực lớn kia, tất cả ánh mắt bị hút vào bên trong, không thể cảm ứng được bất cứ tình huống nào. Nam Phong Tuyền vô cùng lo lắng, lặng lặng đứng trước lỗ đen thật lâu. Vào lúc này Lý Vân Tiêu ba người thừa nhận trùng kích thật lớn, thân thể bị đè ép đau đớn nhưng vẫn tiến lên phía trước. Qua mấy hô hấp đã vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên thẳng qua vô số không gian, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Rung động và tiếng nổ ầm ầm vang lên, phụ tử Vi Thanh sớm bị chấn động làm thất khiếu đổ máu, sau khi nhảy vào trong ánh sáng đã phun máu tươi, sắc mặt đỏ rực. Ba người bình phục tâm tình, khí huyết chấn động cũng ổn định lại, bọn họ nhìn chung quanh và nhìn thấy đại thụ che trời, cỏ cây vươn lên tận đầu người, vô số hoa cỏ xen lẫn với nhau, có tiếng chim kêu nhưng hoàn toàn không thấy có bóng chim nào, có tiếng nước róc rách lại không thấy dòng suối, có hương hoa nhưng không có gió. Dường như không khí nơi đây cực kỳ trầm lắng. Lý Vân Tiêu nhìn chung quanh, nhìn xuyên thấu bóng cây, nhìn thấy bầu trời trắng muốt giống như có thần quang lưu chuyển, trái tim của hắn vẫn còn kinh hoàng. Vô Nhai đại nhân, là nơi đây sao? Lý Vân Tiêu mừng rỡ, dùng cảnh tượng và linh khí nói út dây, mặc dù không phải thần đô cũng còn cách không xa. Rốt cục đến nơi. Vì Vô Nhai thở phào, xem như trả lời Lý Vân Tiêu, trong mắt vẫn mang theo vẻ hoài niệm. Mặc dù Vi Thanh chưa bao giờ tới nơi đây, nếu không phải trước ma chiến phải vào thần đô, tâm cảnh của hắn không bình tĩnh như thế này. Hiện tại bước vào hư cực cảnh, mặc dù là tạo hóa cảnh cũng không còn xa, lực hấp dẫn của thần đô không còn mạnh như trước. Hơn nữa vì Vô Nhai tu luyện trong thần đô trăm năm, cũng biết không ít việc trong này, cho nên cũng không có cảm xúc quá lớn. Chỉ nghe đồn trong khu vực này, đạt được Hoàng Tuyền Minh Hỏa sẽ có cơ hội trùng kích giới vương, mới có thể làm nội tâm của hắn nóng rực. Vì Vô Nhai cũng như thế, hắn tu luyện trăm năm trong thần đô cũng không biết Hoàng Tuyền Minh Hỏa, thẳng tới khi trên đường đi Lý Vân Tiêu nói rõ ràng, hắn mới trợn mắt há hốc mồm. Mộng lão đầu đáng ghét, trong khu vực này cất giấu cơ duyên lớn lao lại không bao giờ nhắc qua. Vì Vô Nhai sinh lòng lộn xộn, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn về hướng đông nam, chỉ vào phương hướng kia nói. Trong khu vực mộng lão nhân ẩn cư, mặc dù là ta cũng không có đi vào. Ba người hóa thành hào quang bay thẳng về phía đông nam. Bay mấy canh giờ, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Khu vực ban đầu còn có chim hót hoa nở, dần dần linh khí mỏng manh, bắt đầu bị lực lượng quỷ dị thay thế, bay đến đằng sau các nơi đều có lực lượng quỷ dị này. Cũng may ba người kiến thức rộng rãi, tuy trong nội tâm kinh ngạc nhưng không cảm thấy không ổn. Chỉ là càng về sau linh khí không còn, lực lượng quỷ dị thay thế tất cả. Đây là khu vực kia sao? Đột nhiên Vi Thanh hỏi thăm, sắc mặt đầy nghi ngờ. Hiển nhiên hoàn toàn kém xa tưởng tượng của hắn. Vi Vô Nhai lắc đầu nói. Ta chưa từng tới khu vực này, tuy nói tâm đô tam lão, nhưng tất cả công việc trong thần đô đều do mộng lão đầu điều hành. Ta và thiên chiếu tử đều bị hắn khống chế, đều có khu vực tu luyện của mình,
mấy chục năm cũng không gặp người ngoài. Lý Vân Tiêu thò tay cảm thụ không gian chung quanh, trầm ngâm nói. Nơi này vẫn trong thần đô sao? Ánh mắt của hắn bắn ra kim quang, ánh mắt quan sát đại địa bao la, nói. Linh khí dưới mặt đất rất nặng, hẳn là linh mạch vô cùng tốt, cũng như khu vực lúc trước chúng ta vừa tới, nhưng bị dị lực áp chế, cho nên mới rách nát không chịu nổi, phía trước còn có lối vào. Tâm thần của hắn nóng lên, lập tức bay nhanh. Qua mấy canh giờ vốn là khu vực bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, cẩn thận quan sát thì đó là ngọn núi, một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vi Vô Nhai cả kinh nói. Tại sao có thể có ngọn núi lớn như vậy? Thế núi hùng vĩ, đột ngột xuất hiện trước mặt, làm ba người ngạc nhiên không nhỏ. Tâm thần Lý Vân Tiêu hơi động, hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm thấy hình thái ngọn núi này quen thuộc, hắn nhanh chóng nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang, hắn vô cùng khiếp sợ nhìn qua ngọn núi trước mặt. Vi Thanh đánh giá chung quanh, nói. Núi này cực kỳ bất phàm, dường như ẩn chứa quy tắc nào đó. Dường như đại địa linh mạch hội tụ nơi đây, hoặc là dùng ngăn chặn linh mạch đại địa. Hắn nhìn thấy máu, nơi này chính là mấu chốt. Vi Vô Nhai vuốt vuốt chòm râu, lại cười nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Vân Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đắc ý nhìn qua Lý Vân Tiêu. Đã thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng đứng yên nơi đó, dường như lâm vào trầm tư, hoàn toàn không nghe bọn họ nói. Vi Thanh hừ một tiếng, nói. Lý Vân Tiêu, người nghĩ đến cái gì? Có thể thẳng nói ra, có thể cùng nhau tham khảo đấy. Tiếng nói của hắn không lớn, Lý Vân Tiêu cũng sực tỉnh. Lý Vân Tiêu không quan tâm hắn, lắc đầu nói. Tạm thời vẫn chỉ là một ít suy đoán, không thể xác định. Chúng ta đi vào trong núi quan sát nói sau, nếu ta không có đoán sai thì khu vực kia nằm dưới núi. Phụ tử Vi Thanh nhìn nhau, đều nhíu mày. Vi Thanh không vui nói. Nếu phụ tử chúng ta tới đây với ngươi, cũng đồng tâm hiệp lực với ngươi. Nếu như ngươi lúc này lén gạt và không tín nhiệm chúng ta, khu vực này không cần đi. Lý Vân Tiêu nói. Việc này giải thích rất phiền phức, ngọn núi này và khí phách đang tỏa ra, ta từng gặp ở nơi khác, cực kỳ tương tự. Nếu có thể chứng minh suy nghĩ của ta là đúng, ta có thể đoán được nguyên nhân hình thành khu vực này. Cái gì, nguyên nhân hình thành khu vực này? Phụ tử Vi Thanh giật mình. Vi Vô Nhai càng ngạc nhiên, nói. Khu vực này từ xưa tới nay, cho dù là Mộng lão nhân cũng không biết. Ngươi suy đoán thế nào? Vi Thanh biết rõ Lý Vân Tiêu không phải là người nói bậy, hỏi. Ngươi nhìn thấy ngọn núi lớn như thế này. Tuy thiên võ giới lớn, nhưng ngọn núi khí phách to lớn, thật cực kỳ hiếm thấy, nếu như nói phụ tử bọn họ không hiếm kỳ là không đúng. Lý Vân Tiêu không chút giấu giếm nói. Lần này ta đi Bắc Hải. Ta ở Vạn Linh Chi Địa nhìn thấy ngọn núi nằm trong hố sâu không đáy, nối thẳng vào vũ trụ mênh mông. Nghe nói cái hố to này là một kích của siêu cấp cường giả đánh xuyên qua thiên võ giới mới xuất hiện. Đánh xuyên qua thiên võ giới. Hố to. Phụ tử bọn họ cả kinh, Vi Vô Nhai không thể chờ đợi được hỏi. Lần này ngươi đi Bắc Hải xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Việc này nói rất dài dòng, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Đợi sau khi trở về ta sẽ nói chi tiết với các ngươi, hiện tại đi lên núi xem một chút. Có lẽ ta đoán sai cũng không chừng. Vi Thanh muốn hỏi gì đó, nhưng sắc mặt của hắn biến hóa, muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt vào, không có hỏi tiếp. Bên tai của hắn có tiếng thánh ma kinh hô. Giới khanh, tiểu tử này nói là giới khanh. Cái gì là giới khanh? Vi Thanh vội vàng truyền âm hỏi. Cảm xúc của thánh ma kích động, vội hỏi. Chẳng lẽ nơi này là giới, kỳ thật cũng chính là một giới khanh. Ngữ khí của Vi Thanh âm trầm, nói. Thánh ma đại nhân, ta khuyên ngươi nên trả lời ta, không nên nói đông kéo tây, ta không thích như thế. Ha ha, là ta vô cùng kích động, cái gọi là giới khanh. Thánh ma bắt đầu kiên nhẫn trả lời. Thời điểm bọn họ thầm trao đổi, Lý Vân Tiêu như có như không nhìn hắn, Vi Thanh chấn động, sắc mặt khó coi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta và thánh ma trao đổi bị hắn phát hiện, không thể nào. Vi Thanh âm trầm, lạnh lùng nói. Nhìn ta làm gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, híp mắt nói. Đi a, lên núi đi, ta thấy ngươi ngẩn người, không nhìn ngươi thì nhìn ai? Ách, Vi Thanh nhìn Vi Vô Nhai,
cũng thấy hắn đang dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, lúc này mới thở ra một hơi, cũng thu liễm tâm thần, lại trao đổi với thánh ma, lúc này đi theo Lý Vân Tiêu tiến lên núi. Đây là thời điểm ba người bay lên núi, qua chừng nửa nén hương, nhìn thấy cảnh vật trước mặt, bọn họ sững sốt. Trước mặt cũng không có tinh không vực sâu gì đó, mà là khu vực núi non, chúng không ngừng hội tụ vào nơi này như biển lớn. Nhìn dòng sông trước mặt, nhìn mây mù răng khắp, như mộng như ảo, đẹp như tiên cảnh, hoàn toàn là cảnh tượng khác biệt với bên ngoài. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn, trầm mặt nói. Còn bao lâu mới tới khu vực cần tới? Khu vực đó là nơi nào? Vi Thanh lạnh nhạt, nói. Đã đến nơi này thì cứ làm thôi. Cứ theo dòng sông sẽ đi tới cuối cùng, có lẽ ở cách phía trước không xa. Thông qua trao đổi với Thánh Ma, hắn đã hiểu giới khanh là thế nào, trong nội tâm khiếp sợ lại mừng như điên. Hơn nữa căn cứ Thánh Ma truyền âm, nơi này có khả năng thật lớn chính là giới khanh, hoàn toàn nhất trí với suy đoán của Lý Vân Tiêu. Nếu giới khanh là lực lượng to lớn tạo thành, như vậy có thể đạt được cơ duyên không nhỏ ở đây. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, khó trách khu vực chi chủ có thể thành tựu giới vương, thì ra nơi này chính là do giới vương tạo thành. Đi thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn không muốn nhiều lời, lập tức đi vào, phụ tử Vi Thanh theo sát phía sau. Ba người tiếp tục tiến lên, càng về phía trước, nước sông càng ít chi nhánh, mặt sông càng rộng ra, biển mây càng thấp. Đi về nơi xa hơn, biển mây đã bao phủ tất cả. Qua nửa canh giờ, mây mù và mặt sông hoàn toàn dính vào nhau, tuy hai mà một, khó phân biệt phương hướng, dường như không thể đi tới cuối cùng, mây mù bắt đầu mỏng manh, biến thành màu ngà sữa. Thời điểm mọi người phát hiện, thần thức chỉ còn ngắn tới ngàn trượng. Ngay cả khi Lý Vân Tiêu thi triển đồng thuật cũng cảm giác có lực lượng ngăn cách dò xét, cảm ứng với hoàn cảnh chung quanh trở nên yếu ớt, lực lượng áp chế ở khu vực này còn khủng khiếp hơn ở đáy sông. Các ngươi có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Lý Vân Tiêu dừng lại, thần sắc ngưng trọng dò xét chung quanh. Nghe hắn nói như vậy, hai người kinh ngạc, tới trình độ của bọn họ, loại cảm giác này quyết không tự dưng sinh ra. Lý Vân Tiêu vận chuyển Thái Dương chân quyết, hai đồng tử bắn ra kim quang sáng ngời, hắn cảm giác được có gì đó đang dò xét mình, sắc mặt biến hóa. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng sâu trong mây mù không gió tự bay. Tuy tốc độ chậm chạp, nhưng mà chậm rãi có lực lượng nào đó áp tới. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trong mây mù, ngưng trọng nói. Trong mây mù này quả nhiên có thứ gì đó đang ẩn nấp, nó đang vây tới, quả thực cổ quái, các ngươi cẩn thận. Phụ tử Vi Thanh cũng giật mình, bọn họ vừa dùng thần thức thăm dò qua, đã bị một thứ lực lượng ngăn cản trở về, cảm giác sâu trong mây mù quá quỷ dị. Sắc mặt Vi Thanh ngưng trọng, nói. Mây mù chung quanh đang áp tới, mặc dù là ta cũng có cảm giác bị áp chế. Lý Vân Tiêu quan sát mây mù, đột nhiên thân thể căng cứng, ngay cả phụ tử Vi Thanh đang quan sát nhất cử nhất động của hắn cũng giật mình, Vi Vô Nhai hỏi. Người phát hiện tình huống gì? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nói. Vừa rồi tốc độ nước ngầm sâu trong mây mù tăng tốc lên, dường như muốn khóa ba người chúng ta lại. Vi Thanh cả kinh nói. Có sinh linh sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hẳn không phải là nhân loại, có lẽ là quái vật do thiên địa tạo ra. Nhưng vật kia cực kỳ cẩn thận, phát hiện bị ta phát giác liền ẩn nấp, hiện tại không phát hiện ra nó rồi. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Ngay cả người cũng không thể dò xét, có thể thấy được thứ này đã gần như hòa làm một thể với chung quanh, chỉ sợ khó giải quyết. Vi Thanh cười lạnh nói. Cho dù quỷ dị thế nào cũng không thoát khỏi quy tắc thiên địa. Vẫn trong cảnh giới thần cảnh, với lực lượng ba người chúng ta thì sợ gì nó. Ba người đều là cường giả hư cực cảnh, mặc dù là tạo hóa cảnh tới cũng có lực đánh một trận. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Khu vực này không tầm thường, nên cẩn thận mới tốt. Hừ. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bộc phát không che giấu, nâng tay bấm bí quyết. Từ khi luyện hóa âm dương nhị khí bình, hơn nữa có thánh ma trong bình chỉ điểm, tin tưởng của hắn tăng nhiều. Từ ấn quyết, kim quang xoay tròn trên đầu, lập tức hóa thành mũi tên màu vàng, mũi tên tỏa ra kim quang bao phủ mây mù. Cảm giác được uy năng của mũi tên, mây mù chung quanh lùi lại, giống như sợ chết lui ra phía sau. Đi! Vi Thanh hét lớn một tiếng, mũi tên vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn vào trong mây mù đang di động. Mũi tên lập tức bị mây mù thôn phệ,
hào quang hơi lóe lên rồi biến mất trong tầng mây. Yên tĩnh lan tràn, chung quanh trắng xóa, không còn động tĩnh gì khác, dường như sâu trong mây mù cũng dừng di động. Cái gì? Vi Thanh chấn động, ánh mắt của hắn ngạc nhiên, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào mây mù. Mặc dù một kích vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu và Vi Vô Nhai cũng cả kinh, ba người giật mình thì lực lượng kỳ lạ bùng nổ. Oanh! Giống như giọt nước rơi vào dầu sôi, năng lượng hóa thành vòi rồng, cả biển mây quay cuồng. Sắc mặt mọi người khó coi, trong mây mù có tiếng thú giống vang lên, vô số khí thế bùng nổ. Những mây mù này ngưng tụ thành hàng tỷ cự thú, chúng ngửa mặt lên trời gào rú, dường như bị xâm phạm lãnh địa. Giống! Đám cự thú trong mây mù gào thét, chúng công kích lăng lệ vào ba người. Quả nhiên, cẩn thận! Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nhìn qua ngàn vạn cự thú, trong mắt không ngừng có kim mang lập lòe. Công kích sắp đến, kim quang bao phủ ba người, lại hóa thành lưỡi đao chém tới phía trước. Lúc này đám cự thú tiêu tán, những phần tay chân cụt hóa thành mây mù. Đám cự thú còn lại ngẩn người, bản năng cảm thấy ba người này thực lực không tầm thường, lúc này đang bất định, chúng chỉ công kích thăm dò vài lần, uy năng cũng không quá lớn. Vi Thanh giật mình nói. Những quái vật này đều có thực lực thần cảnh. Vi Vô Nhai nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó nói. Dị lực ở nơi này tụ tập mây biến hóa, như vậy tự nhiên cũng có thể để ta sử dụng. Vi Thanh cau mày nói. Phụ thân đại nhân có ý gì? Vi Vô Nhai ung dung nói. Khu vực chi chủ là đạt được khu vực chi lực, mới có thể thành tựu giới vương cảnh. Nói cho đúng đạt được lực lượng này có thể làm mây biến hóa, như vậy lực lượng này cũng sẽ do chúng ta đạt được. Vi Thanh lập tức hiểu được, kinh hỉ nói. Phụ thân có nắm chắc. Vi Vô Nhai mỉm cười gật gật đầu, nói. Ta ở thần đô nhiều năm, cũng không phải chỉ một lòng tu luyện. Lực lượng trong toái thiên cao xuyên có thể hấp thu và chuyển hóa, chỉ là quá mức yếu ớt mà thôi, có dùng cũng vô dụng. Nhưng nơi đây thì khác, nếu như tiếp tục tiến lên, có lẽ còn có tồn tại mạnh hơn, mà khởi điểm có lẽ là. Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh biến sắc. Ánh mắt hai người nóng rực. Hoàng Tuyền Minh Hỏa là khởi điểm của khu vực chi lực, giống như Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, chính là giới lực sinh ra. Hoàn toàn luyện hóa có thể trực tiếp đặt chân lên giới vương. Nhưng từ xưa tới nay không có mấy người hoàn toàn luyện hóa chúng. Đã như thế, còn chờ gì nữa? Xiết qua, những vật này cũng không có linh trí, nhưng vẫn có phần cơ linh. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh. Ánh mắt nhìn qua đám cự thú, sát tâm nổi lên. Nếu có thể có được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, hắn thậm chí không cần đi ma giới, bước vào tạo hóa cảnh là chuyện nắm chắc. Ánh mắt Lý Vân Tiêu âm trầm, cũng nói. Vậy thì động thủ đi. Cho dù là liên quan tới Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay là tỷ đệ Mộng Vũ, hắn đều tâm phiền ý loạn, nhìn qua đám cự thú trước mặt. Ha ha, giết! Vi Thanh hào khí vượt mây, hét lớn một tiếng, kim quang tỏa ra bốn phía. Hắn lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, những cự thú kia bạo động, gào thét sau đó tản ra. Nhưng đối mặt với công kích của Vi Thanh, có một đám lớn cự thú biến mất. Nhưng không hề giống như lúc trước bay đi theo gió, mà chậm rãi ngưng tụ ở chân trời, lại hóa thành cự thú lớn hơn, nhìn chằm chằm và kiêng kỵ ba người trước mặt. Những cự thú không có bị đánh tan cũng kiêng kỵ với đồng loại vừa xuất hiện, nhịn không được lui ra xa một ít. Vi Thanh nhướng mày, nói. Không chết. Lý Vân Tiêu nói. Những thứ này không phải sinh mạng thể, chỉ dựa vào khu vực chi lực ngưng tụ mà thành. Mà lực lượng nhiều ít lại quyết định thời gian sống dài ngắn. Nếu muốn giết chết chúng, phải áp chế lực lượng nơi đây rồi đánh tan. Vi Thanh A một tiếng, nghiền ngẫm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Khu vực chi lực cũng là giới lực, muốn áp chế nó, sợ rằng chỉ có tử lôi và ma nguyên của ngươi mới làm được. Lý Vân Tiêu nói, Vi Thanh đại nhân, người quá khiêm tốn, cho dù ta có thể ngăn cản đám cự thú ở đây, khó bảo toàn phía trước không có thêm đám cự thú này, biện pháp dễ dàng nhất chính là dùng âm dương nhị khí bình của ngươi hấp thu mây mù nơi đây. Vi Thanh sững sờ, lập tức trầm ngâm. Hắn sao không muốn dùng âm dương nhị khí bình cơ chứ, nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quá nhạy cảm. Chỉ sợ một khi vận dụng bình này, bị hắn phát hiện thánh ma bên trong, vậy phiền toái lớn. Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý địa nhìn hắn một lần, nói. Như thế nào,
không bỏ được dùng hay sao? Phi Thanh cười lạnh, nói. Ngươi cho rằng ta keo kiệt giống ngươi hay sao? Hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang xuất hiện trên tay, năm ngón tay mở ra, một đám âm dương nhị khí xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành bảo bình màu bạc, tạo hình bình thường, thân bình phong cách cổ xưa tự nhiên, vừa nhìn thấy nó, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không cho rằng đây là thánh khí. Nhìn cái gì vậy? Phi Thanh giận dữ quát lớn, thân hình hơi đổi, kéo thân bình rời khỏi ánh mắt Lý Vân Tiêu. Tuy thánh ma truyền âm bảo hắn dùng bảo bình thu nạp đám cự thú nơi đây, hơn nữa tự tin tuyệt đối không bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Nhưng Vi Thanh vẫn có lo lắng, nếu trong thiên hạ có ai làm hắn nhức đầu nhất, hắn tự tin nói rằng, không ai qua được Lý Vân Tiêu trước mặt mình. Lý Vân Tiêu cười gượng, mỉa mai nói. Ta nhìn ngươi thì thế nào, còn nói ta keo kiệt. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi! Vi Thanh giận dữ hét. Đầu óc ngươi mới có bệnh. Cút sang một bên, đừng trở ngại ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, hắn khoanh tay nhìn qua. Hắn cực kỳ có hứng thú với âm dương nhị khí bình, chỉ cần Vi Thanh vẫn đứng chung trận tuyến với mình, như vậy uy lực của bình này càng lớn càng tốt. Vi Thanh một tay bấm niệm pháp quyết, đánh vào thân bình, sau đó ngân quang lóe lên, bầu trời hóa thành hai màu. Những trong mắt đám cự thú đầy kinh hãi, dường như phát giác vật này bất phàm, phản ứng cũng quả quyết. Trực tiếp quay người bỏ chạy. Oanh! Nhưng thiên địa chấn động, thời không đông cứng lại, không gian luân chuyển, tất cả cự thú và mây mù chung quanh bị hấp thu vào trong bình. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua bảo bình, lực lượng của bình này vượt qua dự kiến của hắn. Mỗi lần xuất hiện đều làm hắn phải suy nghĩ kỹ. Chỉ trong nhá mắt cự thú không còn, cảnh tượng chung quanh tươi sáng hơn. Không chỉ có như thế, ngay cả dị lực chung quanh cũng không còn. Toàn bộ bị bảo bình hấp thu mất. Cái này, Lý Vân Tiêu giật mình, nếu như gặp được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, tên này trực tiếp lấy bảo bình ra hấp thu đi, khi đó hắn khóc không ra nước mắt. Vì Vô Nhai vô cùng vui mừng, đối với cái này bảo bình uy lực tôn sùng đầy đủ. Trong bình truyền có tiếng mừng như điên của Thánh Ma. Ha ha, thứ này quả nhiên là giới lực thiên võ giới giới lực, nhanh tìm kiếm khởi nguồn của nó. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, người cũng không cần đi ma giới tìm hóa lân ma cốt. Phi Thanh cao hứng, truyền âm nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa không dễ dàng đạt được, nếu có thể đủ hoàn toàn luyện hóa, có thể trực tiếp tiến vào giới vương. Thánh ma nói. Ân, vật kia là giới lực thế giới ngưng tụ, thật có uy lực này. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tùy ý luyện hóa, mà hóa lân ma cốt thì khác, xác suất luyện hóa hấp thu rất lớn. Phi Thanh nói. Đi tìm nó trước đã. Nếu không chiếm được Hoàng Tuyền Minh Hỏa lại đi ma giới. Thánh ma nói. Như thế rất tốt, nhưng ta kỳ quái, nơi này là giới khanh, tại sao giới lực lại biến hóa? Nếu ta đoán đúng, nơi này năm xưa có hai cường giả tuyệt thế đại chiến, một người trong đó có được giới lực, không phải chân long chính là giới vương, sau đó bị một cường giả khác đánh chết. Nhưng giới lực toàn thân không tiêu tán, mà trực tiếp trầm tích ở đây, cho nên mới hình thành Hoàng Tuyền Minh Hỏa trong lời các ngươi. Phi Thanh sững sờ xuống, nói. Có phức tạp như vậy sao? Thánh ma cười thầm. Hơn phân nửa là như vậy, nhưng mà năm tháng đã lâu nên không thể khảo cứu. Phi Thanh gật gật đầu, liền không hề cùng thánh ma trao đổi, mà là đắc sắt địa nhìn lại Lý Vân Tiêu liếc, cười lạnh nói. Vân Minh Chủ, đi nhanh lên đi, không nên ở lại nơi này. Lý Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, nói khẽ. Đi thôi. Phi Thanh nhíu mày, hắn nhìn ra Lý Vân Tiêu có tâm tư, nhưng không đoán ra hắn có suy nghĩ gì, lúc này tâm thần bất định. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần mình nhảy vào tạo hóa cảnh, chỉ bằng lực lượng bảo bình, trong thiên hạ có thể hoành hành không sợ, cũng không cần lại sợ Lý Vân Tiêu cái gì, trừ phi Lý Vân Tiêu trực tiếp bước vào giới vương cảnh. Tuy nói có được giới thần bi bước vào giới vương cảnh có tỷ lệ lớn hơn người khác, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, xác suất tuyệt đối rất thấp. Ba người lập tức đi lên phía trước. Nhưng qua một lát dị lực lại xuất hiện, nhưng ba người không sợ hãi. Ngẫu nhiên còn gặp cự thú ẩn nấp, thực lực sa sút trực tiếp bị đánh tan, thực lực mạnh sẽ bị Vi Thanh hấp thu. Mấy canh giờ sau, bầu trời phía trước không còn mây em phu, chỉ có cực quang mà thôi, dị sắc bay lên vô cùng đẹp mắt. Lý Vân Tiêu cùng phụ tử Vi Thanh nhìn cảnh tượng này, phát hiện hào quang mờ mịt không thể kiểm tra. Chỉ tần suất chấn động đã làm bọn họ kinh hãi. Khu vực chi lực,
Mấy người bọn họ cả kinh, hào quang này chính là dị lực tràn ra ngoài. Ba vị dừng lại. Đám người Lý Vân Tiêu nhìn kỳ cảnh trước mặt, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Lập tức có nam tử xuất hiện trước mặt ba người, mặt trầm như nước, đáy mắt vô cùng phức tạp, ý tứ rất hỗn loạn. Công Dương Chính Kỳ. Nhận ra người trước mặt, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, không chờ được, chất vấn. Tỷ đệ Mộng Vũ bị ngươi bắt đúng không? Phi Thanh lạnh lùng nhìn qua Công Dương Chính Kỳ, đây là một trong năm chấp sự giống hắn ở Thánh Vực. Hiện tại khí thế của Công Dương Chính Kỳ hoàn toàn khác trước, dường như hoàn toàn dung nhập vào không gian này, không nhìn ra gì khác. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, tỷ đệ bọn họ là ta mang đi, nhưng không phải, bắt, nên dùng từ chính xác đi. Lý Vân Tiêu lúc này thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng một ít, chỉ cần tỷ đệ hai người bình an vô sự là được, hỏi. Tỷ đệ bọn họ đang ở nơi nào? Công Dương Chính Kỳ chưa trả lời, sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói. Giết người của ta và cướp hai tỷ đệ bọn họ đi, còn có mặt mũi nói không phải, bắt. Chẳng lẽ là mời? Công Dương Chính Kỳ nheo mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Đương nhiên là mời, bọn họ là hậu bối của chân quân đại nhân, là Vi Thanh người bắt người mới đúng. Sắc mặt Phi Thanh biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nói. Công Dương Chính Kỳ, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng không nên nói lung tung, ta sẽ tố cáo ngươi phỉ báng. Con mắt nào của ngươi nói ta bắt người? Hắn biết rõ mờ ám của mình không giấu được, Mộng Linh chân quân hơn phân nửa đã biết rõ. Nhưng hiện tại hắn là hư cực cảnh, hơn nữa có Vi Vô Nhai, trừ phi Mộng Linh chân quân là tạo hóa cảnh, nếu không cũng không làm gì được phụ tử bọn họ. Cho nên hắn cũng không sợ hãi, chỉ cần mình không thừa nhận, không ai làm gì được mình. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Việc này ta sẽ không quản ngươi, đến lúc đó đều có chân quân tìm ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Bọn họ ở đâu? Công Dương Chính Kỳ chỉ vào đám mây trước mặt, nói. Đang trong Vân Hà tiếp nhận truyền thừa. Cái gì? Ba người đều cả kinh, biểu hiện khác nhau. Phi Thanh mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám mây kia, hỏi. Truyền thừa Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, nếu để tỷ đệ Mộng Vũ đạt được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, như vậy không khác gì hắn đạt được, hỏi. Tỷ đệ bọn họ thừa nhận được lực lượng này sao? Sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Công Dương Chính Kỳ nhìn ra sắc mặt Phi Thanh không đúng, lập tức sinh lòng đề phòng, nhắc nhở. Rốt cuộc là truyền thừa cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Thân thể Vi Thanh hơi động, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, nhìn chằm chằm vàm hào quang, hắn đang nghĩ có nên cướp đoạt hay không. Đột nhiên thánh ma trong bình bạc truyền âm, nói. Trong hào quang kia có thứ khó lường, nếu ra tay, ngươi có nắm chắc đoạt được không? Vi Thanh phiền muộn nói. Không hề nắm chắc, phụ tử ra liên thủ, tất nhiên có thể ngăn cản Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ, huống chi còn có Mộng Linh chân quân thần bí khó lường, cũng không biết hắn có thực lực gì. Thánh ma nói. Nếu như ta có thể ngăn cản chân quân kia thì sao? Vi Thanh cả kinh, nói. Ngươi có thể ra tay. Thánh ma trầm mặc một hồi, nói. Tuy thực lực của ta còn chưa khôi phục, ở đây lại có uy áp giới lực. Nhưng hiện thân một lát áp chế một tên hư cực thần cảnh không thành vấn đề. Phi Thanh nói. Chưa chắc Mộng Linh chân quân là hư cực cảnh đâu. Thánh ma cười lạnh không thôi, nói. Trừ phi là tạo hóa đại viên mãn, mặc dù là tạo hóa cảnh bình thường, ta cũng có thể ngăn chặn một hai. Chỉ cần ngươi có biện pháp ngăn chặn Lý Vân Tiêu cùng Công Dương Chính Kỳ, lại dùng âm dương nhị khí bình thu Hoàng Tuyền Minh Hỏa là được, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, như vậy cơ duyên lớn lao này chính là của ngươi. Thánh ma nói làm cho Vi Thanh tâm động không thôi. Hắn cũng không có biện pháp kéo dài, trong âm dương nhị khí bình có rất nhiều binh khí giết chóc, nếu thả toàn bộ ra ngoài, liền có thể ngăn chặn hai người một hồi. Nghĩ đến chính mình độc chiếm Hoàng Tuyền Minh Hỏa, đạt được cơ hội trùng kích giới vương cảnh, toàn thân của hắn khô nóng, cảm xúc chấn động. Vi Thanh đại nhân, người biết thứ trọng yếu nhất của người là gì không? Thời điểm Vi Thanh đang giãy giụa, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói một câu quấy nhiễu nổi lòng của hắn, toàn thân chấn động, phục hồi tinh thần, phản xạ có điều kiện nói. Cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, dường như nhìn thấu nội tâm của hắn. Người trọng yếu nhất là tự hiểu lấy mình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, phải phân chia rõ ràng, nếu không phiền toái lớn lắm.
Vi Thanh biến sắc, lập tức cảnh giác. Hắn biết rõ cảm xúc và tâm tư của mình bị Lý Vân Tiêu bắt được. Vi Vô Nhai cùng Công Dương Chính Kỳ nghe ra ý trong lời nói, thân thể chấn động, bắt đầu đề phòng. Hào khí chung quanh trở nên khẩn trương và nặng nề, bốn người đều dương cung bạt kiếm. Hừ! Vi Thanh cười lạnh và nói. Ngươi có ý gì mà nói ta không tự hiểu lấy mình? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có hay không ta không biết, chỉ có chính ngươi biết là được, đương nhiên ta hy vọng ngươi nên biết. Vi Thanh trầm mặc một hồi, đột nhiên nói. Nếu như ta không biết thì sao? Hào khí chung quanh đông cứng, hào khí áp xúc tới mức tùy thời nổ tung. Lý Vân Tiêu cũng không sợ hãi, chỉ cười lạnh nói. Nếu không biết, vậy rất phiền toái. Biết người biết trí, tự biết bản thân. Không biết trí chính là ngu ngốc, nhưng nếu không tự hiểu lấy mình, vô cùng có khả năng là người chết. Vi Thanh nói. Chết hay không chết, do ngươi quyết định sao? Đương nhiên không phải. Lý Vân Tiêu cười lắc đầu, nói. Là chính ngươi quyết định. Cuồng vọng. Vi Thanh giận dữ mắng một tiếng, sâu trong mắt bắn ra thần sắc ngoan lệ, sát khí toàn thân dâng trào. Trong nháy mắt, hắn như một dân cờ bạc, được ăn cả ngã về không, có chỉ chấp niệm người thắng làm vua người thua làm giặc. Chỉ cần chế trụ Lý Vân Tiêu cùng Công Dương Chính Kỳ, lại cho Thánh Ma Khiên chế trụ Mộng Linh Chân Quân, hắn có thể thu lấy Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ cảnh giác, hai người đồng thời chấn động, lúc này bấm niệm pháp quyết, nhìn thẳng Phụ Tơ Vi Thanh, tùy thời sẽ ra tay nghênh chiến. A! À, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết trong hào quang vang lên, bốn người cả kinh. Không tốt! Công Dương Chính Kỳ kinh hô một tiếng, hắn vứt bỏ đám người và bay vào trong hào quang. Lý Vân Tiêu càng lo lắng tỷ đệ Mộng Vũ, lúc này không quan tâm Vi Thanh, thân ảnh lóe lên đuổi theo Công Dương Chính Kỳ, bước vào trong hào quang. Cảnh tượng chung quanh biến hóa rất lớn, một ngọn lửa xanh nhạt xuất hiện, nó bảo vệ Lý Vân Tiêu vào trong. Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Hắn cả kinh, phát hiện mình đã tiến vào thế giới lửa, hoàn toàn là thiên địa khác, con đường phía sau không thấy đâu cả. Minh Hỏa vô cùng có linh tính, tự thành một phiến thế giới, chỉ không biết Mộng Vũ ở đâu. Mộng Linh Chân Quân tính thế nào? Tiếng kêu thảm vừa rồi dường như là của Mộng Bạch. Lý Vân Tiêu lo lắng, hắn cứ bay đi trong biển lửa. Làm sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến là, thần thức chỉ dò xét được phạm vi 10 trượng, lập tức đã bị Minh Hỏa thiêu không còn, khó tỏa ra xa hơn. Trong thế giới độc lập này không có thần thức dò đường, đã không khác gì bị mù. Nếu không tìm thấy phương vị, cứ bổ thế giới này ra đi. Hắn tay giơ lên, cánh tay xoát hiện lôi điện, giữa năm ngón tay ngưng tụ thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước có thừa, hàn khí và lôi quang lóe lên. Thanh kiếm vừa ra, hỏa diễm chung quanh bị ép lui, 10 trượng quanh người Lý Vân Tiêu biến thành trạng thái chân không. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn làm gì đó? Đột nhiên có tiếng quát chói tai từ sau lưng vang lên. Lý Vân Tiêu quay người nhìn lại, chính là phụ tử Vi Thanh phụ tử và Công Dương Chính Kỳ, ba người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Đặc biệt là Công Dương Chính Kỳ cùng Vi Thanh, ánh mắt như bắn ra lửa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Công Dê đại nhân, người tới rất đúng lúc, đám người Mộng Vũ ở đâu? Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ trắng bệch, ngăn hắn lại, nói. Ngươi ngàn vạn đừng sằng bậy, thế giới Minh Hỏa này là hạch tâm giới lực, nếu là bị ngươi tiêu hủy, toàn bộ thần đô bị hủy, thậm chí sẽ lan tới gần thánh vực. Lý Vân Tiêu âm trầm, hỏi. Đại nhân lỗ tai không tốt sao? Ta hỏi đám người Mộng Vũ ở đâu? Công Dương Chính Kỳ thấy Lý Vân Tiêu tức giận, nghiêm túc nói. Trong thế giới Minh Hỏa này vô cùng minh mông, ta cũng không biết bọn họ ở đâu, chỉ có chân quân biết rõ. Lý Vân Tiêu nắm chặt thanh kiếm lôi điện trong tay, rót lực lượng vào trong đó và đặt ngang trước mặt. Ánh mắt băng hàn, gương mặt hắn giận dữ, nói. Nói như vậy, hỏi các ngươi cũng vô dụng, vẫn là ta tự mình ra tay. Vi Thanh cả kinh nói. Mau dừng tay, nếu thế giới này sụp đổ, Hoàng Tuyền Minh Hỏa cũng biến mất, ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, tuy Hoàng Tuyền Minh Hỏa trọng yếu, nhưng tính mạng tỷ đệ Mộng Vũ càng trọng yếu hơn. Hắn không cần nghĩ ngợi đã giơ thanh kiếm lên, ngàn vạn lôi long xuất hiện. Cả không gian chấn động, một khe hở thật sâu xuất hiện trước mặt mọi người. Đột nhiên hai đạo quang mang lóe lên, phân biệt đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, đồng thời ngăn cản hắn chém xuống. Một người trong đó chính là Vi Thanh,
trong tay hắn là vô số phù văn màu xanh. Một người khác chính là Công Dương Chính Kỳ, trong tay hắn cầm chiến thương màu đen đâm vào thanh kiếm với uy thế thao thiên. Ầm ầm, hai người liên thủ một kích đánh nát lôi kiếm, lôi đình khuếch tán như lôi xà. Phanh, 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 hai người thi triển thân pháp tránh né lôi xà tỏa ra, hơn nữa ngưng tụ kết giới che ở trước người, lúc này mới ngăn cản toàn bộ lôi đình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hai người, lại lườm Vi Vô Nhai vẫn chưa động thủ, hung dữ nói. Ba người các ngươi tìm chết đúng không? Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ đại biến, tức giận nói. Ta cũng không muốn đấu với ngươi, ngươi đừng sằng bậy. Tỷ đệ Mộng Vũ chính là hậu nhân của Chân Quân Đại Nhân, tự nhiên Đại Nhân quan tâm không kém ngươi. Còn nữa, chỉ có Chân Quân Đại Nhân quen thuộc thế giới này. Ngươi mạo muội phá vỡ thế giới này, ngược lại chỉ làm hại hai người bọn họ mà thôi. Vi Thanh cũng nói rõ lập trường, lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn hồ đồ với ngươi, nhưng Hoàng Tuyền Minh Hỏa ta bắt buộc phải có. Nếu ai dám phá hư nó, ta liều tới cùng. Tuy Vi Vô Nhai không có lên tiếng, nhưng lập trường khẳng định nhất trí với hắn. Lý Vân Tiêu nghe Công Dương Chính Kỳ nói thế liền tỉnh táo lại, nhưng vẫn bướng bỉnh nói. Trừ phi ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ chỉ an toàn trước mặt ta, nếu không ta chỉ có thể dùng biện pháp của mình tìm họ, Mộng Linh Chân Quân là trưởng bối của họ. Nhưng ta không quen, không thể phó thác cho hắn. Công Dương Chính Kỳ tức giận nói. Ta nói ta không biết hai người bọn họ ở đâu. Nếu ngươi náo loạn, ta không sợ ngươi biết. Nếu lan tới gần tỷ đệ bọn họ, trách nhiệm này ngươi gánh vác được không? Đột nhiên Vi Thanh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi quan tâm sẽ loạn, nơi này là thế giới minh hỏa. Như vậy tồn tại minh hỏa chân thân, mà chân thân là nơi có lực lượng mạnh nhất. Ngươi quên chúng ta làm sao đi tới đây sao? Một câu tỉnh người trong mộng, Lý Vân Tiêu thầm mắng mình hồ đồ, hắn cứ tìm đầu nguồn là được. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ biến hóa, cảnh cáo nói. Ta khuyên ba người các ngươi yên tĩnh ở đây, không nên đánh chủ ý minh hỏa chân thân trong đầu. Lực lượng Hoàng Tuyền minh hỏa không phải các ngươi có thể ngăn cản, tránh dẫn lửa đốt người. Ba người lạnh lùng nhìn qua hắn, bộ dáng trào phúng. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ khó coi, cắn răng nói. Các ngươi thật muốn tìm minh hỏa chân thân. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đã không quan tâm tới hắn, lập tức xác định rõ phương hướng, Lý Vân Tiêu chỉ vào một phương vị, nói. Có lẽ là bên này, đi theo ta. Hắn đi đầu dẫn đường, phụ tử Vi Thanh theo sau. Chỉ còn lại Công Dương Chính Kỳ đứng tại chỗ, tức giận tới mức dậm chân, rồi lại không thể làm gì. Với lực lượng của mình hắn không thể ngăn ba người lại. Sau khi dậm chân một cái, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể theo sau. Mấy người đi không bao lâu, đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại, đứng yên ở nơi đó. Nội tâm Vi Thanh khẽ động, nói. Như thế nào, chẳng lẽ? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Giống như ở bên ngoài, nơi này có quái vật như cự thú ngoài kia. Vi Thanh không giận còn mừng, thè lưỡi ra liếm môi dưới, cười thầm. Những vật này đều là minh hỏa tinh hoa ngưng tụ, đều ở nơi đây. Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía, tiện tay chỉ một hướng. Nơi đó có chấn động, dường như có gì đó đang lui lại. Ánh mắt Vi Thanh tỏa sáng, lúc này giơ tay nâng âm dương nhị khí bình lên, từng đám âm dương nhị khí bắn ra ngoài, lập tức bắn thẳng lên bốn phía. Lập tức có mấy tiếng giống to vang lên, nguyên lực rất mạnh bùng phát. Công Dương Chính Kỳ kinh hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn Bảo Bình, hoảng sợ nói. Thánh khí! Trên người hắn có một món á thánh khí, đó là luân hồi đại luân bàn. Giờ phút này khi Bảo Bình hiện thân, hắn cảm thấy luân bàn chấn động vì uy áp đẳng cấp. Qua mấy hô hấp, Bảo Bình hấp thu biển lửa chung quanh vào trong bình, quái vật chưa hiện thân đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Vi Thanh thỏa mãn thu Bảo Bình lại, nói. Đều giải quyết, đi thôi. Công Dương Chính Kỳ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói. Cái bình này là bảo vật thế nào? Nhưng không có người trả lời hắn, Lý Vân Tiêu ba người tiếp tục đi lên. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ tái nhợt, biết rõ chính mình tiến vào khu vực này đã sớm biến hóa kinh người. Vốn cho rằng thực lực tăng nhiều, sau khi rời khỏi đây sẽ có thể khơi mào phong vân, chấp trưởng thiên hạ. Hiện tại xem ra nguyện vọng này là vọng tưởng, hai người trước mặt không dễ đối phó chút nào. Bốn người cảm giác tần suất chấn động nhanh hơn liền phát hiện không đúng. Bởi vì lực lượng chấn động càng mạnh, nhiệt độ của lửa càng thấp.
Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Một đường tới đây, phát hiện lực lượng càng mạnh, hỏa diễm càng nóng, tại sao lại ngược lại? Chẳng lẽ có huyền diêu trong đó hoặc là lâm vào khốn cảnh sao? Phi Thanh nói. Dù sao Hoàng Tuyền Minh Hỏa cũng là giới lực ngưng tụ thành, khác với hỏa diễm bình thường cũng nên. Hơn nữa có biến hóa chưa chắc đã xấu, đi nhanh lên. Tâm tình của hắn kích động và hưng phấn, hắn dù liều mạng cũng phải cướp đoạt Minh Hỏa tới tay. Lý Vân Tiêu trầm mặc, hắn không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu nhiệt độ hạ thấp xuống cực điểm, tiếp tục đi tới càng như vậy. Trong không khí có băng tinh mỏng manh đang kết dính lại, mỗi khi hô hấp đều có xương trắng bay ra. Ngay cả Công Dương Chính Kỳ cũng kinh hãi, hắn cũng không biết trong thế giới Minh Hỏa tại sao có nhiệt độ thấp như thế này. Khi đi sâu vào trong thì có băng trụ, những băng trụ thô như cánh tay, có hơn 1.000 cái như thế cản trước mặt mọi người. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, cho nên thế giới Minh Hỏa mới lạnh vô cùng như thế. Phi Thanh gật đầu nói. Chuyện khác là có yêu dị, cẩn thận thì hơn. Càng đi về phía trước, vượt qua mấy trăm băng trụ cũng không có dày đặc nhưng hàn khí bức người, ngay cả những hư cực cảnh như bọn họ cũng chấn động. Đột nhiên thân thể Lý Vân Tiêu run lên, hoảng sợ nói. Mộng Vũ, Mộng Bạch. Nhưng khi đi lên phía trước vài chục trượng, trong mặt đất trống trải, một cây băng trụ lớn xuất hiện giữa thiên địa, phạm vi hơn 10 trượng, tỷ đệ Mộng Vũ hai người đang ngồi đối diện nhau trong băng trụ. Sắc mặt hai người thống khổ, Mộng Vũ nhíu mày, trên mặt đầy sầu lo, Mộng Bạch há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ như đang la to, có thể thấy tiếng la to vừa rồi là hắn phát ra. Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu vô cùng tức giận, lập tức lao tới băng trụ. Đột nhiên có giọng nói già nua vang lên. Đừng chạm vào băng trụ. Nhưng đã quá muộn, hai tay Lý Vân Tiêu chạm vào băng trụ, trong chốc lát hai tay hắn đông cứng lại, băng khí từ băng trụ nhanh chóng đông cứng thân thể của hắn. Bảo ngươi đừng chạm vào, chính mình muốn chết. Hào quang lóe lên, một lão giả áo trắng xuất hiện, hắn tức giận nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Trong đôi mắt tràn ngập mỉa mai và thương cảm. Chân quân, Công Dương Chính Kỳ nhìn thấy người này, lập tức đi lên bái kiến. Phụ tử Vi Thanh cảnh giác, đề phòng cẩn thận, sợ Mộng Linh chân quân đột nhiên làm khó dễ. Nhưng Mộng Linh chân quân căn bản bỏ qua đám người, ánh mắt hắn muốn xem Lý Vân Tiêu chết như thế nào. Nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng hoảng hốt, băng khí truyền vào tay của hắn, cả cánh tay mất đi chi giác, mà băng khí đang đông cứng lục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt của hắn khiếp sợ và ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt thân thể của hắn hóa thành băng điêu. Lúc này băng khí lao vào thức hải của hắn, những băng khí này có thể đông cứng thần thức và linh hồn. Đột nhiên có lực lượng màu vàng xuất hiện trong thức hải, hóa thành hình dáng Lý Vân Tiêu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hào quang màu vàng xuất hiện. Ken két, kết giới bao phủ băng mỏng nhưng cũng bị đóng băng, thần thức Lý Vân Tiêu xuất hiện trong kết giới, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Cũng không biết là mất đi ý thức hay là hắn im lặng. Công Dương Chính Kỳ kinh hãi nói. Chân quân, Lý Vân Tiêu hắn. Mộng Linh chân quân lạnh lùng nói ra. Chết. À. Chết. Không có khả năng. Công Dương Chính Kỳ, phụ tử Vi Thanh kinh hãi tới khó tin, lắc đầu không thừa nhận. Mộng Linh chân quân cười lạnh nói. Không có khả năng, không tin, có bản lĩnh các ngươi đi chạm vào cây cột xem có chết hay không. Phi Thanh cảm thụ băng khí tỏa ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói. Lý Vân Tiêu chính là chủ nhân giới thần bi, lại nắm giữ Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, băng khí này mạnh nhất chỉ là nguyên tố chi lực. Trong thiên hạ nào có nguyên tố chi lực mạnh hơn tử phủ thần lôi? Ha ha, nguyên tố chi lực, nói đúng, thiên hạ vạn vật, hẳn là ngũ hành nguyên tố biến thành, trong thiên hạ có lực lượng nào mạnh hơn tử lôi? Mộng Linh chân quân cười lạnh nhìn Vi Thanh. Ánh mắt bắn ra hào quang màu xanh làm tâm thần hắn rung động, khiếp sợ lui ra phía sau vài bước. Tạo hóa cảnh, hắn là cường giả tạo hóa cảnh. Nội tâm Vi Thanh nhấc lên sóng to gió lớn, nằm mơ cũng không nghĩ tới Mộng Linh chân quân lại là tạo hóa cảnh. Vi Vô Nhai cũng cảm nhận được khí tức này, hắn và Vi Thanh đều lui ra sau, phòng bị cẩn thận. Công Dương Chính Kỳ đã biết thực lực của Mộng Linh chân quân, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ đáp. Trong thiên hạ tự nhiên có lực lượng mạnh hơn tử lôi rồi. Mộng Linh chân quân nói. Đúng vậy,
lực lượng mạnh hơn không phải ngũ hành biến thành sao? Nói Tử Lôi là lực lượng mạnh nhất thiên hạ. Ha ha, Vi Thanh, chỉ số thông minh của ngươi thấp như vậy sao? Mộng Linh chân quân trào phúng không che giấu. Vi Thanh hơi sững sờ, cũng trầm mặc. Vi Vô Nhai nói, Mộng lão nhân, ta và ngươi chưa gặp mặt bao lâu nay. Hôm nay vừa gặp quá xa lạ rồi. Mộng Linh chân quân lúc này nhìn hắn một chút, nói. Ta và ngươi đã từng quen biết sao? Ngươi! Vi Vô Nhai tức giận không nhẹ, Mộng Linh chân quân chính là mục tiêu hắn muốn vượt qua, nhưng đối phương khinh thường hắn, hắn lại không thể làm gì, thực lực giữa hai người quyết định tất cả. Vi Thanh phục hồi tinh thần, nhìn qua Lý Vân Tiêu bao phủ trong băng mỏng, hắn vẫn không tin, bởi vì Lý Vân Tiêu là kẻ địch khó chơi nhất trong lòng của hắn. Nhưng hắn là chủ nhân giới thần bi đấy. Vi Thanh vẫn hoảng hốt, nói thêm một câu. Ngu ngốc! Mộng Linh chân quân khinh thường trào phúng. Chưa bước vào giới vương cảnh không thể gọi là chủ nhân giới thần bi, cho dù là giới vương cũng vẫn lạc không ít, người nói hắn có thể không chết sao? Lời này làm Vi Thanh không thể nói thêm cái gì. Lý Vân Tiêu vẫn ở trong tầng băng, trên mặt hắn vẫn khiếp sợ như cũ. Vi Thanh liên tục điều tra, rốt cục xác định Lý Vân Tiêu chết thật, đây là sự thật không cần nghi ngờ. Hắn hỏi, băng này là thứ gì, lợi hại như vậy sao? Trong khu vực này còn có thứ mạnh hơn Hoàng Tuyền Minh Hỏa sao? Sắc mặt Mộng Linh chân quân trở nên cô đơn, nhìn qua băng trụ cực lớn, ánh mắt nhìn tỷ đệ Mộng Vũ, lúc này thở dài bi thống. Hoàng Tuyền Minh Hỏa thật sự là khu vực chi vật, hơn nữa còn là giới lực ngưng tụ thành, nhưng lại không phải là lực lượng mạnh nhất. Không phải lực lượng mạnh nhất, chẳng lẽ lực lượng mạnh nhất là băng khí ở đây? Phi Thanh giật mình, nói. Đạt tới nguyên tố chi lực đạt tới giới vương cảnh còn bị băng khí khắc chế. Hào tay Mộng Linh chân quân thả lỏng phía sau, ánh mắt trở nên mờ ảo, hồi tưởng một lát, nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa và Hồi Ách Tinh Xương, đây là hai vị tiền bối giới vương cảnh phân biệt có được. Hai người một âm một dương, một chính một tà, khắc chế lẫn nhau. Vì vậy hẹn nhau vào trong khu vực hư không này quyết đấu, cuối cùng cùng vẫn lạc, hình thành nên phiến thiên địa này. Trong lòng Vi Thanh khiếp sợ không thôi, tuy kết quả này hơi khác với dự đoán của Thánh Ma, nhưng cũng giống nhau, quả nhiên là bị lực lượng mạnh mẽ đánh tan giới lực, do đó tạo thành giới khanh. Mộng Linh chân quân không biết nội tâm của hắn nghĩ gì, tiếp tục nói. Hồi Ách Tinh Xương còn trên cả Hoàng Tuyền Minh Hỏa, năm đó Chọc Khôn Thiên Tân vạn khổ mới luyện hóa Hoàng Tuyền Minh Hỏa, nhưng cũng cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết dưới Hồi Ách Tinh Xương. Lý Vân Tiêu quá mức liều lĩnh. Làm người lỗ mãng như vậy, làm sao có thể đứng đầu thiên hạ kháng ma? Hôm nay chết ở đây cũng là thiên ý. Trên mặt hắn vẫn còn thần sắc trách cứ, thật giống như nhìn lầm người. Trong lòng Vi Thanh nóng như lửa đốt, nói. Chân quân, năm đó Chọc Khôn đã mang Hoàng Tuyền Minh Hỏa đi sao? Hay là chỉ lấy một phần, hiện tại Minh Hỏa đã không còn thuần túy sao? Mộng Linh chân quân nhìn ra suy nghĩ của hắn, dường như xem thấu tâm tư, nói. Năm đó hai vị tiền bối đại chiến một hồi, nơi đây hình thành trạng thái băng cùng hỏa cân đối, khắc chế và diễn sinh. Chọc Khôn mang Minh Hỏa đi, cho nên 10 vạn năm qua khu vực này bị đóng băng, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới thần đô và thánh vực. Đây cũng là nguyên nhân thánh vực nhiều năm tuyết đọng, mà trải qua 10 vạn năm sinh sôi, Minh Hỏa chi lực cũng dần dần khôi phục lại, bắt đầu chống lại tinh xương, cũng không kém quá nhiều. Vi Thanh nói. Tỷ đệ Mộng Vũ bây giờ đang ở trạng thái gì, tiêu tán sinh cơ sao? Hắn cẩn thận hỏi mà không dám nói chữ chết, sợ chọc giận Mộng Linh chân quân, hậu quả khó có thể đoán trước. Mộng Linh chân quân nhìn qua hắn, khóe miệng cười giễu cợt, nói. Ngươi cũng quan tâm tỷ đệ bọn họ sao? Vi Thanh xấu hổ, nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, còn nữa, hai người bọn họ ở chung với ta lâu ngày, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ha ha, tốt cho câu vừa là thầy vừa là bạn, nói mà không đỏ mặt xấu hổ. Mộng Linh chân quân mỉa mai một phen, lạnh lùng nói. Nếu không phải Lý Vân Tiêu hiện tại chết đi, có lẽ ta sẽ trực tiếp tiến phụ tử các ngươi đi Tây Thiên. Sắc mặt phụ tử Vi Thanh đại biến, Vi Thanh nhíu mày, khó hiểu nói. Có tiến chúng ta đi Tây Thiên hay không, có quan hệ gì với Lý Vân Tiêu chết hay không? Mộng Linh chân quân cười lạnh nói. Bởi vì phụ tử các ngươi là nhân tài có thể sử dụng, hiện tại Lý Vân Tiêu đã chết, thiên võ giới quần long vô thủ, cần phải có minh chủ mới ổn định thế cục.
Nếu là Huyền Ly đảo Diệp Kình Vũ chịu ra mặt, tự nhiên là người chọn lựa tốt nhất. Nếu hắn không chịu đi ra, Phi Thanh ngươi cả đời kiêu hùng, có lẽ có thể lãnh đạo Thiên Võ Minh đấy. Cái gì? Phi Thanh cả kinh nói không ra lời, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộng Linh chân quân không chỉ không giết hắn, ngược lại muốn đẩy hắn lên làm minh chủ Thiên Võ Minh. Mộng Linh chân quân khinh thường chào phúng. Ngươi không cần kích động, đây chính là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương. Nếu như còn có người khác thích hợp hơn, ta cũng sẽ không chọn ngươi. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu. Hắn ảo não và phẫn hận, nhìn qua băng trụ, mắng. Lỗ mãng vô tri, chính mình chết còn không tính, còn muốn liên lụy người trong thiên hạ không may theo. Phi Thanh rên một tiếng, nghe Mộng Linh chân quân đánh giá hắn như vậy, cũng không biết là vui hay giận, nhưng có thể làm minh chủ Thiên Võ Minh là chuyện tốt. Phi Thanh nói, tình huống Mộng Vũ Mộng Bạch hiện tại như thế nào, nếu Hoàng Tuyền Minh Hỏa không bằng lúc trước, có thể luyện hóa hồi ách tinh xương hay không? Mộng Linh chân quân tức giận nhìn hắn, mắng. Muốn chết cứ thử xem, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng nghĩ loạn. Hôm nay ma kiếp hàng lâm, ta không hy vọng ngươi cũng chịu chết, muốn chết thì chết trên ma chiến đi. Hắn trầm mặc một hồi, buồn bã nói. Về phần tỷ đệ Mộng Vũ, hiện tại ta cũng không biết bọn họ chết sống thế nào, mặc dù không chết cũng không chèo chống được bao lâu. Phi Thanh cả kinh nói. Vì sao bọn họ có thể chống lâu hơn Lý Vân Tiêu? Chẳng lẽ bởi vì thể chất đặc thù? Mộng Linh chân quân gật đầu nói. Đúng vậy, thân thể bọn họ bị thụ Hoàng Tuyền Minh Hỏa ảnh hưởng, hóa thành ngũ độc chi thân. Một người bị hồi ách tinh xương ảnh hưởng, trong cơ thể xuất hiện vẫn thần hào quang. Cho nên ta mạo hiểm một lần, bảo tỷ đệ bọn họ thử luyện hóa hồi ách tinh xương, kết quả lại. Phi Thanh nói. Chân quân không cần khó khăn, người luôn luôn phải chết, chỉ có thể nói là thiên ý. Mộng Linh chân quân lạnh lùng nhìn hắn, nói. Có phải ngươi cảm thấy kỳ quái, vì sao S không truy cứu trách nhiệm ngươi mang bọn họ đi? Sắc mặt Phi Thanh biến hóa, thừa nhận nói. Đúng là kỳ quái, vì sao? Mộng Linh chân quân cười lạnh nói. Bởi vì hành động của ngươi nằm trong giám thị của ta, kể cả khi tỷ đệ Mộng Vũ ở thành Viêm Vũ và bị Lý Vân Tiêu thu làm đồ đệ, bị ngươi bắt đi, cho dù là chuyện gì ta cũng biết rõ ràng. À, vậy ngươi? Phi Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vì vô nhai biến sắc. Phụ tử hai người phát hiện người trước mặt cực kỳ đáng sợ. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Thần sắc Mộng Linh chân quân trở nên bi thương, nhìn qua tỷ đệ hai người, nói. Ta vốn hy vọng bọn họ có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt trên đời, ngàn vạn không nên bị lực lượng Hoàng Tuyền Minh Hỏa và hồi ách tinh xương ảnh hưởng, nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Phi Thanh phục hồi tinh thần lại. Phụ tử hai vụng trộm liếc nhau, ánh mắt sợ hãi và đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tự cho rằng làm chuyện gì cũng không chê vào đâu được, lại không thể ngờ vẫn bị người ta nhìn chằm chằm vào mà không biết, tự cho rằng thông minh mấy chục năm, thì ra chỉ là đồ ngốc. Sắc mặt Phi Thanh đầy âm độc, dường như đột nhiên phát hiện, hắn có cảm giác mình khỏa thân mấy chục năm trước mặt người ta, cảm giác xấu hổ và giận dữ này làm mặt hắn đen lại. Nhưng dù sao hắn cũng là một đời kiêu hùng, rất nhanh chấn định lại, bỏ qua chủ đề này, nói. Hồi ách tinh xương sao, để ta thử xem, có lẽ có thể hấp thu cũng không chừng. Ta gần đây có dị bảo, tên là âm dương nhị khí bình, có thể thu nạp vạn vật. Mộng Linh chân quân cau mày nói. Là một trong ba đại thánh khí của ma tộc. Phi Thanh gật gật đầu, vươn tay ra, âm dương nhị khí ngưng tụ thành bảo bình. Sắc mặt Mộng Linh chân quân biến hóa mấy lần, sau một lúc mới nói. Tốt, ngươi thử xem, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, ta cũng không hy vọng cường giả thiên võ giới triệt để loạn. Phi Thanh nói. Yên tâm đi, ta sẽ không tới gần hồi ách tinh xương. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, ngay cả Lý Vân Tiêu chạm vào là chết, hắn có âm dương nhị khí bình cũng không nắm chắc. Chỉ có thánh ma không ngừng rượt dây hắn thử xem, mới quyết định thử một lần. Phi Thanh nhắm mắt nhìn chằm chằm vào băng trụ, đang muốn tế bảo bình thì kêu a một tiếng, hắn nâng bảo bình lui ra sau vài bước. Mộng Linh chân quân cau mày nói. Như thế nào, còn không có động thủ mà sợ. Phi Thanh há to mồm, tay còn lại chỉ vào băng trụ, nghẹn ngào kêu lên. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu hắn không chết, ta vừa mới nhìn thấy hắn động đậy. Cái gì? Mấy người Mộng Linh chân quân đã giật mình, vội vàng nhìn qua phía Lý Vân Tiêu.
chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đóng băng, trên mặt kinh hãi rất sống động, căn bản không có khả năng hoạt động. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Ngươi nhìn lầm chứ, đừng dọa bản thân mình đấy. Vi Thanh Hồ nghi nói. Thật sự là ta nhìn chằm chằm sao? Nội tâm của hắn hoảng hốt, hắn cho rằng mình nhìn lầm, bị hai người hỏi lại cảm thấy mình nhìn lầm. Có lẽ là Lý Vân Tiêu tạo thành ám ảnh với ta thật lớn, cho nên vẫn không muốn tin tưởng hắn đã chết. Vi Thanh an ủi mình, thầm nghĩ. Ân, khẳng định, nhất định chính là như vậy. Hắn đã quyết định, liền vươn tay ra thúc giục âm dương nhị khí bình. Vào lúc này trong băng trụ có tiếng két vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả âm dương nhị khí bình đang vận chuyển cũng ngừng lại. Két lạp két. Trên băng điêu xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng là nổ ầm một tiếng, một ít khối nhỏ bắn ra ngoài. Nội tâm đám người Mộng Linh chân quân cũng rung động theo tiếng nổ, mở to mắt nhìn qua phía trước. Bành! Lúc này khí tức hàn băng không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Mộng Linh chân quân hít khí lạnh, la lên thất thanh. Coi chừng, chạy mau! Vừa dứt lời, hắn đã chạy ra ngoài trăm trượng. Công Dương Chính Kỳ và ba người dọa sợ, ngay cả Mộng Linh chân quân cường đại cũng bỏ trốn, đám người bọn họ làm sao dám dừng lại, lập tức bỏ chạy. Băng khí lúc này đuổi theo đám người bọn họ. Vi Vô Nhai chạy chậm hơn một chút, lúc này thân thể cứng rắn như băng, không có chi giác. Thân thể lảo đảo suýt nữa té xuống. May mắn Vi Thanh tay mắt lanh lẹ, kinh hô một tiếng phụ thân, liền vươn tay mang theo lực lượng kéo Vi Vô Nhai lên, lập tức bay ra vài chục trượng. Lúc này Lý Vân Tiêu xuất hiện, hắn lơ lửng trong hào quang, cả người có tử lôi lập lòe, thở ra một hơi. Vừa rồi thần thức của hắn suýt nữa bị băng khí đông cứng, nhớ lại cũng lạnh toát sống lưng, cả thân thể của hắn run rẩy, sau khi đoạt lại ý thức liền chấn vỡ băng xương, vận chuyển tử lôi đánh tan băng điêu. Ngươi không phải chết sao? Vi Thanh hoảng sợ không dám tin, không chỉ có hắn, những người khác không dám tin. Sắc mặt Vi Vô Nhai tái nhợt, bộ phận tinh xương xâm nhập vào trong thân thể, nửa thân thể mất đi chi giác. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống. Nhìn Vi Thanh mắng. Chết con em ngươi, ngươi chết ta cũng không chết, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta chết. Cái này. Vi Thanh đã nói không ra lời, kinh ngạc nhìn qua Mộng Linh chân quân. Mộng Linh chân quân chấn động, lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói. Ngươi thật sự là Lý Vân Tiêu. Không chết. Lý Vân Tiêu dò xét hắn vài lần, lập tức hiểu thân phận của người tới, lạnh lùng nói. Chân quân đại nhân hy vọng ta chết sao? Không. Mộng Linh chân quân vội vàng lắc đầu, hơn nữa sắc mặt vui mừng, sau đó lại nghi hoặc, nói. Thế nhưng mà, ngươi làm sao có thể bất tử đâu này? Vấn đề Lý Vân Tiêu cũng muốn biết, vốn hắn cho rằng phải chết không nghi ngờ. Dù sao toàn thân đều đông cứng, chỉ còn lại một đám thần thức đau khổ trèo trống, lập tức sắp chôn vùi. Hắn âm thầm dò xét huyền khí trong nhẫn chữ vật. Chính là một đám hàn ý này đã cứu mạng hắn. Thiên ngoại huyền minh thạch. Lý Vân Tiêu chấn động, không ngờ thứ này là vật cứu mạng của mình. Hắn lập tức nhớ lai lịch của thiên ngoại huyền minh thạch một lần, hắn như bắt được cái gì đó, vô cùng giật mình. Công Dương Chính Kỳ thấy hào khí xấu hổ, lập tức giảng hòa nói. Ha ha, không chết không phải càng tốt sao? Ít ra trong núi có hổ, có chút hầu tử không thể nhảy ra xương vương. Mộng Linh chân quân chọn Vi Thanh làm minh chủ thiên võ minh, trong lòng ghen ghét bất mãn. Thấy Lý Vân Tiêu không chết, lập tức bắt đầu vui vẻ. Mộng Linh chân quân gật gật đầu, vuốt râu mỉm cười nói. Đúng rồi, không chết tự nhiên là tốt nhất. Lý Vân Tiêu, không thể tiếp tục lỗ mãng. Ngươi muốn điều gì? Lời không thể nói chuyện, ngữ điệu của Mộng Linh chân quân biến hóa, đột nhiên lời nói như bóp trong miệng không nói được. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, duỗi tay chụp vào băng trụ. Mau dừng tay lại, đừng tưởng rằng mỗi lần đều có thể may mắn trốn chạy để khỏi chết. Mộng Linh chân quân quát to lên, nhưng Lý Vân Tiêu không quan tâm tới, lập tức chụp vào băng trụ. Bành! Chấn động cực lớn vang lên, băng trụ chấn động nhưng không đông cứng hắn lại. Cái này! Đám người Mộng Linh chân quân triệt để há hốc mồm, trong đầu ngây ngốc, chỉ ngây ngốc nhìn qua. Về sau Lý Vân Tiêu lại đánh ra vài chục trường, hắn vượt qua băng trụ chạm vào Mộng Vũ Mộng Bạch. Mộng Vũ, Mộng Bạch, ta tới cứu các ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn hào quang, ngữ khí nhàn nhạt.
hắn giơ tay sinh ra vòng xoáy trong lòng bàn tay, khí tức cực lạnh truyền ra. Mơ hồ nhìn thấy trong vòng xoáy có thiên ngoại huyền minh thạch xuất hiện. Huyền minh thạch tỏa ra kim quang sáng ngời, tạo thành một trận pháp sáu cạnh, tảng đá bắn thẳng vào băng trụ. Ầm ầm, từng khối băng vụn bắn ra, hóa thành hàn khí tỏa ra bốn phía. Đám người Mộng Linh chân quân hoảng hốt, bọn họ nhanh chóng né tránh hàn khí tỏa ra. Đám người Mộng Linh chân quân lui ra xa xa, giật mình nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Lý Vân Tiêu cứu tỷ đệ Mộng Vũ ra ngoài, ba người ngồi ngay ngắn chỉnh tề, tỷ đệ Mộng Vũ đang giơ một tay đối chưởng với Lý Vân Tiêu. Một đạo khí tức màu xanh lá từ cánh tay Lý Vân Tiêu truyền vào trong người tỷ đệ Mộng Vũ. Đây chính là ất mộc sinh cơ chi thuật mà Tiểu Thanh truyền cho hắn, hiện tại hắn dùng chữa thương cho hai người. Mộng Linh chân quân nhìn rõ ràng, nội tâm của hắn mừng như điên, kích động thân thể run rẩy. Sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, hắn lạnh lùng quan sát tinh cầu. Nhìn kỹ thì thấy vô số hạt xương hấp dẫn và bài xích nhau, chúng không ngừng dây dưa với nhau. Phi Thanh lập tức hạ quyết tâm, đột nhiên lấy bảo bình ra hấp thu tinh quang. Ngươi làm cái gì? Mộng Linh chân quân kinh hãi, hắn giận dữ hét lên, thân thể lao về phía Vi Thanh. Âm dương nhị khí quấn lấy tinh cầu, cả viên cầu xoay tròn, bắt đầu biến hóa hình thái, cuối cùng ngưng tụ thành hình thể sáu cạnh vững chắc. Ta chỉ muốn bảo vệ Lý Vân Tiêu mà thôi, hắn bị khốn trong đó, muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn, huống chi là còn có Mông Bạch. Vi Thanh cảm nhận được sát khí trên người Mộng Linh chân quân, vội vàng tránh né, không muốn ngạnh kháng với hắn. Mộng Linh chân quân cười lạnh nói. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, lực lượng hồi ách tinh xương hết sức kỳ lạ, hơn nữa mẫn cảm dị thường. Nếu như có biện pháp ta còn không ra tay sao, còn cần ngươi tới dậy. Hắn đánh ra mấy trưởng bức Phi Thanh không thể không thu hồi bảo bình nghênh chiến, không rảnh bận tâm tinh cầu. Công Dương Chính Kỳ cũng tiến lên, khí tức bao phủ Vi Vô Nhai, lạnh lùng nói. Vô Nhai đại nhân nên chú ý bản thân mình. Sắc mặt Vi Vô Nhai đại biến, trầm giọng nói. Chân quân, xin dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Hắn vẫn gọi Mộng Linh chân quân là Mộng lão nhân, giờ phút này không thể không dùng kính xưng. Mộng Linh chân quân đánh Vi Thanh lui mấy trăm trượng, trên mặt đầy hàn khí, nói. Ai còn dám làm sằng bậy vào lúc này, vĩnh viễn chôn trong khu vực hỏa diễm đi. Vi Vô Nhai nói. Là tiểu nhi nhất thời lỗ mãng, sẽ không đâu. Hắn trách cứ chừng Vi Thanh, không rõ Vi Thanh làm người trầm ổn, tại sao đột nhiên xúc động như thế. Sắc mặt Vi Thanh biến hóa mấy lần, âm trầm nhìn chằm chằm về phía trước, truyền âm nói. Thánh ma, người thực có nắm chắc có thể ngăn chặn tạo hóa cảnh sao? Thánh ma truyền âm trả lời. Yên tâm, chặn đánh giết hắn khó, nhưng áp chế một hồi vẫn có thể. Sau đó người dùng âm dương nhị khí thu hồi ách tinh xương vào trong bình. Về phần ba người trong tinh cầu. Bọn họ ngăn cản hàn khí còn khó khăn, căn bản không có khả năng ra tay. Phi Thanh lại cắn răng hỏi. Ngươi xác định, nếu ra tay có đường quay về không? Thánh ma cười một tiếng, nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, theo ta biết về ngươi, ngươi cũng không phải là người lề mề, không có cản đảm thì đừng làm. Chỉ cần vừa tới tay chúng ta lập tức chạy tới ma giới. Hơn nữa có hóa lân ma cốt, ngươi bước vào tạo hóa cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Tốt, đánh bạc. Sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, ánh mắt bắn ra hàn quang, nói. Mộng Linh chân quân, không nên quá cuồng vọng, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo ngươi một chút. Mộng Linh chân quân nhíu mày, tuy lạnh lùng nhìn qua hắn, nhưng nội tâm có chút hồ nghi, thầm kỳ quái. Hắn rất hiểu Vi Thanh, đây là kiêu hùng, không có làm chuyện ngu xuẩn. Vi Vô Nhai kinh hãi nói. Thanh nhi. Vi Thanh ngắt lời phụ thân, nói. Phụ thân ngăn chặn Công Dương Chính Kỳ là được, còn lại giao cho ta. Vi Vô Nhai há to mồm, hắn vô cùng kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, còn lại tất cả đều giao cho ngươi, lão phu muốn xem ngươi làm gì. Mộng Linh chân quân cảm thấy quái dị, lúc này thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Vi Thanh, năm ngón tay áp tới. Thân thể Vi Thanh biến hình, đột nhiên trên người của hắn xuất hiện ma ảnh, một đạo hắc quang xuất hiện bao phủ mặt hắn. Bành! Mộng Linh chân quân đánh vào bóng đen này, lập tức hào quang tỏa ra làm tay hắn dừng lại, liền phát hiện vận chuyển chân nguyên quá khó khăn, dường như bị lực lượng nào đó trói buộc. Đây là ma công.
một cành cây màu đen quấn lấy cánh tay Mộng Linh chân quân, hơn nữa còn lan ra trói buộc thân thể của hắn. Biến cố này làm cho Vi Vô Nhai cùng Công Dương Chính Kỳ không ngờ tới, mặc dù Vi Thanh cũng ngạc nhiên. Cây màu đen ngăn cản Mộng Linh chân quân liền kéo dài ra, nó dừng lại trước Mộng Linh chân quân ba trước, sau đó nở ra một đóa ma hoa. Sắc mặt Mộng Linh chân quân âm trầm như nước, lạnh lùng nói. Vi Thanh, người cũng nhập ma, ta thật sự là nhìn lầm rồi. Vi Thanh cũng ngưng trọng, không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào ma hoa. Nụ hoa dần dần nở ra, cánh hoa nở rộ trước mặt mọi người. À! Công Dương Chính Kỳ và Vi Vô Nhai kinh hô, chỉ cảm thấy thị giác trùng kích quá lớn, trong mắt như rớt ra ngoài. Mặc dù là Mộng Linh chân quân và Vi Thanh làm người chấn định cũng kinh ngạc, trong cánh hoa nở rộ là cái đầu. Cái đầu này ngũ quan đầy đủ, đột nhiên mở mắt ra, hai mắt thâm thúy như biển cả, quát. Còn không mau động thủ. Vi Thanh chấn động, tỉnh táo lại, cái đầu này hiển nhiên là thánh ma. Không có chần chờ, hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời tế bảo bình ra, từng đám âm dương nhị khí xuất hiện, lao tới tinh cầu kia. Vi Vô Nhai kinh hãi nói. Thanh Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vi Thanh vội vàng bấm niệm pháp quyết, hắn không quan tâm tới. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì, tất nhiên là hắn cấu kết ma tộc, thật đáng chết. Lập tức nhắc thương đâm thẳng vào Vi Thanh. Phanh! Thương thế vừa tới đã bị Vi Vô Nhai đuổi theo, một chưởng chụp được, quát. Còn chưa làm cho rõ ràng, đừng loạn kết luận. Công Dương Chính Kỳ cảm thấy thân thương bị lực lượng lớn ngăn cản, cánh tay trầm xuống, nội tâm thất kinh. Tuy hắn cũng bước vào hư cực cảnh, nhưng dường như còn yếu hơn Vi Vô Nhai một bậc. Nội tâm sinh ra cảm giác không phục, một cước đá thân thương, thuận thế đâm vào mi tâm Vi Vô Nhai, cười lạnh nói. Sự thật ngay trước mắt, cái gì gọi là, loạn kết luận. Suy suy, chiến thương đâm qua người Vi Vô Nhai, vẫn khó làm hắn tổn thương. Vi Vô Nhai tức giận nói. Muốn định tội hắn cấu kết ma tộc, cũng phải do lão phu và Mộng lão nhân nói. Ngươi tính toán là cái gì? Hắn giận dữ, sát tâm nổi lên, hai tay hợp lại đánh lui Công Dương Chính Kỳ. Giờ phút này nội tâm Mộng Linh chân quân chấn động ngập trời, hắn phát hiện mình dùng toàn lực vẫn không thoát khỏi ma đằng, mỗi một lần cố gắng đều bị ma đằng đâm vào thân thể, máu tươi chảy ra. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Mộng Linh chân quân nhìn chằm chằm vào cái đầu kia, trong nội tâm phát lạnh. Bản thân mình là cường giả tạo hóa cảnh. Trong khu vực sân nhà bị người ta áp chế không nhúc nhích. Hắc hắc, không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Thánh ma cười hắc hắc, nói. Về phần tên của lão phu, nếu nhớ không lầm chính là Yết. Yết, ngươi là thánh ma. Rốt cuộc Mộng Linh chân quân cũng giải được nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào thánh ma. Yết cười nói. Xem như thế đi. Nội tâm Mộng Linh chân quân phát lạnh, tức giận nói. Đúng là đúng. Không đúng là không đúng, cái gì gọi là xem như. Dừng lại một hồi, cảm thấy không tốt trả lời. Bởi vì hắn đã từng là thánh ma, nhưng thực lực bây giờ lại không phải. Bảo hắn nói mình không phải là thánh ma, trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng tới cấp độ của hắn không cần gạt người. Đành phải nói ra. Có chút phức tạp, ta không muốn thảo luận vấn đề này. Mộng Linh chân quân sững sờ, nói. Được rồi. Vậy mục đích của ngươi là gì? Muốn cướp hồi ách tinh xương. Yết nói. Lúc bắt đầu không có mục đích, hiện tại xem như thế đi, là tạm thời có lòng muốn cướp. Mộng Linh chân quân lại hỏi. Vậy ngươi có quan hệ gì với Vi Thanh? Yết cười nói. Các ngươi đừng đoán, hắn không có cấu kết ma tộc, ta và hắn chỉ giúp đỡ nhau mà thôi, kết làm bạn tốt. Mộng Linh chân quân và Vi Vô Nhai nghe xong đều thở ra một hơi. Dù sao thực lực và thân phận Vi Thanh không thấp, nếu cấu kết với ma tộc, sợ rằng chính là lỗ thông tử khác, ảnh hưởng mặt trái với thiên võ giới quá lớn. Mộng Linh chân quân nói. Giúp đỡ cho nhau, vậy mục đích của ngươi là gì? Sắc mặt Yết lập tức âm trầm, nói. Biết rõ càng nhiều, lại càng dễ chết. Mộng Linh chân quân nhíu mày, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán. Dường như Yết nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nói. Không cần phí công, trước khi Vi Thanh lấy được hồi ách tinh xương, ngươi ra không được. Nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi, yên tâm đi, sau khi lấy được nó, chúng ta sẽ lui.
Hàn quang trong mắt Mộng Linh Chân Quân lóe lên, nói. Nói như vậy, mặc dù không biết nguyên nhân ra sao, nhưng nhất định là lực lượng của ngươi bị chế ngự, không cách nào hoàn toàn áp chế chúng ta. Đột nhiên Yết Cảnh Giác, sát khí hiện ra trên mặt, nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ma khí không ngừng rót vào người Mộng Linh Chân Quân, mà lực trói buộc của Yết mạnh hơn, Mộng Linh Chân Quân hộc máu, lập tức kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Tuy chật vật nhưng hắn vẫn lạnh lùng, nói. Nói như vậy là ta đoán chúng. Dứt lời, kim quang trên người hắn bộc phát, thân thể không ngừng bị ma đằng bóp vỡ, máu tươi chảy ra không ít, nhưng hắn vẫn cười lạnh. Vọng tưởng, sắc mặt Yết đại biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn quát lớn, hắn phun ra một vật đen kịt, giống như chất keo. Mộng Linh Chân Quân hoảng sợ nhìn qua chất keo màu đen kia, cả kinh nói. Cái này là thứ gì? Vào lúc này chất keo kia bao phủ lấy người của hắn. Chân Quân, Công Dương Chính Kỳ cả kinh kêu lớn. Nhưng Mộng Linh Chân Quân hoàn toàn bị chất keo bao phủ, giống như cái kén chết, không có chút hồi âm nào. Sắc mặt Yết không dễ nhìn, Ma Hoa trừ đầu ra còn duỗi cánh tay phải ra, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết. Vì vô nhai ngăn cản trước mặt Công Dương Chính Kỳ, lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi nên thông minh một chút, đại nhân này nói không đả thương các ngươi, tự nhiên sẽ không động thủ. Nhưng nếu như tự ý làm chuyện không thông minh, tự nhiên sẽ khác. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ âm trầm, hai tay nắm chặt trường thương. Vi Thành cách đó không xa đã mở phong ấn bảo bình, âm dương nhị khí hóa thành vòng xoáy hòa tan tinh thể. Cờ rắc, đột nhiên một ít băng tinh chóc ra, cả khối băng tinh sụp đổ hóa thành vô số hàn khí bay vào trong âm dương nhị khí bình. Vi Thành vui mừng quá đỗi, ánh mắt tham lam nhìn vào hàn khí. Nhưng vào lúc này vô số hàn khí chấn động, nó bay ngược trở về. Vi Thanh ngu ngơ nhìn con vịt đến miệng lại bay mất. Yết cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Đó là... Ánh mắt của hắn nhìn băng xương đầy trời, chỉ thấy không biết Lý Vân Tiêu đã đứng lên lúc này, hắn giơ tay lên. Trong tay của hắn có trận đồ màu vàng, nó không ngừng thay đổi, những tinh xương kia bay vào trận đồ, biến mất không thấy gì nữa. Màn mỏng bao phủ Mộng Linh Chân Quân xuất hiện khe hở, Mộng Linh Chân Quân từ trong xé rách ra ngoài. Toàn bộ ma đằng bị chém đứt. Sau khi Mộng Linh Chân Quân thoát khốn, hắn tức giận bắn ra vô số tinh vân. Vốn hắn thoát khốn cho rằng đối phương sẽ ra tay, lại phát hiện hoàn toàn không có, lúc này lặng người nhìn ra phía sau. À, cái này, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Linh Chân Quân chấn động, hắn không ngờ có biến hóa to lớn như vậy. Những băng khí này tiến vào trong vòng xoáy của Lý Vân Tiêu, ngưng tụ trong tay hắn càng ngày càng dày. Vi Thanh phục hồi tinh thần, hét lớn. Lý Vân Tiêu, ngươi dám đoạt đồ vật của ta. Lý Vân Tiêu làm như không nghe thấy, cẩn thận quan sát khối băng, trong tay hắn là thiên ngoại huyền minh thạch đang lơ lửng, dường như có lực hấp dẫn và bài xích băng khí, giống như đồng tông đồng nguyên. Hắn nhìn Vi Thanh, lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì, tai của ta không tốt, nghe không hiểu. Lý Vân Tiêu. Vi Thanh tức giận kêu to, đối phương vẫn bộ dáng côn đồ kia. Hiển nhiên đang lừa gạt hắn, lập tức giận dữ nói. Ta không chiếm được, người đừng mong có được. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước âm dương nhị khí bình, một tay thu hồi bảo bình, liền thả người nhảy về phía Lý Vân Tiêu. Trên cánh tay Vi Thanh bắt đầu xuất hiện ma vân, gương mặt cũng phát ra hắc khí, hiển nhiên là tu luyện ma công, hơn nữa tu luyện tới cấp độ không thấp. À, người thật có tài nha, ngay cả ta cũng giấu giếm được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn. Nâng tay phải lên đánh ra một chảo lên bầu trời. Lại nghe tiếng cách cách vang lên, từng đạo lôi quang xuất hiện, lóe lên trong lòng bàn tay của hắn. Hào quang màu tím xuất hiện, đại địa bổ ra. Ầm ầm, Vi Thanh trúng một đạo lôi điện, không ngừng kêu thảm thiết. Lôi điện bò khắp toàn thân, hắn giãy giụa như con kiến, đã bị lôi đình chi lực bắn ra rơi xuống chân trời, trượt đi mấy trăm trượng mới đứng vững. Vi Thanh kinh hãi nhìn cánh tay của mình. Mới vừa rồi bị tử lôi đánh cháy đen, nội tâm chấn động mãnh liệt, tại sao lại mạnh như thế? Thời gian trôi qua một lát, tất cả hàn khí bám vào thiên ngoại huyền tinh thạch, khi bao trùm toàn bộ huyền minh thạch liền biến thành màu lam nhạt, lớn như tảng đá nhỏ. Lý Vân Tiêu cảm nhận được khí tức khủng bố trên hồi ách tinh xương, cũng kinh hãi. Loại lực lượng này hoàn toàn không thể khống chế, hiện tại bị hấp thu trên thiên ngoại huyền minh thạch, về sau cũng không biết có biến hóa hay không.
Lý Vân Tiêu khẽ đảo tay, lập tức thu tinh thạch trở lại, hai tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nhìn qua đám người trước mặt. Mộng Vũ Mộng Bạch vẫn tu luyện sau lưng hắn, khí tức đã vững vàng, cũng thoát khỏi nguy hiểm. Phi Thanh bị đánh một kích liền tỉnh táo lại, đáy lòng hắn giảm xuống đáy cốc, biết rõ hồi ách tinh xương đã không có quan hệ với mình. Hắn cắn răng nói, ngươi đã có chuẩn bị khi tới đây, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ tươi cười, hắn có chuẩn bị cái rắm, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu không có thiên ngoại huyền minh thạch, sợ rằng mình đã chết, nghĩ đến điểm này, nội tâm hắn dùng mình, hiển nhiên vô cùng may mắn. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, nhìn qua Yết, mỉa mai nói. Chậc chậc, các hạ mới tới sao? Nhìn rất lạ mặt đấy. Yết hừ một tiếng, hắn thu tất cả dây leo trở về, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Vi Thanh, đi vào trong âm dương nhị khí bình. Lý Vân Tiêu nhìn qua Vi Thanh, còn có bảo bình, nói. Vừa rồi chính là khí linh. Vi Thanh thu bảo bình lại, lạnh lùng nhìn qua hắn, khẽ nói. Tại sao ta lại nói cho ngươi biết? Mộng Linh Chân Quân nói. Đây không phải là khí linh, mà đầu kia là thánh ma. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, thậm chí có chút ít thất thố, lý trí khó mà tin được, nhưng Mộng Linh Chân Quân không có khả năng lừa gạt hắn. Hắn cả kinh nói. Nếu như ma đầu kia là thánh ma, tại sao còn trốn đi? Chẳng lẽ thực lực giảm xuống? Dù sao hắn có kiến thức rộng rãi, lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt. Phi Thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng không cần biết rõ. Hiện tại ta đã giúp ngươi, đến phiên ngươi giúp ta đi ma giới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Có thánh ma trong bảo bình, bảo ta đi theo ngươi tới ma giới, lúc ta bước vào trong ma giới, ngươi sẽ giết ta sao? Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, đặc biệt khi vừa va chạm với hồi ách tinh xương, thiếu chút nữa chết đi, hắn càng cảnh giác. Phi Thanh cười khẩy nói. Như thế nào, ngươi cũng sẽ biết sợ. Lý Vân Tiêu cười cười, hào phóng thừa nhận. Đương nhiên là biết sợ, ta cũng không phải thiên hạ vô địch. Phi Thanh lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi muốn lỡ hẹn. Lý Vân Tiêu nói. Không phải vấn đề lỡ hẹn, mà là cân nhắc an toàn của mình. Chẳng lẽ biết rõ là đi chịu chết, còn đi theo ngươi tới ma giới hay sao? Phi Thanh mỉa mai nói. Nhát như chuột dầu, yên tâm đi, ta đi ma giới tự có ý nghĩa, cũng không phải làm phiền ngươi. Lý Vân Tiêu khoanh tay, lạnh nhạt nói ra. Thật có lỗi, ta rất lo lắng đấy. Ngươi che giấu đủ sâu, có thánh ma mang theo trên người, rõ ràng kín không kẽ hở, thật đáng sợ. Phi Thanh xấu hổ, thẹn quá hóa giận nói. Đáng sợ là ngươi mới đúng chứ, ngay cả hồi ách tinh xương cũng bị ngươi thu phục, hơn nữa trước đó còn giả vờ không biết, ngươi còn giả vờ tốt như vậy. Phi Thanh hồi tưởng lại cảnh tượng này, mặt đen như đáy nồi, con vịt đến miệng còn bay đi. Hồi ách tinh xương bị bảo bình hấp đi còn bị kéo trở về, tâm lý oán hận không ngừng tăng lên. Lý Vân Tiêu chẳng muốn giải thích, nói. Chớ nói nhảm với ta, tóm lại không cần bàn giao gì cả, đừng mong kéo ta đi ma giới với ngươi. Hắn lại nói. Còn lai lịch của thánh ma kia, ngươi phải nói rõ ràng với ta. Phi Thanh tức giận nói. Lai lịch của hắn ta cũng không rõ, ngay cả tên cũng vừa mới biết, làm sao nói với ngươi. Nha. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, mỉm cười, nói. Vậy nói toàn bộ những gì ngươi biết đi. Sắc mặt Phi Thanh âm trầm đến cực điểm, hắn không nói một lời, trên thực tế đang trao đổi với Yết. Yết trầm giọng nói. Người này thập phần đáng sợ, nếu có hắn trợ giúp đi ma giới, chỉ sợ chuyến đi đơn giản hơn nhiều. Phi Thanh nói. Ngươi có thể cho hắn đi cùng, nhưng nếu hắn đoạt hóa lân ma cốt thì sao? Yết cười to nói. Ha ha. Điểm ấy ngươi yên tâm, hóa lân ma cốt không chỉ một khối, hơn nữa chỉ dùng được một lần, cho nên nhất định sẽ có phần cho ngươi. Phi Thanh nói, tốt, nếu ngươi nói thế, ta cũng không sao cả. Về lai lịch của ngươi, nên nói rõ ràng thôi. Yết nói đi, cũng không phải bí mật gì. Lập tức, Phi Thanh mang chuyện của Yết cùng âm dương nhị khí bình tiền căn hậu quả nói rõ một lần, kể cả chuyện hóa lân ma cốt. Hắn biết rõ trước mặt Lý Vân Tiêu không thể nói dối, cho nên hắn mang toàn bộ sự thật nói ra. Hóa lân ma cốt. Lý Vân Tiêu cũng chấn động, nội tâm như lửa, hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh. Phi Thanh nói. Nào có chuyện tốt như vậy,
chỉ là gia tăng tỷ lệ mà thôi. Dùng thiên phú của ngươi chắc không có vấn đề. Công Dương Chính Kỳ cũng động tâm, nói. Ta cũng có hứng thú với nó, hơn nữa theo ngươi nói, hóa lân ma cốt không chỉ một khối, có thể phân ra cho nhiều người. Vi Thanh xem thường nhìn hắn, cười lạnh nói. Ta nói rất nhiều người, cũng không kể cả ngươi, ta cũng không nguyện ý hợp tác với ngươi, ta chướng mắt chút thực lực thấp kém của ngươi. Công Dương Chính Kỳ tức giận nói. Vi Thanh, nếu không phục thì đánh một trận, nếu như ta thắng, ta sẽ đi với các ngươi. Tuy hắn cực kỳ muốn đi, nhưng vẫn quay đầu nhìn qua Mộng Linh Chân Quân, trưng cầu ý kiến của hắn. Mộng Linh Chân Quân trầm mặc một hồi, nói. Dùng lực lượng ngươi đi ma giới thật miễn cưỡng, vấn đề lớn nhất cũng không phải là thực lực, mà là giới lực áp chế. Lý Vân Tiêu có lục đạo ma binh, tất nhiên là không sợ. Vi Thanh cũng tu luyện ma công, còn có ma giới thánh khí và thánh ma phụ trợ, hơn phân nửa cũng không thành vấn đề. Tuy ngươi có luân hồi đại ma bàn trong tay, nhưng không có hiệu quả đối kháng giới lực. Công Dương Chính Kỳ khó xử, sắc mặt rất thất lạc. Vi Thanh cười lạnh nói. Chân Quân nói đúng, đây là vì tốt cho ngươi. Lâu La nên có giác ngộ của Lâu La, đừng cả ngày tưởng tượng mình là nhân vật chính. Ngươi! Công Dương Chính Kỳ tức giận xanh mặt, hắn oán hận nhìn chằm chằm vào Vi Thanh, hận không thể chém chết hắn. Lý Vân Tiêu cũng nói ra. Lần này tiến vào ma giới, một khi vô ý là nguy hiểm khủng khiếp, người nên ít nghĩ nhiều. Hắn cũng không đồng ý Công Dương Chính Kỳ đi vào ma giới, đầu tiên đúng như Mộng Linh Chân Quân nói, giới lực áp chế Công Dương Chính Kỳ, làm hắn đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiếp theo hắn còn có nhiệm vụ hơi trọng yếu trong người, đó là chế trụ ma viện, tranh thủ thời gian cho thiên võ giới. Hơn nữa nhiệm vụ này không nói với Vi Thanh, nếu như Vi Thanh biết rõ vừa vào ma giới sẽ gặp thánh ma đuổi giết, sợ rằng hắn thà liên thủ với Công Dương Chính Kỳ cũng không đi tìm hắn. Mộng Linh Chân Quân cũng không biết chuyện thánh ma, chỉ gật đầu nói. Người đi ma giới tìm hiểu tin tức cũng tốt, miễn tin tức không đúng làm chúng ta ăn thiệt thòi. Vi Thanh thúc giục nói. Khi nào thì đi, tốt nhất càng nhanh càng tốt. Không có cướp được hồi ách tinh xương làm tâm tình của hắn bức bội, đã sớm không kiên nhẫn, hận không thể đi vào ma giới bây giờ, đi tìm hóa lân ma cốt, ép. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Mộng Vũ Mộng Bạch, nói. Chờ bọn họ tỉnh lại, người khôi phục trí nhớ cho bọn họ rồi đi. Vi Thanh nhíu mày, không vui nói. Còn chờ bao lâu? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đây chính là do ngươi gieo xuống, ngươi đợi vài ngày còn không kiên nhẫn. Ta cũng không biết bao lâu, có lẽ là 3 năm ngày, cũng có thể là 3 năm tháng. Vi Thanh biết rõ hắn cố ý gạt mình, nhưng lời này cũng đúng vậy, chữa thương nhập định không ai dám nói là bao lâu, vì vậy chủ động nói. Đã như vậy, sau khi trở về, lại giải trừ phong ấn cho bọn họ. Lý Vân Tiêu giễu cợt nói. Ha ha, ngươi xác định ngươi còn có thể trở về sao? Nếu chết trong đó, ta đi tìm ai đây? Vi Thanh tức giận nói. Tùy ngươi nói như thế nào, ta không có thời gian chờ ngươi. Cùng lắm ta tự đi ma giới. Không có yết chỉ dẫn, ngươi cũng không tìm được hóa lân ma cốt. Mộng Linh Chân Quân vẫn không lên tiếng, nói. Lý Vân Tiêu, ngươi đi với hắn thôi. Lạc ấn trong thức hải tỷ đệ Mộng Vũ đã bị ta cởi bỏ. Cái gì? Những người còn lại kinh hô, Vi Thanh càng trợn mắt nhìn, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Mộng Linh Chân Quân thì hắn lùi lại. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thật sự, Lạc Ấn rất mạnh, mặc dù với thần thức của hắn cũng không dám thử. Mộng Linh Chân Quân nói. Tự nhiên là thật, tỷ đệ bọn họ vốn bị khu vực chi lực ảnh hưởng, bằng vào hoàn cảnh đặc thù nơi này, muốn tiêu trừ Lạc Ấn hết sức dễ dàng. Hơn nữa ta xem khí tượng của hai người. Mới vừa rồi bị vây trong hồi ách tinh xương nên có thu hoạch không nhỏ, cần thời gian tiêu hóa không ngắn. Lý Vân Tiêu nhìn hai tỷ đệ bọn họ, nhớ tới bộ dáng non nớt của hai người năm đó, một nhu nhược không nơi nương tựa, một quyết tâm muốn học phục hổ quyền, hắn mỉm cười, thần sắc nhu hòa, nói. Vậy hai người bọn họ sẽ ở đây, do Chân Quân thủ hộ bọn họ đi. Dứt lời, liền không hề lưu luyến, quay người rời đi. Phụ tử Vi Thanh liếc nhau. Theo sát phía sau, ba người biến mất khỏi khu vực này, chỉ còn lại có Mộng Linh Chân Quân và Công Dương Chính Kỳ. Sau khi trầm mặc qua đi, Mộng Linh Chân Quân nói ra. Ngươi có trách ta không cho ngươi đi ma giới hay không? Công Dương Chính Kỳ cả kinh, nói.
thuộc hạ không dám, chân quân nói là thật, ta mà đi ma giới, hơn phân nửa sẽ chết trong đó. Mộng Linh chân quân gật đầu nói. Ngươi hiểu là tốt rồi, tuy nơi này mất đi hồi ách tinh xương cùng hoàng tuyển minh hỏa, nhưng với ta và ngươi là cơ duyên khó có được. Công Dương Chính Kỳ kinh hỉ nói. Ý chân quân là. Mộng Linh chân quân nói. Nếu hai nguyên tố đó vẫn còn, ta và ngươi căn bản không cách nào tới gần nơi đây. Hiện tại chủ thể hai nguyên tố rời đi, thu nạp lực lượng sót lại tăng tiến tu vị. Công Dương Chính Kỳ âm thầm động tâm, hắn tự nhiên biết rõ uy lực của hai đại nguyên tố, không khỏi mừng rỡ, phiền muộn không thể đi ma giới cũng quét sạch. Lý Vân Tiêu và phụ tử Vi Thanh rời khỏi khu vực, cũng đi truyền tống chân thánh vực trở về thành Viêm Vũ. Mục Địch đại nhân vẫn chưa quay về sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Vâng, Mục Địch đại nhân còn chưa truyền tin tức về. Vân Tiêu đại ca trở về là tốt rồi, nếu không hai vị thành chủ không có mặt, ta không áp chế nổi cục diện. Đinh Linh Nhi thở ra một hơi, cũng bỏ lo lắng xuống. Lý Vân Tiêu lo lắng nhíu mày, hắn ngồi trong chính sảnh, trầm ngâm một hồi. Đinh Linh Nhi nói, Vân Tiêu đại ca không cần lo lắng, Mục Địch đại nhân chỉ là đi Huyền Ly đảo mà thôi, hơn phân nửa là trò chuyện vui vẻ, cho nên mới lâu trở về. Tốt, chỉ hy vọng như thế. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn bế quan 3 ngày, không có có chuyện quan trọng đừng quấy rầy ta. Đồng thời bảo Thiên Chiếu Tử đại nhân chuẩn bị thêm mấy thanh phá ma nhận cùng ngữ ma khải. Vâng, Đinh Linh Nhi gật gật đầu, nhớ kỹ. Lý Vân Tiêu thấy không có chuyện gì, liền bắt đầu chuyên tâm bế quan. 3 ngày này là sau cây ết hắn thương lượng với Vi Thanh tranh thủ có được. Vi Thanh cũng trở về lĩnh vực của mình, nhưng mà tâm phiền tính nóng, không tiếp tục tâm tu luyện. Trong mật thất, Lý Vân Tiêu lấy hồi ách tinh xương ra, cẩn thận đặt trước mặt quan sát. Thần thức đảo qua, lập tức bị lực đóng băng của tinh xương làm đầu óc ngưng trệ, làm hắn chặt đứt thần thức, không dám liều lĩnh. Thiên ngoại huyền minh thạch đã biến mất, hoàn toàn bị hồi ách tinh xương bao trùm, hơn nữa còn hình thành trạng thái ổn định. Thứ này lực lượng quá mạnh mẽ, thời gian 3 ngày không đủ luyện hóa, chỉ có thể tạm gác lại chậm rãi tìm hiểu. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng. Đột nhiên nhớ tới Ngả, muốn gọi nàng tới cùng nghiên cứu vật này, nhưng vừa nghĩ tới hàn khí làm người ta sợ hãi, ngay cả thần thức đều có thể đông lại, lập tức buông tha. Nếu Ngả có gì không hay xảy ra, hắn không chỉ có nội tâm bất an, cũng không cách nào bàn giao với yêu tộc. Vẫn là chờ ta từ ma giới trở về, lại nghĩ biện pháp tìm hiểu thứ này. Hắn nhìn chằm chằm vào khối cầu, vung tay thu vào trong giới thần bi, bắt đầu chữa thương. Trước đó bị hồi ách tinh xương đóng băng, tuy không chết nhưng cơ năng thân thể bị tổn hại, lúc này thi triển công pháp chữa thương. Trong khoảng thời gian ngắn mật thất rung động, giống như cả đại lục thiên vũ cũng bị bao phủ trong hào khí bất an này. 3 ngày sau, mấy người lần lượt đến đây, đi vào trong phủ thành chủ. Vi Thanh, Tiểu Hồng, còn có Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê, tổng cộng 4 người đi theo Lý Vân Tiêu vào ma giới. 5 người thu lấy phá ma nhận cùng ngữ ma khải của mình. Tuy tới cấp độ bọn họ trang bị bổ trợ không nhiều, nhưng có còn hơn không, huống hồ đi ma giới không ai biết tiền đồ hung hiểm. Hơn nữa còn có 3 cái ma nguyên tỏa, cũng mang toàn lực ra luyện chế, phân biệt cho Lý Vân Tiêu cùng 2 vị hồng nhan chi kỷ. Vi Thanh và Tiểu Hồng không có phần, 2 người mãnh liệt kháng nghị một phen, không có kết quả cũng đành thôi. Đinh Linh Nhi nói, bây giờ có thể khe hở ma giới ổn định chỉ có ở thành Hồng Nguyệt, Cổ Ma Tỉnh và Thiên Đãng Sơn Mạch. 3 khu vực này bị chúng ta giám sát chặt chẽ, hơn nữa cơ cấu vài tòa phù không thành, dùng đại trận phong tỏa giao lộ. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, nói. Thiên Đãng Sơn Mạch từ xưa đến nay dung chuyển bất định, là khe hở xưa nhất, trong đó không gian vô cùng phức tạp, chính là lựa chọn kém nhất. Mà Cổ Ma Tỉnh bị cửu cung phù trấn áp, nếu đi vào phủ phá nó đi, không cần làm thế. Đi vào từ thành Hồng Nguyệt đi, từ trận chiến lúc trước, khe hở này lớn hơn tưởng tượng. Có lẽ có thể an toàn thông hành. Đinh Linh Nhi cười nói. Vân Tiêu đại ca cũng có chung suy nghĩ với ta, từ các dấu hiệu mà nhìn, đi vào từ thành Hồng Nguyệt là an toàn nhất. Đã không có ý kiến phản đối, mấy người cũng không chậm trễ nữa, lúc này đi tới truyền tống trận. Một lát sau, vài đạo ánh sáng lóe lên, có vài thân ảnh đã tới thành Hồng Nguyệt. Mấy canh giờ sau, đám người Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trên không trung thành Hồng Nguyệt. Nhìn không ra dấu vết thành trì, thổ địa tàn bại, khắp nơi gồ ghề, tịch mịch như tử địa.
hơn trăm khe sâu xuyên qua lòng đất, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có nơi nghỉ ngơi đặt truyền tống trận là khu vực đất bằng. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đều nhìn chung quanh, vùng đất phồn vinh ngày xưa không còn, ngay cả gạch ngói tàn phiến cũng không lưu lại, có cảm giác yên tĩnh cô độc. Chung quanh thành trì nơi đây còn bố trí trận pháp đơn giản. Hơn nữa trong thành trì bố trí rất nhiều địa trận, thỉnh thoảng đánh chết ma vật đi qua khe hở. Nhớ tới phồn hoa ngày đó, nâng cốc trên Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, lúc này nhớ lại buồn bực bi ai. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ảm đạm, trong nội tâm sinh ra cảm giác điều hưu không nói ra lời. Đa sầu đa cảm cũng không phải là khí chất người đứng đầu nên có. Vi Thanh vẫn quan sát Lý Vân Tiêu, lúc này bắt đầu mỉa mai. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói. Lắm miệng cũng không phải là hành vi của người sống lâu. Vi Thanh phản kích nói. Vậy ngươi nhất định sống không quá dài. Tiểu Hồng nhíu mày, nhìn qua hai người, lạnh như băng nói ra. Các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Không đi thì ta đi một mình. Ba người lúc này hóa thành hào quang bay lên không trung. Nghe được tin tức liền có người trong nội thành đi ra, sau khi chứng thực thân phận liền đi vào. Rất nhanh, người phụ trách tọa trấn nơi này xuất hiện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Khả Vi đại nhân. Trấn thủ ba tòa phù không thành này dĩ nhiên là chữ Khả Vi, chữ Khả Vân và Hoa Thường, ba người này đều quản lý một tòa thành. Chữ Khả Vi cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Vân Thiếu, Phi Thanh đại nhân. Sắc mặt Phi Thanh bình thản, không có bất cứ biểu lộ gì, gật đầu nói. Đã lâu không gặp, vất vả. Chữ Khả Vi thở dài nói. Nên thế, một câu ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ, người không trải qua ma kiếp không thể cảm nhận được. Lý Vân Tiêu nói, sau khi ma kiếp qua đi, ta sẽ trợ giúp đại nhân trùng kiến thành Hồng Nguyệt. Thân thể chữ Khả Vi run lên, dường như bị xúc động. Chữ Khả Vân cũng vui mừng, có Lý Vân Tiêu hỗ trợ, trùng kiến thành Hồng Nguyệt không phải mút nhi tưởng. Nhưng chữ Khả Vi chỉ hưng phấn ngắn ngủi, sau đó bình tĩnh nói. Không có thành Hồng Nguyệt vĩnh viễn. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Phụ thân, chữ Khả Vi cắt lời nàng. Nhìn qua hoang vu vô tận, nói. Người còn sống có chết, Phật cũng như thế, môn phái cũng chạy không thoát quy luật này. Nếu đã mất thì nên để nó đi đi. Lý Vân Tiêu ảm đạm, không biết nói cái gì cho phải. Hoa Thường nói. Ý của các ngươi ta đã biết, cung chủ đại nhân vẫn đang ở trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hồng Nhan đang tu luyện bên trong, dù sao nàng không thể ngăn cản uy áp ma giới, cho nên ít cho nàng đi ra. Các ngươi trấn thủ ở đây, có phát hiện dị thường hay không? Hoa Thường lắc đầu nói. Trừ thường xuyên có ma tộc cấp thấp bay ra, trên cơ bản không có tình huống khác. Hơn nữa dùng ba tòa phù không thành làm trận nhãn, bố trí đại trận phong bế tất cả ma khí, hãn hữu lắm mới tiết lộ ra ngoài. Lý Vân Tiêu nói. Như thế thuận tiện, mở đại trận đi. Hoa Thường và ba người lập tức bay trở về thành trì của mình. Rất nhanh. Trên không trung có trận quang di động, không ngừng rút lui khắp bốn phía. Lý Vân Tiêu ôm quyền từ xa, lớn tiếng nói. Cáo từ. Ba người đồng thời hóa thành hào quang vượt qua cái khe, ma khí cường đại áp thẳng xuống ba người. Sau không khỏe thời gian ngắn, lập tức bình thường trở lại. Dù sao đã tu luyện qua ma công, hơn nữa có nghề hồng thạch do giới lực ma giới ngưng tụ thành thủ hộ, bọn họ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Nhưng đây còn không phải ma giới chân chính, chỉ là khu vực bị ma khí xâm lấn mà thôi. Rốt cục đã đi tới cái khe, khe hở nối ma giới chính thức, đó là vết nứt dài hơn ngàn trượng. Lý Vân Tiêu chỉ nhìn một lát rồi thả người bay ra ngoài. Phi Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn nhau, lập tức theo sát phía sau, dù sao đây là lần đầu xâm nhập ma giới, cho nên có chút khẩn trương. Lý Vân Tiêu cảm giác có lực lượng vô hình đè ép tới, dường như muốn nghiền nát hắn. Hắn vận chuyển ma công, không lùi mà tiến tới nghênh đón lực lượng kia, mặc kệ xuyên thấu qua thân thể của mình. Hắn biết rõ đây cũng là giới lực, nếu như cố vận chuyển ma công chống lại, đối với chính mình sẽ tổn thương càng lớn. Chỉ có điều hòa tần suất giống với giới lực mới có thể hoàn toàn thích ứng. Phi Thanh và Tiểu Hồng vừa bước ra cũng gặp vấn đề như vậy. Mặc dù có nghe hồng thạch hộ thể, cũng cần thời gian điều hòa. Đột nhiên trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tinh mang. Nhìn chằm chằm vào ma khí trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh thẳng vào lỗ đen trước âm ti. Xảy ra chuyện gì?
Phi Thanh và Tiểu Hồng còn chưa kịp phản ứng, trường lực kia vỗ vào lỗ đen trước mặt. Bành! A! À. Tiếng nổ tung vang lên, trong bóng tối có tiếng ma quân kêu thảm thiết. Sau đó có mấy thập phương hung hồn sát lao tới, tất cả đều nhìn chằm chằm vào dám người Lý Vân Tiêu. Chúng vừa phân liệt từ trong người ma quân ra ngoài. Phi Thanh cả kinh nói. Có ma quân đánh lén. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói. Trong lối vào có ma quân, có thể thấy được ma tộc đặc biệt xem trọng khe hở này, thậm chí phái người tới trấn thủ. Như vậy không quy có một ma quân đâu. Sắc mặt Phi Thanh hai người đại biến, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Phi Thanh lạnh lùng nói. Chờ chúng ta hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh ma giới, chỉ cần không có ma tôn xuất hiện cũng không cần sợ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nói đúng, nhưng phải có thời gian chờ ngươi thích ứng đã. Ma khí trước mặt chấn động, nương theo đó là rất nhiều uy áp áp tới, các loại quái vật cổ quái xuất hiện, nhanh chóng bao phủ trước mặt. Những ma vật này hắn đã thấy trong cuộc chiến thành Hồng Nguyệt, giờ phút này không cảm thấy lạ, chỉ hơi ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu lập tức phát hiện điểm này, nói. Đây là lực lượng ma tộc trong cuộc chiến thành Hồng Nguyệt lưu lại, có thể thấy được đám ma tôn không buông tha khe hở này, sớm muộn gì cũng sẽ tấn công thiên võ giới. Phi Thanh cả kinh nói. Đây chính là phát hiện lớn, đã nhìn ra hướng đi của chúng, như vậy nơi đây cần phải tăng cường lực phòng thủ. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Nhưng trước đó phải dọn dẹp rác rưởi thôi. Hắn dứt lời đánh ra một chảo, lôi điện màu tím sinh ra. Đám ma vật lúc này hoảng sợ không ngừng lui ra phía sau. Nhưng trong nháy mắt, Lý Vân Tiêu thu hồi lôi quang khắp nơi, trầm giọng nói. Có chút phiền phức, tử lôi bị áp chế lợi hại, không chỉ có tiêu hao thần dịch lực gấp mấy lần, thậm chí uy năng còn bị giới lực ma giới áp chế. Phi Thanh lạnh lùng nói. Nếu là ma giới, tự nhiên phải dùng ma công. Hắn tay giơ lên, đánh ra một chỉ tiêu diệt rất nhiều ma vật. Lý Vân Tiêu kinh dị, nói. Ngươi lại nắm giữ nhanh như thế. Phi Thanh cười lạnh nói. Ngươi đang mỉa mai hay tán dương đấy. Xùy. Một này nghiền nát vô số ma vật, tiếng kêu thảm thiết không ngừng sinh ra. Phi Thanh thấy một chiêu này có hiệu quả, lập tức lao tới phía trước. Hừ. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trận bay múa chung quanh người hắn. Những thanh kiếm này còn mang theo hỏa diễm, kiếm khí rung động rất mạnh. Đi! Lý Vân Tiêu điểm ra hai chỉ, hàng trăm đạo kiếm quang bắn ra ngoài, ngàn vạn kiếm quang cắm lên người ma vật, rất nhiều âm thanh ma sát sinh ra. Tiểu Hồng cũng nhảy vào chém giết ma vật, nhưng mà nàng ra tay nhu hòa, cũng không có sát chiêu hoa lệ, chỉ đánh ra quyền trưởng bình thường. Nhưng mỗi chiêu đều lấy mạng ma vật. Tuy ma vật nhiều, nhưng không thể ngăn cản ba người giết chóc. Nhưng vừa lui không bao xa, tất cả ma vật dừng lại, không dám tiến lên phía trước, dường như có tồn tại đáng sợ tới gần, hoàn toàn không dám tiến tới. Người thiên võ giới cũng dám xâm nhập ma giới. Ta không có nhìn lầm chứ. Trong bóng tối có tiếng kêu ngạc nhiên vang lên. Ba người các ngươi đầy ma vân, mặc dù là người thiên võ giới nhưng tu luyện ma công. Tới đây cũng không kỳ quái. Một tiếng nói khác vang lên. Chó má gì thế này? Cho rằng tu luyện ma công có thể chống lại giới lực sao? Lập tức giọng nói thứ ba vang lên, giống như đang suy luận. Có thể chống lại giới lực, tất nhiên phải luyện hóa bảo bối thế giới. Trên người của ba người này chắc có Nghê Hồng Thạch. Hắn nói ra dự đoán mấu chốt. Nghê Hồng Thạch. Trong bóng tối lại có vài tiếng kinh hô. Dù sao Nghê Hồng Thạch vô cùng chân quý trong ma giới. Ma quân muốn bước vào ma tôn chắc chắn phải có Nghê Hồng Thạch rèn luyện thân thể. Cho nên cũng không phải tất cả ma quân đều có Nghê Hồng Thạch, đó chỉ là số ít. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quan sát, xuyên thấu qua ma khí hắc ám, trước mặt đám ma vật chính là một đám ma quân. Thậm có 9 tên là ma quân cấp 2. Thật đủ lớn mật a. 9 tên ma quân nhìn ba người, nhìn ra thần sắc ngạc nhiên của bọn họ, nói. Ba người đều là hư cực cảnh. Hư cực cảnh thì như thế nào? Mặc dù ba người đều là hư cực cảnh, cũng không có khả năng chống lại chúng ta. Một tên ma quân khác cười lạnh nói. Ma quân cấp 2 đủ để nghiền áp hư cực cảnh, cho dù đám người này có Nghê Hồng Thạch hộ thể, cũng rất khó thích ứng giới lực của chúng ta trong thời gian ngắn. Lại một gã ma quân cười khẩy nói. Hơn nữa những ma vật này cũng tiêu hao không ít thực lực của chúng, kỳ thật căn bản không cần chúng ta ra tay.
cho ma vật luân phiên xông lên đủ giết chúng rồi. Những ma vật đứng đầu dường như rất sợ hãi, có chút run rẩy không ngừng. Sắc mặt tên ma quân vừa nói xong trầm xuống, khẽ quát. Một đám phế vật. Trong đó một tên ma quân nói ra. Ta xem mọi người nên vất vả một chút, chờ trong cái khe này quá lâu, vừa vặn có chút niềm vui thú, mọi người nên vui chơi. Hiện tại ta cảm thấy hứng thú với nghe hồng thạch trên người chúng, nên phân phối thế nào đây? Hừ, còn muốn làm sao chia? Ai cướp được thì của người đó. Một gã ma quân quát một tiếng, hắn hóa thành ma quang biến thành bán nguyệt chảm chém thẳng vào ngươi tiểu hồng. Ánh mắt của hắn rất độc, hắn nhận ra tiểu hồng là người yếu nhất trong ba người, muốn đoạt của nàng đầu tiên. À, ma quân cấp 2 sao? Trâu quá nha! Tiểu hồng lạnh lùng nhìn tên ma quân đang lao tới, ngón tay nhỏ nhắn chụp vào hư không, một đạo ma khí xuất hiện, a ma luân bảo hiện ra. 12 phúc luân xoay tròn, tiếng ngàn điều hót vang, trực tiếp nghênh tiếp thế công của ma quân chém tới. Ầm ầm, lăng lệ kiếm thế phía dưới, bầu trời nghiền nát, một đạo kiếm khí giống như thế giới, dùng chẻ che xu thế, lập tức đánh bại cái kia hình bán nguyệt chảm kích, thẳng chảm ma quân. Chi, công kích của ma quân lập tức bị hủy, cả thân thể dừng lại, đầu óc trống rỗng. Nhưng dù sao cường giả cũng cảm giác sinh tử rất mạnh, bỗng nhiên lùi lại thật nhanh. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng ngưng tụ vào ngón tay, hóa thành một ngọn núi đánh tới phía trước. Ầm ầm, ngọn núi này ngăn kiếm kia, trực tiếp đánh nát hơn phân nửa, kiếm thế xuyên thấu qua chung quanh, lập tức đánh lên người ma quân. Ma quân kêu a thảm thiết, ma khí bùng phát dữ dội, hóa thành rất nhiều ma sát. Nhưng bản thân của hắn vẫn tránh được một kích chí mạng, nhặt được cái mạng từ kiếm thế này. Tám tên ma quân tức giận xuất thủ. Trong nháy mắt đã lao vào vòng chiến, tám người liên thủ với nhau. Vừa rồi là, một kiếm chém tổn thương thì đánh lén không được, chủ quan nên bị thương, là chính bản thân hắn vô năng, nhưng kiếm này có cổ quái. Ta thấy kiếm này dường như, tám tên châu đầu ghé tai với nhau, khiếp sợ một kích vừa rồi, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, quy kết là do thì sợ ý mà thôi. Sắc mặt thì tái nhợt. Hiện tại ma nguyên trên người trôi qua nhanh chóng, ma sát không ngừng bay ra ngoài. Càng làm tám tên ma quân sợ hãi khi nhìn thấy thì như vậy. Tám vị đại ca, kính xin báo thù cho tiểu đệ. Trong ánh mắt lăng lệ và mỉa mai của tám người, thì lui ra phía sau vài bước, cung kính nói. Hừ, tài nghệ không bằng người, cho dù chết cũng không có gì nói gì tới báo thù. Một gã ma quân mỉa mai, ánh mắt nhìn thì giống như con sâu cái kiến. Trong mắt tám người, thì đã bị trọng thương, tu vị nhất định sẽ giảm xuống, như vậy thoái biến trở về ma quân cấp 1, cũng không có tư cách bình khởi bình tọa với bọn họ, thậm chí là nói chuyện. Thì vội vàng khom người nói. Ca ca nói đúng, nói rất đúng. Bộ dáng cung kính nịnh nọt hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ vênh váo của hắn vừa rồi, quả thực tưởng như hai người. Tình hình như vậy, ba người Lý Vân Tiêu âm thầm lắc đầu, không chỉ có thiên võ giới mới có pháp tắc mạnh được yếu thua. Trong ma giới càng rõ ràng hơn. Thực lực quyết định tất cả, nếu như còn khí phách lớn như lúc trước, lập tức sẽ bị mặt tám tên ma quân khác diệt. Một gã ma quân khinh miệt nói. Nếu ngươi đã trọng thương, cảnh giới giảm xuống là khẳng định. Hơn nữa đời này nếu không có đại cơ duyên đừng mong khôi phục cấp 2, cho nên ngươi không có tư cách theo chúng ta nữa, lăn ra sau đi. Sắc mặt thì khó coi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Liên tục gật đầu đồng ý, thối lui ra phía sau. Còn đám ma quân cấp 1 phía sau và rất nhiều ma vật chấn thủ, phòng bị phệ giới ma thôn phệ. Thì đầy bi phẫn, hắn biết rõ mặc dù bản thân mình tiến vào vòng tròn ma quân cấp 1, thời gian sau này cũng không sống khá giả, đặc biệt đám người hắn đắc tội lúc trước sẽ báo thù. Tiểu hồng chém ra một kiếm, năm ngón tay buông lỏng, a ma luân bảo biến mất. Nhưng nội tâm của nàng cực kỳ rung động. Một kích toàn lực của nàng đánh vào lúc thì chủ quan, thừa dịp hắn không kịp phòng bị mới làm hắn bị thương. Nhưng nếu thì kịp ứng phó, chỉ sợ thắng bại khó nói, càng đừng nói một kiếm chém đối phương bị thương. Lý Vân Tiêu cùng Vi Thanh cũng phát hiện chênh lệch trong đó, tuy sớm biết có chênh lệch, lúc trước chiến đấu trong thiên võ giới, ma quân cấp 2 bị giới lực áp chế nghiêm trọng, biểu hiện lực lượng của chúng cực kỳ có hạn. Hiện tại thân ở ma giới. Lúc này mới phát hiện trong ma giới đám ma quân cực kỳ đáng sợ, lực lượng mạnh sánh ngang tạo hóa cảnh.
Lý Vân Tiêu nhìn qua Vi Thanh bên người, thấp giọng nói. Mau thả thánh ma yết trong bảo bình của ngươi ra chiến đấu, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái. Vi Thanh chóng mặt, tức giận nói. Nói chuyện phiếm gì đó, yết đại nhân cũng không phải là thủ hạ của ta, có bản lĩnh ngươi triệu hoán hắn ra đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt, ngươi đưa bảo bình cho ta, ta gọi hắn ra chiến đấu. Sắc mặt Vi Thanh trầm xuống, hơi xoay người, chẳng quan tâm tới hắn. Tám gã ma quân lạnh lùng nhìn ba người, một người trong đó nói. Các ngươi thúc thủ chịu trói hay chúng ta động thủ, tuy kết quả đều là chết, nhưng quá trình sẽ khác nhau. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, thỉnh giáo nói. Nếu đều là chết, ta muốn biết thủ pháp khác nhau thế nào. Tiểu Hồng vừa vận chuyển ma công, không ngừng sự khôi phục sức khỏe. Lúc này ánh mắt hữu ý vô ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong đó mang theo cảm kích. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu cố ý cãi cọ, tranh thủ thời gian cho nàng khôi phục. Tên ma quân cười lạnh nói. Thúc thủ chịu trói, chúng ta lấy nghê hồng thạch sẽ đánh các ngươi thành bùn nhão. Đương nhiên, cũng có thể cho các ngươi cơ hội tự sát. Nếu để cho chúng ta động thủ thì ba người các ngươi sẽ chết rất thảm, bắt đầu từ tay chân, cắt thành trăm ngàn khối, cuối cùng mới cắt đến lồng ngực và đầu. Sẽ chết rất chậm. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, chân thành nói. Vậy cắt nhỏ đi, nghe rất tươi sốt. Tên ma quân giận tím mặt, lạnh lùng nói. Tốt, các ngươi đã tìm chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Chậm đã. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, nói. Chúng ta lại nói về chuyện cắt nhỏ đi. Nói thí dụ như cắt thế nào, thủ pháp ra sao, có cắt mỏng hay dày gì đó. Hắn muốn kéo dài thời gian. Một gã ma quân kịp phản ứng, lập tức quát mắng. Sắc mặt bảy tên khác biến hóa, quát. Muốn chết. Lập tức không hề rong dài, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt ba người, đều thi triển thần công tuyệt kỹ của bản thân. Ma khí cuồng bạo bùng phát dữ dội, hóa thành từng đạo hào quang đánh tới phía trước. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, quát. Đi. Hắn nhìn qua màn sáng, năm ngón tay một chảo, A Lại Huyền Việt nằm trong tay hắn. Dốc sức chém về phía trước một cái. Chiến phủ mang theo lực lượng khủng bố, thanh thế bao la hùng vĩ, giống như chiến xa đánh thẳng về phía trước. Ầm ầm, một tầng ma quang bị chiến phủ chém nát, lập tức xuyên thủng qua màng sáng đánh thẳng vào bảy tên ma quân kia, chém ra một khe hở. Vi Thanh cùng Tiểu Hồng sớm có chuẩn bị, lập tức theo sau lưng Lý Vân Tiêu, ba người phóng thẳng về lối đi. Cái gì? Làm càn. Các tiếng giống vang lên. Hai tên ma quân bên cạnh thông đạo thẹn quá hóa giật, liên tiếp biến hóa thủ ấn, kết thành sơn thế áp ba người. Lý Vân Tiêu quay A Lại Huyền Việt trở lại, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh một tên ma quân, năm ngón tay trái mở ra. Keng! Tiếng xiềng xích vang lên. Tên ma quân cả kinh, tuy khí tức trên xiềng xích cổ quái, nhưng lại không được, cũng không đặt trong lòng, đồng thời phân tâm bấm niệm pháp quyết đập qua. Keng! Lúc này cả đầu cánh tay bị cuốn lấy. Trong chớp mắt cả thân thể bị trói lại. Đây là... Tên ma quân kia hoảng hốt, hoảng sợ phát hiện ma nguyên toàn thân bị trói buộc, dường như lực lượng trên xiềng xích kia trực tiếp phong bế tất cả kinh mạch. Vào lúc này Vi Thanh cùng Tiểu Hồng cũng ra tay, phân biệt đánh về một tên ma quân khác. Ba lực lượng đánh ra, bộc phát khí lãng khủng bố, ngược lại đẩy hai tên ra xa. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, một búa chém xuống, trong nháy mắt chém tên ma quân kia thành hai nửa. Cả quá trình này cực nhanh, Lý Vân Tiêu đắc thủ liền thuấn di, thân ảnh quay lại bên cạnh Vi Thanh cùng Tiểu Hồng, quát. Đi! Ba người vào lúc này không dừng lại, trực tiếp tiến lên phía trước. Lúc này Vi Thanh và Tiểu Hồng liên thủ đánh lui ma quân, ma khí trong người quay cuồng, sắc mặt kinh hãi. Sáu tên ma quân hít khí lạnh, vốn muốn truy kích, đều không tự chủ dừng lại, hoảng sợ nhìn qua tên ma quân bị Lý Vân Tiêu chém thành hai nửa. Tên kia ma quân vô cùng hoảng sợ, nhưng ý thức vẫn còn, mắt nhìn thân thể của mình không ngừng thoái biến, hóa tháp ma vật hình thù kỳ quái càng hoảng sợ, quát. Cứu ta! Cứu, đừng nói giỡn, người đã như thế, làm sao mà cứu? Một gã ma quân sau khi kinh hãi ngắn ngủi, lập tức cười rộ lên. Đám ma quân khác sắc mặt lạnh như băng, nhưng không có tâm tư trêu chọc, mà nhìn bóng lưng đám người Lý Vân Tiêu, thần sắc ngưng trọng. Tên ma quân kia tuyệt vọng nhìn bóng lưng đám đồng bạn, ánh mắt quyết tuyệt. Ầm ầm, tên ma quân bị chém rốt cuộc không thừa nhận nổi thoái biến, cả thân hình nổ tung,
hóa thành trăm loại ma vật bay ra bốn phía, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Cái gì, vậy mà chết? Bảy tên ma quân biến sắc, dường như không tin nổi. Dùng thực lực của Mộc, cho dù bị thương nặng, bị chém thân thể cũng không chết như vậy. Xiềng xích kia là thế nào? Có thể làm tồn tại như chúng ta thoái hóa thành ma tộc cấp thấp. Bảy tên ma quân trầm mặc, trơ mắt ba người biến mất. Thời gian trôi qua thật lâu, có người nói. Nếu như để bọn chúng thông qua như vậy, dường như không tốt lắm. Tên còn lại nói. Có cái gì không tốt, nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ khe hở, đừng cho đám phệ giới ma thôn phệ sạch trận địa, cũng không có nói không cho phép có người tiến vào. Người trước sững sờ, lập tức gật đầu nói. Nói có lý, mấy vị đại nhân giao nhiệm vụ cho chúng ta là chống cự phệ giới ma. Còn nữa, phía trước còn có phệ giới ma, bọn chúng chưa chắc thông qua được. Lại một có người nói. Mặc kệ nó, làm tốt chuyện của chúng ta là được. Về phần thì và Mộc chết, chúng ta nói phệ giới ma gây ra, về phần ba người vừa rồi. Ba người vừa rồi, cái gì ba người, ta vẫn tu luyện ở đây, không biết có ba người vừa rồi nào cả. Đúng đúng. Ta cũng không biết, chỉ nghe thấy thì và Mộc chết trong miệng phệ giới ma mà thôi. Đám người còn lại giả ngu, xem như chưa thấy ba người Lý Vân Tiêu. Một người trong đó nói. Nhưng thì hiện tại chưa chết. Tên còn lại cười lạnh nói. Tin tưởng hắn chết nhanh thôi. Hắc hắc. Mấy tên kia cười rộ lên, tên vừa nói chuyện thân ảnh lóe lên, trên mặt bắn ra sát khí nồng đậm. Đám người Lý Vân Tiêu lao ra khỏi vòng vây, lao về phía trước như vũ bão. Chạy như điên một hồi, đột nhiên Vi Thanh kinh ngạc nói. Dường như bọn chúng không đuổi theo. Lý Vân Tiêu đã phát hiện từ lâu, nói. Mặc kệ bọn chúng, có lẽ vừa rồi bị hù sợ, trực tiếp vẫn lạc hai tên ma quân cấp 2, hiệu quả trùng kích tâm lý với chúng rất lớn. Đột nhiên Vi Thanh trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi ngươi đã dùng, ma nguyên tỏa, sao? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Vi Thanh trầm giọng nói. Nếu như ta không nhìn lầm, ma nguyên tỏa vừa ra, khí tức trên người ma quân bị áp chế, nếu không tuyệt đối không bị ngươi chém chúng một búa vừa rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đúng, ma nguyên tỏa thật sự là chí bảo của Lỗ Thông Tử nhất mạch lưu lại. Vi Thanh lạnh lùng nhìn hắn, nói. Đã như thế, hai ma nguyên tỏa còn lại, hai người của ngươi đang ở trong giới thần bi, không cần ra tay, nên phân cho chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là vật do Thiên Võ Minh chế tạo ra, phân phối thế nào do Minh Chủ quyết định. Còn nữa, hai vị không phải người Thiên Võ Minh, phân phối thế nào cũng chưa tới phiên các ngươi nói. Vi Thanh tức giận nói. Hiện tại ba người chúng ta đồng lòng, làm gì mà phân chia như thế? Nếu chúng ta cũng có ma nguyên tỏa, vài tên ma quân vừa rồi đã giết sạch toàn bộ. Tiểu Hồng cũng ân một tiếng, kiên định đứng cạnh Vi Thanh. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, ít dùng vật kia thì tốt hơn, nếu bị ma tộc phát hiện có vật áp chế chúng, thời gian ma nguyên tỏa mất đi hiệu lực sẽ nhanh thôi. Đừng quên Lỗ Thông Tử đã tìm ra biện pháp phản chế ma nguyên tỏa, vừa rồi ta chỉ thí nghiệm mà thôi. Ta có ý định sử dụng trong đại chiến sắp tới, giết bọn chúng không kịp trở tay. Vi Thanh cười lạnh nói. Nếu ta và ngươi chết ở ma giới, cũng không nhìn thấy cuộc chiến hai tộc đâu. Lý Vân Tiêu bác bỏ nói. Nếu ta và ngươi đều chết ở nơi này, một cái ma nguyên tỏa cũng không thể cải biến cuộc chiến. Còn nữa, mặc dù người ta nhìn không thấy cuộc chiến hai tộc, cũng không có nghĩa là cuộc chiến hai tộc không có. Vi Thanh giễu cợt nói. Lại cua ri biển, ngươi cũng là người bụng dạ hẹp hòi. Lý Vân Tiêu cười nói. Khích tướng kém qua, ta cũng không giao ma nguyên tỏa cho ngươi. Vi Thanh tự biết không tiếp tục trao đổi, tức giận hừ một tiếng, nhắm mắt đi về phía trước. Không muốn nói chuyện với hắn. Tiểu Hồng cũng không vui, u oán chừng hắn, đi theo Vi Thanh. Lý Vân Tiêu cười nhạt, cũng không đặt cảm xúc hai người trong lòng. Ba người đi một lúc, rất nhanh đã dừng lại, phía trước tập kết rất nhiều ma tộc, cũng không có không ít ma quân cấp 1. Không biết là ai đột nhiên phát hiện ba người, cả kinh kêu lên. Những ma tộc kia bạo động, chúng vây quanh bọn họ. Là người Thiên Võ Giới. Một gã ma quân kinh hãi, nói. Các ngươi, làm sao tới đây? Lý Vân Tiêu đang muốn trả lời, đột nhiên nghe có tiếng thét kinh hãi, lập tức nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Thì hoảng sợ kêu to, nói.
không có khả năng, các ngươi không có khả năng đi tới nơi này. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua thì, đột nhiên cười nói. Thật sự bị giáng cấp, chậc chậc, ma tộc các ngươi rất thú vị. Đầu óc thì chóng mặt, tức giận hai vai run rẩy. Sau khi bị giáng cấp, đầu óc của hắn chấn động, ỷ vào thực lực cấp một đỉnh phong và dự uy lúc trước, sau khi giết vài tên ma quân không vừa mắt, miễn chúng sau này báo thù, lúc này mới giảm bớt áp lực trong lòng. Giờ phút này lại bị Lý Vân Tiêu nhắc tới, tức giận nghiến răng ken két, cũng sắp khóc. Nhưng nội tâm của hắn sợ hãi, căn bản không dám nói gì, chỉ cả lăm. Chẳng lẽ bọn chúng? Hắc hắc, Lý Vân Tiêu giữ tợn cười một tiếng, nói. Ngươi nói gì, mấy ma quân cấp 2 sao, cũng đã bị ta tự tay chém giết, tiểu tử ngươi tính toán vận khí tốt, đã tránh thoát một kiếp. À, thì hoảng sợ lui ra phía sau vài bước, đám ma quân cấp 1 sợ hãi rút lui. Lúc này vị trí hai bên nghịch chuyển, đột nhiên Vi Thanh hét lớn một tiếng. Tránh ra, khí tức lăng lệ tới cực điểm bùng nổ. Lập tức đám hung hồn sát và ma tộc tránh ra một con đường. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, thần sắc đầy mỉa mai tiến lên phía trước. Chung quanh bạo động, các loại sát khí cùng lệ khí không ngừng phát ra, hơn 1000 ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người, cũng không biết có nên ra tay hay không, đang chờ lệnh của ma quân. Mà linh trí của ma quân hơn xa đám ma tộc cấp thấp, đều có ý định của mình, không ai chịu chết. Vì CVII chỉ có thể nhìn ba người đi xa. Cứ để bọn chúng đi như vậy, cấp trên có giáng tội hay không? Rốt cục có người lo lắng hỏi lên. Trách tội, tại sao trách tội, mấy ma quân cấp 2 đều vẫn lạc, bằng vào chúng ta có thể lưu bọn chúng sao? Đúng, không phải địch thủ là thứ nhất, chúng ta không có nhiệm vụ này là thứ hai, chẳng lẽ để trận tuyến không tuân thủ đi làm việc khác? Nếu trận tuyến mất đi, ai chịu trách nhiệm này? Đúng vậy a, nói rất đúng. Sau khi nghĩ thông suốt, đám ma quân này thở ra một hơi, không có gánh nặng tâm lý gì. Lúc này từ xa có tiếng quát vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Những ma quân kia biến sắc, chỉ thấy ma quang lóe lên, rất nhiều ma khí ngưng tụ thành bộ dáng ma quân, đó là một trong 7 tên ma quân lúc trước. À, Văn Đại Nhân, ngài không phải đã. Một ma quân đã giật mình, trợn mắt há hốc mồm, nội tâm thầm nghĩ không phải hắn đã chết rồi sao? Hai mắt Văn lạnh lẽo, nhìn thẳng vào tên ma quân kia, nói. Ta đã cái gì? Không, không có gì. Tên ma quân này sợ tới mức hít khí lạnh, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng, làm gì dám nói thêm. Văn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, lại nhìn thì, nói. Thì, người tới, ta có việc muốn bàn với ngươi. Toàn thân thì run lên, cảm giác nguy hiểm bao phủ nội tâm, sắc mặt của hắn tái nhợt. Cắn răng nói. Đại nhân tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Văn trầm xuống, lạnh lùng nói. Tới đây là biết chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Thì thở sâu, khom người thở dài nói. Không dám. Hắn thành thành thật thật bay lên, nghe theo triệu hoán. Văn tươi cười, giơ tay ra. Không chờ hắn ra tay, thì đã hóa thành vô số tàn ảnh, chân thân bỗng nhiên hóa thành hào quang bỏ chạy thật xa. Muốn chết. Văn biến sắc, một tay kết ấn, vô số ma quang bắn ra đánh tàn ảnh sơ xác, không ngừng đuổi theo thì. Cho dù lúc dốc sức liều mạng lẩn trốn, nhưng ma quân cấp 2 và ma quân cấp 1 chênh lệch quá lớn, rất nhanh đã bị đuổi kịp, bỗng chốc bị ma quang ngăn cản lại. Ngươi làm gì? Sắc mặt thì nhăn nhó, giãy giụa vài cái, cũng không động đậy được, nhìn Văn không ngừng tiếp cận, hắn tức giận nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng tác chiến qua. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ. Văn lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn bỏ chạy thục mạng thì căm tức, nói. Thì thế nào, ngươi không còn thân phận ma quân cấp 2, Mộc đã chết, ta cũng nên giúp ngươi một chút. Dứt lời năm ngón tay đánh ra một chảo, bỗng nhiên ma quang co rút nhanh chóng, bóp vỡ ma thân của thì. Ma quang tiêu tán, vị trí của thì biến thành ngàn vạn ma đầu bỏ chạy ra chung quanh. Lý Vân Tiêu ba người bay một lúc thì dừng lại. Trước mặt rất hoang vu, hơn nữa màu sắc trong thiên địa đơn điệu. Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, một đạo ma quang chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có kết giới. Đồng tử Vi Thanh hơi co lại, có chút kinh ngạc nói ra. Dường như kết giới này nhắm vào chúng ta. Lý Vân Tiêu nói.
Không phải, dường như, mà là, xác định. Tiểu Hồng nói. Bố trí kết giới không phải rất quái dị sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải đề phòng thiên võ giới, mà là đề phòng phía sau? Lý Vân Tiêu và Vi Thanh suy nghĩ một hồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vân Tiêu nói. Đầu tiên phá vỡ kết giới đã, hơn phân nửa chúng ta sẽ biết thôi, cẩn thận có biến cố xảy ra. Hắn giơ tay điểm ra một chỉ, ngưng tụ thành một thanh đao sắc bén cắt thẳng về phía trước. Âm thanh chi chi vang lên, kết giới giống như tranh sơn dầu bị cắt ra một lỗ hỏng lớn. Ba người lần lượt tiến vào, qua mấy hô hấp kết giới đóng lại. Đây là... Ba người nhìn chung quanh, đều kinh ngạc, xuất hiện trước mặt bọn họ là hồ nước xanh biếc và núi non đầy tịch mịch. Hồ nước này rất rộng, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Thế núi cao lớn hiểm trở, vươn thẳng tầng mây. Dãy núi ôm hồ, hồ chảy quanh núi. Cho dù là trong thiên võ giới cũng khó gặp cảnh này. Lý Vân Tiêu nói. Đây là sơn mạch, mà hồ nước này lớn tới mức thần thức không nhìn thấy điểm cuối cùng, cả vùng núi này rộng bao nhiêu. Vi Thanh cùng Tiểu Hồng vẫn không bắt được trọng điểm, nhất thời không nói chuyện. Rốt cục trở lại ma giới. Đột nhiên có giọng nói già nua vang lên, ngữ điệu du dương, bao hàm có một tia thâm tình, lại nghi ngờ nói. Đây là địa phương nào? Sắc mặt Vi Thanh khẽ biến, hắn xoay đầu nhìn qua vai trái. Một đám ma khí vươn ra bao phủ vai trái của hắn, bên đó là một cọng dây leo quấn vải vòng quanh vai Vi Thanh. Trên dây leo xuất hiện đóa hoa, chính là đầu của Yết, gương mặt dữ tợn nhìn phía trước, trong mắt đầy hưng phấn, nói. Ha ha ha, phu, năm đó ngươi phong ấn ta trong âm dương nhị khí bình, muốn ta chậm rãi suy kiệt mà chết, ai biết ta không chỉ không chết, hơn nữa lại trở về. Trong năm tháng dài rằng giặc này, chết là ngươi a, ha ha ha. Hắn hưng phấn cười to, trong âm thanh mang theo thê lương. Ba người nghe hắn cười, dù sao cho dù đổi lại là ai, trải qua nhiều năm như vậy mới quay trở về đều kích động như thế. Hơn nữa ba người vẫn muốn biết phu trong lời Yết là ai, mà tên này hơn phân nửa chính là Thánh Ma. Sau một lúc, cảm xúc của Yết mới ổn định lại, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Vi Thanh nói, Yết đại nhân, người có nhận ra nơi này không? Yết quan sát một lúc, nói, ma giới to lớn, hơn gấp 10 lần thiên võ giới, tùy tiện đi một nơi làm sao mà nhận ra. Vi Thanh nói, dù sao đại nhân cũng có phương hướng A, nếu không chúng ta chạy đi đâu. Yết nói, vùng núi này cực lớn, có lẽ không phải vô danh trong ma giới, nếu như nhìn toàn cảnh ta cũng có thể thấy một hai. Về phần hóa cốt ma lân ở đâu, chờ ta khỏi vùng núi này ta sẽ nói với các ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, tốt, bắt đầu rời khỏi đây thôi. Ba người hóa thành hào quang bay về phía hồ nước. Lập tức hồ nước nổi sóng tách ra làm hai. Dùng độn thuật của ba người, mặc dù là khoảng cách trăm dặm cũng qua rất nhanh, nhưng bay trong hồ nước nửa nén nhang vẫn thấy nó vần quanh dãy núi, không có đi ra khỏi đây. Nếu không phải thần thức của Lý Vân Tiêu rất mạnh, trong thiên hạ này ảo thuật và trận pháp có thể mê hoặc hắn rất ít, mấy người bọn họ còn cho rằng mình lâm vào ảo cảnh. Đột nhiên Yết mở miệng nói. Vùng núi này ung dung cổ xưa, hồ nước xanh biếc óng ánh. Sợ rằng đây là di tích cổ. Loại địa phương này ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, các ngươi cẩn thận đi. Ba người cảnh giác, Lý Vân Tiêu biến sắc, hai ngón điểm vào mặt hồ. Xuy. Mặt hồ bị chỉ quang của hắn cắt ra, dường như bắn vào cơ thể cái gì đó, sau tiếng trầm đục là ma khí bay ra. Hơn nữa cả hồ nước đổi màu, từ xanh biếc óng ánh biến thành đen như mực, rất nhiều ma khí quay cuồng. Một thủy tiễn bắn ra. Nó bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu, dường như có ý báo thù. Lý Vân Tiêu không trốn không né, lúc thủy tiễn bắn tới hắn dùng ngón tay đón đỡ, chỉ nghe tiếng phốc vang lên, thủy tiễn tán loạn, trong tay xuất hiện chất lỏng màu đen, nó giống như mực nước. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, thủy tiễn vốn không mày, nhưng nồng độ ma khí cực cao, cho nên nhìn qua giống như mực nước. Sau thủy tiễn này là hàng tỷ thủy tiễn khác bắn ra ngoài, chúng bao phủ cả thiên địa. Mấy người biến sắc, không ngừng bấm niệm pháp quyết ngăn cản. Cũng may tuy số lượng thủy tiễn khổng lồ, nhưng uy lực không lớn, mọi người cảm thấy không có gì khó khăn. Lý Vân Tiêu tiện tay đánh ra một đám kiếm giới, vây hắn kính không kẻ hở, lúc vạn kiếm hóa thành kết giới, tạo nên vô số gợn sóng, nhưng không có bị công phá. Tiểu Hồng dẫm lên một đóa tâm diễm, thủy tiễn chưa tới gần đã bốc hơi đi.
Vi Thanh càng nhàn nhã, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, hắn khoanh tay đứng đó. Ma Yết trên vai thả ra rất nhiều dây leo ngăn cản công kích. Những thủy tiễn này không ngừng đánh tới trước mặt, giống như vô cùng vô tận, cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc là quái vật gì mà lợi hại như thế? Lý Vân Tiêu phân thần, hắn quan sát liền cả kinh. Dưới mặt hồ không biết từ khi nào xuất hiện mấy bóng dáng, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nổi lên lặn xuống, đi theo ba người Lý Vân Tiêu, thủy tiễn là những bóng dáng này phát ra. Những người còn lại nhìn qua mặt hồ, đột nhiên đồng tử yết co rút lại, nhìn chằm chằm vào mấy bóng mờ, hắn hoảng sợ, ngay cả ma đằng cũng run rẩy không dứt, nghẹn ngào kêu lên. Phệ giới ma. Khi yết kêu lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, phá vỡ mặt hồ bay ra. Xíu. Bóng dáng không ngừng lóe lên, cả thân ảnh hóa thành mũi nhọn lao tới trước mặt Lý Vân Tiêu, ma quang sáng ngời, tiếng xé gió vang lên. Lý Vân Tiêu đưa tay kết ấn ngăn cản bóng dáng lao tới, thậm chí kết giới xuất hiện vài vết rách, nhưng lúc này bóng dáng đã dừng lại. Cho dù chưa dùng toàn lực, nhưng Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, lúc này không ngừng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Lúc này trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện quang cầu màu trắng, tứ chi ngắn nhỏ, có một đầu nhỏ nhắn, nó không ngừng kêu xèo xèo, không ngừng giãy giụa, nó dùng con mắt đỏ thẫm nhìn qua bốn người. Trên người nó không ngừng có ma khí rót vào. Đây là phệ giới ma. Yết mở to mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu kia, hắn quát. Rốt cuộc đây là nơi nào? Vậy mà sẽ có phệ giới ma tồn tại. Lý Vân Tiêu ba người âm trầm, nghe nói như thế, hiển nhiên đây không phải thứ gì tốt lành. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nhìn qua bóng trắng, lông màu trắng xù lên, cảm giác như con chuột, dường như cũng không có lợi hại gì lắm. Vi Thanh cũng nói. Yết đại nhân có tính sai hay không? Yết lắc đầu nói. Không có, đây là phệ giới ma. Nhưng mà loại màu trắng này chỉ là cấp thấp nhất, nhưng dù vậy cũng rất đáng sợ. Tên như ý nghĩa, chúng có thể thôn phệ lực lượng giới lực. Trong mắt Yết bắn ra hào quang, nói. Nếu có thể thôn phệ chúng với số lượng lớn, như vậy rất có lợi. Bởi vì chúng thôn phệ giới L, ực, nếu như các ngươi thôn phệ nhiều loại như thế này, như vậy mặc dù không có nghe hồng thạch cũng có thể thích ứng giới lực ma giới. Lý Vân Tiêu nghe xong tâm thần khẽ động, có chút kiêng kỵ nhìn hắn, nói. Đã lợi hại như vậy, ngươi ăn có thể khôi phục thực lực đúng không? Yết lắc đầu, nhìn qua viên cầu màu trắng, trong mắt mang theo thần thái xem thường, dường như không đặt vào mắt, cười nói. Những thứ này lực lượng quá thấp, không khác gì ăn hung hồn sát, chỉ là ẩn giới lực mà thôi, không có tác dụng với ta. Phệ giới ma có trắng, xanh lam, xanh đen, tím đậm và đen như mực. Nếu muốn khôi phục thực lực, ít nhất cũng phải là phệ giới ma màu tím đậm mới được. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên lòng lại, hắn hứng thú với ma vật trong tay, tùy ý giết chết, ném vào trong hồ. Oanh! Đột nhiên mặt nước chấn động, vô số thủy tiễn phóng thẳng lên trời, từng đạo thân ảnh vây quanh bốn phía, vô số con mắt đỏ tập trung mọi người. Những phệ giới ma này giống như kiến, nhanh chóng tụ tập lại, tuy thực lực chỉ sánh ngang thập phương hung hồn sát. Nhưng dầu gì cũng là phệ giới ma, mà số lượng của chúng quá khổng lồ, rậm rạp chằng chịt, làm cho da đầu người ta run lên. Yết nói thầm cái gì đó, liếc mắt nhìn đám phệ giới ma, ánh mắt nhìn qua đáy hồ, không ngừng tìm kiếm, dường như đang tìm cái gì đó. Đám người Lý Vân Tiêu cũng không chú ý tới hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không dám chủ quan, những phệ giới ma dùng thân hóa thành mũi tên, cũng không phải là những thủy tiễn vừa rồi có thể so sánh. Lý Vân Tiêu ma khí hóa nhận, chảm chết mấy lượt phệ giới ma, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hắn nhìn qua Vi Thanh, cười nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe Yết nói, nếu có thể thôn phệ số lượng lớn thứ này, như vậy có lợi với tu vị, mặc dù đối không có tác dụng với hắn, nhưng với ngươi lại khác, có dám thử hay không? Sắc mặt Vi Thanh khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Người nhu nhược, không dám ăn cứ việc nói thẳng. Kỳ thật hắn không biết ăn thứ này sẽ có hiệu quả gì, nhưng Lý Vân Tiêu vừa nói, thuận thế nắm lấy một viên cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu, nội tâm xoắn xuýt. Vi Thanh nhét nó vào trong miệng, nhai cũng không có nhai, trực tiếp nuốt xuống. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi. Như thế nào? Vi Thanh nhíu mày, trán nhíu thành hình chữ xuyên, gương mặt khó chịu. Nhưng qua một lát ánh mắt sáng ngời. Vật kia vào bụng liền hòa tan. Biến thành lực lượng cọ rửa cả kỳ kinh bát mạch, không chỉ ma khí thuần túy hơn, năng lực cảm ngộ giới lực ma giới tăng lên nhiều.
Nhìn phản ứng của Vi Thanh, Lý Vân Tiêu vui vẻ, biết rõ thôn phệ phệ giới ma có hiệu quả như Yết nói. Tiểu Hồng cũng vươn tay ra, thuận tiện bắt lấy một con. Nàng nhíu mày, nói. Thứ này nuốt trực tiếp sao? Ngay cả da và xương cũng ăn, thật buồn nôn. Yết cười khẩy nói. Nếu ghét đừng có ăn, ma tộc chúng ta từ trước đến nay đều ăn sống nuốt tươi, đương nhiên ngươi có thể cắn từng miếng, bôi chút muối hay gia vị, nướng lên lại ăn. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng nghe hắn nói chuyện phiếm, ma tộc đều là ma khí ngưng tụ thành, không có thân thể, làm gì có da và xương. Tiểu Hồng nghĩ một hồi, cảm thấy cũng phải, lạnh lùng chừng Yết sau đó cắn phệ giới ma trong tay. Phương pháp ăn của nàng còn hung tàn hơn Vi Thanh rất nhiều, nàng cắn một nửa phệ giới ma, đoạn bị cắn không có máu tươi như tưởng tượng, chỉ có ma khí màu đen tỏa ra. Tiểu Hồng nhai vài lần và nuốt vào bụng, vị của nó không có gì, chỉ là một đám năng lượng mà thôi. Bản thân nàng là thải hồng thạch hóa linh, xem như ma tộc thuần túy, thôn phệ phệ giới ma càng triệt đệ, hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều. Ánh mắt của nàng vui vẻ, nói. Yết nói không sai. Lý Vân Tiêu cũng nuốt xuống, lúc này sắc mặt vui vẻ. Phải biết rằng tới cấp độ của bọn họ, thiên tài địa bảo có thể tăng tiến tu vị càng khó cầu, nhưng nuốt như vậy quá lãng phí. Lý Vân Tiêu nhìn qua đám phệ giới ma màu trắng, ánh mặt hưng phấn. Nếu như những vật này đều cho hắn, luyện hóa thành đan dược, phân cho người thiên võ minh, đến lúc đó giúp nhiều người thích ứng giới lực của ma giới, như vậy sẽ có lợi trong ma chiến. Hai tay hắn kết ấn, tử lôi hiện ra, tụ tập vào trong tay Lý Vân Tiêu, lập lòe bất định. Hai ngón tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt tử lôi bắn ra ngoài, hóa thành vô số điện quang màu tím, bắn vào trong đám phệ giới ma, lập tức chết từng mảng lớn. Trong lòng của hắn vui vẻ, lại vận dụng giới thần bi, hào quang vạn trượng lóe lên, lập tức hấp thu đám phệ giới ma vào trong đó. Xíu! Đám phệ giới ma sôi trào, chúng gào lên đầy tức giận, rất nhiều phệ giới ma hóa thành mũi tên, ánh mắt đầy lửa giận muốn giết Lý Vân Tiêu. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nhạt, hai tay hợp nhất, tử lôi ngưng tụ lại với nhau, kết thành lôi tường kéo dài 7-8 trượng. Bành! 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 Đám phệ giới ma chạm vào lôi tường, hoàn toàn không sinh ra chút rung động nào, toàn thân run lên, bị điện giật chết. Trong khoảnh khắc, Lý Vân Tiêu hấp thu hơn 100 thi thể phệ giới ma. Những viên cầu này trí tuệ quá thấp, muốn bắt chúng quá dễ dàng. Nhìn phệ giới ma biến mất một mảng, Vi Thanh cả kinh, hắn kịp phản ứng, nói với Yết. Không thể bị thằng này chiếm tiện nghi, mau ra tay giúp ta. Dứt lời trực tiếp tế âm dương nhị khí bình ra. Hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, âm dương nhị khí sinh ra, lập tức hấp thu rất nhiều. Yết cũng ra tay, ma đằng quét qua chung quanh, bắt được không ít. Yết cười thầm nói với Tiểu Hồng. Ngươi cũng chướng mắt những vật này. Mấy người chủ động ra tay, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, Tiểu Hồng cũng ăn xong nửa còn lại. Nghe Yết nói thế, Tiểu Hồng kịp phản ứng, lập tức tức giận dậm chân, vô số đóa tâm diễm bay vào trong đám phệ giới ma. Lập tức bao vây một đám lớn phệ giới ma. Không qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đã thu rất nhiều, cũng không tranh đoạt với Tiểu Hồng, lôi điện chi lực trực tiếp chụp vào trong đám âm dương nhị khí. Vi Thanh nhìn hắn, mắng. Đường đường minh chủ thiên võ minh, vậy mà ăn trộm của người khác, ngươi để người khác nhìn ngươi thế nào? Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, lôi điện chi lực bắn ra mãnh liệt, nói. Ở đây đều là người nhà, thấy thế nào ta không quan tâm. Hắn cũng không biết xấu hổ, bộ dáng lưu manh, người có thể làm gì được ta. Da mặt Vi Thanh run lên, sắc mặt âm trầm, đánh vài thủ ấn vào trong âm dương nhị khí bình. Khi đám viên cầu màu trắng chung quanh càng ngày càng ít, ba người không đơn thuần là bắt, thậm chí còn cướp đoạt lẫn nhau, cướp đỏ mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng trên trời đặc biệt hỗn tạp, màu sắc rực rỡ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, ánh mắt nhìn qua bên trái. Đột nhiên ở đó có ma quang chấn động không gian, không ngừng rung động rất mạnh. Nhưng hắn vẫn bắt được điểm bất thường, hai ngón hóa thành tử lôi, giống như thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía đó. Xuy, lôi quang va chạm sinh ra tiết điểm, lập tức bị ngăn cản, tử lôi đánh vào nơi đó. Bành, ma quang chấn động, lúc này có màu xanh đen xuất hiện. Lý Vân Tiêu nhìn qua chỗ hào quang chấn động, trực tiếp kéo từ trong hư không ra. Đây là cái gì? Vừa thấy vật này,
rốt cuộc Lý Vân Tiêu không quan tâm đám viên cầu màu trắng, năm ngón tay nắm cổ của nó. Vật kia toàn thân xanh đen, đầu như thuồng luồng, trên người có lân phiến bao phủ, miệng của nó đầy răng nanh dữ tợn, long ngừng giãy giụa trong tay Lý Vân Tiêu, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Tam cấp phệ giới ma. Yết biến sắc, hắn kích động nói. Đây chính là phệ giới ma vương. Có nhiều phệ giới ma cấp thấp ở đây, tất nhiên sẽ có một hai con đẳng cấp cao thống soái chúng. Hai mắt của hắn tỏa sáng, liếm liếm bờ môi, thập phần thèm thuồng nhìn con màu xanh đen. Những con màu trắng có tác dụng quá nhỏ với hắn, nhưng tam cấp phệ giới ma lại là thuốc bổ với hắn. Đây chính là tam cấp phệ giới ma. Vi Thanh ngạc nhiên nhìn ma vật trong tay Lý Vân Tiêu. Yết khát vọng không chút che giấu, kích động nói. Đúng vậy, thực lực của ta ngã xuống, tứ cấp phệ giới ma là thuốc bổ tốt nhất, nhưng tam cấp có thể giúp ta khôi phục không ít. Phải biết tới cảnh giới của bọn họ, thứ có thể giúp khôi phục thực lực cực kỳ chân quý. Đương nhiên Lý Vân Tiêu không có khả năng đem phệ giới ma cho hắn, hắn cười nói. Nếu là như vậy, thứ này ăn càng nhiều càng tốt. Vi Thanh và Tiểu Hồng hai người nghe vậy cũng nghiêm túc, đều hâm mộ ghen ghét nhìn vật trong tay Lý Vân Tiêu, trong lòng có phần ảo não. Lúc trước chính là Lý Vân Tiêu đi đầu cơ, lần này lại là hắn. Hơn nữa theo lời Yết nói, trong không gian này còn có một đám tam cấp phệ giới ma, Lý Vân Tiêu vừa ra tay là một con, hiển nhiên còn có nữa. Con phệ giới ma kia điên cuồng giãy giụa, vô số đạo ma khí từ khe hở lân phiến tỏa ra. Những ma khí này công kích có thể sánh ngang ma quân cấp thấp, nhưng ma khí công kích còn chưa hình thành đã bị tử lôi của Lý Vân Tiêu áp chế. Có chút năng lực. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay hắn khóa phệ giới ma trong tay, nói. Tam cấp phệ giới ma cũng không phải rất mạnh. Yết gật đầu nói. Những tam cấp phệ giới ma này có lực lượng tương đương ma quân cấp 1, nếu số lượng đủ nhiều sẽ làm người ta đau đầu. Lý Vân Tiêu thoáng thất vọng nói. Xem ra hồ nước này cũng không có gì đặc thù. Hắn cảm thán như vậy, lọt vào trong tay Vi Thanh cùng Tiểu Hồng lại là được tiện nghi còn khoe mẽ, nhất là Vi Thanh. Hắn hận không thể đoạt lấy tam cấp phệ giới ma. Ánh mắt phệ giới ma xanh đen oán độc nhìn qua Lý Vân Tiêu, lân phiến mấp mái, hiển nhiên vận dụng ma khí công kích, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn nó một hồi, trực tiếp chụp chết nó, một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra mấy ấn quyết, lập tức luyện hóa nó. Qua một lát tam cấp phệ giới ma hóa thành một đám ma khí. Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Lý Vân Tiêu giơ tay lên. Lập tức hấp thu ma khí vào bụng. Lực lượng của tam cấp phệ giới ma còn mạnh hơn đám màu trắng rất nhiều, sau khi hấp thu cảm nhận ma khí gia tăng còn tốt hơn trước nhiều. Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng thầm, tùy ý luyện hóa một con đã có hiệu quả như vậy, nếu có nhiều tam cấp phệ giới ma, bắt toàn bộ chúng luyện hóa, như vậy sẽ có hiệu quả kinh người. Lý Vân Tiêu chân thành thỉnh giáo nói. Yết đại nhân, ở đâu có thể tìm được đám tam cấp phệ giới ma này? Sắc mặt Yết trầm xuống, hừ một tiếng, nói. Ngươi xem vật này là hàng ven đường sao? Năm đó ta tung hoành ma giới, tìm khắp thiên hạ danh sơn động thiên, di tích cổ di địa, cũng không tìm được mấy chỗ. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, cũng từ chối cho ý kiến, ánh mắt tìm kiếm trong đáy hồ, hiển nhiên hy vọng có phát hiện. Yết cười lạnh nói. Đừng nhìn, phệ giới ma đến tam cấp có thể phá vỡ hư không, tự hành xuyên qua không gian. Không nhất định sẽ ở đáy hồ. Lý Vân Tiêu ngẫm lại cũng phải, tam cấp phệ giới ma này là phá hư không đến công kích hắn. Vì vậy ánh mắt của hắn bỏ qua đáy hồ, cũng không có quá mức chấp nhất. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt ba người biến hóa, dường như cảm ứng được cái gì. Rung động ông ông sinh ra, nước sông chấn động, lúc này không chỉ có một con phệ giới ma xanh đen xuất hiện. Trong nháy mắt rất nhiều phệ giới ma xanh đen từ bốn phương tám hướng lao tới. Lân phiến mở ra, ma khí tung hoành, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt tấn công bốn người. Cái gì? Ba người nhìn qua đám tam cấp phệ giới ma, vốn kinh ngạc sững sờ, sau đó là mừng như điên. Những phệ giới ma này trong mắt bọn họ trở thành món ngon quý hiếm, mỗi một con đều có sức hấp dẫn kinh người. Hơn nữa tam cấp phệ giới ma cũng chỉ tương đương ma quân cấp 1 mà thôi, tính công kích tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói. Muốn ra tay đánh chết cũng không phải chuyện khó khăn gì. Yết mừng như điên, thực lực của hắn giảm xuống nhiều năm như thế, vẫn dựa vào chậm rãi hấp thu ma khí khôi phục, không tìm thấy thuốc bổ gì.
mà đám tam cấp phệ giới ma lại không phải thuốc bổ, nhưng hiệu quả còn tốt hơn xa thập phương hung hồn sát. Ha ha, quá tốt. Ít mừng như điên, dây leo trên người không ngừng vươn dài ra, chúng đan xen với nhau tạo thành tấm lưới bắt tam cấp phệ giới ma. Mà tấm lưới bao phủ phệ giới ma bộc phát ma khí ăn mòn dây leo. Ít cười dữ tợn, hắn bắt ấn quyết, vô số gai màu đen bén nhọn sinh ra, mỗi một cây đâm vào người phệ giới ma. Lý Vân Tiêu cũng không cam lòng rớt lại phía sau, chu hắn phóng nhiều tử lôi ra, một kích đánh chết mấy con phệ giới ma. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu, lần này xem ai thu nhiều hơn. Nói về thu nạp vạn vật, không có gì vượt qua âm dương nhị khí bình. Vi Thanh cười ha hả, khó chịu quét sạch. Lý Vân Tiêu không quan tâm tới hắn. Vi Thanh cười đắc ý, lúc này cầm âm dương nhị khí bình thu tam cấp phệ giới ma. Rất nhiều phệ giới ma bị bắt đi, phun ma quang ra ngoài bao phủ bản thân, tiến vào trạng thái bảo hộ chống lại lực hút. Sắc mặt Vi Thanh biến hóa, lực lượng tam cấp phệ giới ma mạnh hơn đám cấp thấp lúc trước rất nhiều, cho nên có lực chống cự âm dương nhị khí rất mạnh, tuy bị hút đi nhưng tốc độ rất chậm. Nóng vội nhất chính là Tiểu Hồng, tâm diễm dù phân hóa ngàn vạn, nhưng mà thực lực của nàng không bằng Lý Vân Tiêu, một khi khuếch tán ra, hiệu quả rất thấp. Sắc mặt Tiểu Hồng âm trầm, ánh mắt lập lòe bất định. Đến trình độ của bọn họ, trừ bế quan khổ tu và đạt cơ duyên ra, có rất ít thiên tài địa bảo có thể gia tăng tu vị. Cho nên cơ duyên trước mặt chính là cơ hội ngàn năm có một. Ý niệm tới đây, sắc mặt Tiểu Hồng phát lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang. Dường như hạ quyết tâm nào đó. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang bắn ra khỏi mi tâm, ẩn ẩn có bóng đen xoay tròn trong đó. Bóng đen trong kim quang không ngừng xoay tròn, thời điểm này kim quang thu liếm, một tòa tháp cao hiện ra. Lý Vân Tiêu đang vui vẻ thu thập phệ giới ma, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt hơi cả kinh, xoay người nhìn qua tòa tháp, lập tức nhận ra, hoảng sợ nói. Cổ thần chiến trường. Tuy thập phần kinh ngạc, nhưng nghĩ tới cái gì, cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Tuy lúc trước cổ thần chiến trường bị nghiền nát, nhưng chủ thể tháp vẫn trong tay đế quân, về sau đế quân bị đệ dạ nuốt, cổ thần chiến trường nằm trong tay đế dạ. Mà Tiểu Hồng và đế dạ dung làm một thể, tự nhiên thánh khí nằm trong tay của Tiểu Hồng, nhưng chưa thấy hắn thi triển ra. Trên mặt Tiểu Hồng cười lạnh, cổ thần chiến trường văng ra, thân tháp bát giác lung linh, tiếng lục lạc vang lên, song âm chấn động. Phệ giới ma trong phạm vi 10 trượng bị chấn nhiếp. Sau đó hơn trăm ấn quyết đánh vào thân tháp, một đám kim quang bắn ra, những phệ giới ma này bị ma âm giết chết. Tiểu Hồng vui mừng không thôi, kích động bấm niệm pháp quyết, thân ảnh không ngừng tỏa ra hào quang sáng ngời. Những thi thể phệ giới ma chết đi lập tức bị cổ thần chiến trường thu vào. Kỳ thật nàng trước kia không vận dụng cổ thần chiến trường, cũng bởi vì cổ thần chiến trường hư hao quá nghiêm trọng. Lâu ngày tới nay, thật vất vả chữa trị không sai biệt lắm, nhưng vẫn ẩn giấu thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể vận dụng. Nhưng mà thời điểm này cũng bất chấp át chủ bài áp đáy hòm, trực tiếp lấy ra dùng tranh đoạt tài nguyên. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bốn người hưng phấn không bao lâu, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Vừa rồi liều mạng giả cướp đoạt tài nguyên, lúc này giết hơn trăm con tam cấp phệ giới ma, thể lực suy kiệt, bắt đầu có phần lực bất tòng tâm. Mà hơn trăm tam cấp phệ giới ma vẫn phá không bay tới, không biết đâu là cuối cùng. Sắc mặt Yết vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, ở đây có nhiều tam cấp phệ giới ma như vậy nhất định có tứ cấp phệ giới ma thống lĩnh bọn chúng. Lý Vân Hà cả kinh nói. Tứ cấp, thực lực tứ cấp là. Yết trầm giọng nói. Đẳng cấp thực lực phệ giới ma nhất trí với cấp bậc thực lực của ma giới. Dùng đó suy ra. Tứ cấp phệ giới ma tương đương với ma quân cấp 2, cũng tương đương hư cực ở thiên võ giới. Sắc mặt ba người biến hóa, trạng thái của bọn họ hiện tại, gặp phải ma quân cấp 2 là lực bất tòng tâm. Huống chi thực lực của đám phệ giới ma này còn mạnh hơn ma quân không ít. Lý Vân Tiêu an ủi mọi người, nói. Không cần sợ, cho dù là một tứ cấp phệ giới ma cũng không sao. Chúng ta liên thủ sẽ không có chuyện gì. Vừa dứt lời, cả thiên địa run lên. Ngay cả hồ nước cũng chấn động kịch liệt. Dường như hư không đang bị xuyên qua, lực lượng rất mạnh, còn hơn xa đám tam cấp phệ giới ma này. Ba người dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Vi Thanh tức giận nhìn Lý Vân Tiêu, mắng. Ngươi là mỏ quạ đen.
chúng ta sớm muộn gì cũng chết bởi cái miệng thúi của ngươi. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu không tâm tư đấu võ mồm, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khu vực chấn động, trong bàn tay có tử lôi xuất hiện. Trong vòng xoáy không gian kia có tích dịch nhân đi ra. Tích dịch nhân có màu xanh đậm, trên người có một tầng dịch nhảy bóng loáng, dịch chảy ra rất buồn nôn. Cùng lúc đó chúng khác với đám phệ giới ma, tứ cấp phệ giới ma xem như có linh trí nhất định, con mắt màu xanh của nó nhìn đám người Lý Vân Tiêu, trong đó mang theo hung uy và phòng bị. Đột nhiên thân thể một con tứ cấp phệ giới ma sụp xuống, chậm rãi tụ lực. Ánh mắt của nó nhìn vào tử lôi trên tay Lý Vân Tiêu. Oa! Tứ cấp phệ giới ma tức giận, thân thể biến mất, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, vung một chảo đánh tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, năng giơ trưởng lên nghênh tiếp, nhưng bị chấn động làm khí huyết quay cuồng, liên tục lui về sau, đủ thấy một chảo này uy lực kinh người cỡ nào. Lý Vân Tiêu cũng thầm giật mình, nhìn chảo của tứ cấp phệ giới ma, chảo này dài nhỏ, chính giữa không có màng liên kết, móng tay sắc bén có ma khí bao phủ. Một kích vừa rồi còn mạnh hơn cả ma quân cấp 2. Phệ giới ma đánh một kích xong cũng không phản kích, mà bắt đầu cảnh giác nhìn đám người Lý Vân Tiêu. Bọn họ cũng cẩn thận đề phòng tứ cấp phệ giới ma, trong hư không lại có khí tức cường đại truyền tới, hơn nữa không chỉ có một. Đám người nhìn thấy thế, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xám như tro. Chỉ thấy trong hư không có 7 con tứ cấp phệ giới ma đi ra, bao vây bọn họ vào trong. Ánh mắt lăng lệ dò xét 4 người, hơn nữa từ thần thái trong mắt của chúng, mặc dù chúng linh trí không cao nhưng đã có trí khôn nhất định. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Đám người Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân phát lạnh, nội tâm như chìm vào đáy cốc. Yết nói, có phiền toái, nơi đây xuất hiện nhiều tứ cấp phệ giới ma như vậy, chứng minh đẳng cấp phệ giới ma nơi này không phải tứ cấp, khẳng định còn có ngũ cấp sánh bằng ma tôn. Tuy vẻ mặt của hắn ngưng trọng, nhưng trong mắt bắn ra hào quang, đang nghĩ tới gì đó. Nếu hắn có thể đạt được hoặc thôn phệ giới ma ở nơi này, tu vị ít nhất sẽ khôi phục một nửa. Mọi người không cần sợ, đây là chuyện tốt, cũng không cần đi tìm hóa lân ma cốt. Lý Vân Tiêu cũng có suy nghĩ này, liếm môi dưới, vui đùa nói. Chỉ cần thu thập 8 con tứ cấp phệ giới ma trước mặt, sau đó thôn phệ giới ma sánh ngang ma tôn kia, có thể trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh. Phi Thanh cười lạnh nói. Tuy nói rất có đạo lý, nhưng mà không biết là ai ăn ai đâu. Tiểu Hồng trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Lúc này Lâm vào trầm mặc, cũng không ai biết nên làm gì bây giờ, gặp phải tình cảnh Lâm nguy như thế, đầu óc cũng khó nghĩ. Thiết nhìn qua 8 con phệ giới ma màu tím, nuốt nước miếng, nói. Cũng không phải không có biện pháp, dùng thực lực chúng ta muốn thắng cũng không khó. Sợ là sợ con ngũ cấp phệ giới ma đang nấp trong bóng tối, nếu như đột nhiên xuất hiện đánh lén, không ai trong chúng ta ngăn cản được. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói. Ngũ cấp phệ giới ma, xác định. Thiết nhìn hắn một cái, nói. Tự nhiên, nếu sau lưng chúng không có vương giả chỉ huy, ngươi cho rằng bọn chúng thành thật đứng đây nhìn ngươi sao? Lý Vân Tiêu nhìn đám tứ cấp phệ giới ma dục dịch chung quanh, còn có tam cấp phệ giới ma giàn trận đón địch, trong lòng biết Thiết nói không sai. Tứ cấp phệ giới ma có đầy đủ linh trí, cẩn thận tạm thời không ra tay còn nói được, nhưng vẫn không ra tay là kỳ quái. Vì vậy hỏi, đại nhân có biện pháp ứng phó không? Thiết gật gật đầu, nói. Tự nhiên là có, ta giúp các ngươi lược trận, các ngươi đối phó tam cấp phệ giới ma. Có ta ở đây trấn nhiếp, con vương giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự đột nhiên ra tay, ta có thể ứng phó được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tự nhiên chúng ta tin tưởng thực lực Yết đại nhân, nhưng ta có vấn đề, 8 con phệ giới ma này, Yết đại nhân đều không cần sao. Yết nhìn hắn, nói. Tự nhiên là cần. Ta lược trận chẳng lẽ không tính là xuất lực sao? Tự nhiên cũng phải phân, 4 người chúng ta, mỗi người 2 con. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nếu có thể giết chết đám tứ cấp phệ giới ma, phân phối như thế ta không có ý kiến, nhưng mà. Yết mắt trợn trắng, khẽ nói. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà thực lực Yết đại nhân cường đại, chỉ lược trận thật sự là phung phí của trời. Lý Vân Tiêu vô cùng đau đớn địa cảm khái xong, nháy nháy mắt nói. Không bằng đại nhân cùng ra tay với chúng ta, như vậy chẳng những phần thắng lớn chút, cũng có thể cho con ngũ cấp phệ giới ma chiêm ngưỡng thực lực của ngươi một chút. Sắc mặt Yết biến hóa,
vội nói. Không thể, bởi vì thực lực bổn tọa mạnh nhất, cho nên ta sẽ đối phó vương giả của chúng. Bởi vì cái gọi là tướng đấu tướng, binh đấu binh, đạo lý này ngươi từng nghe qua chưa? Tướng đấu tướng, binh đấu binh, nói như vậy, Yết đại nhân là tướng, chúng ta chính là binh trong tay ngươi sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu âm trầm, cười lạnh nói. Thì ra Yết đại nhân vẫn xem chúng ta là tiểu lâu la. Sắc mặt Yết âm trầm, vô cùng phiền muộn, biết rõ Lý Vân Tiêu đang cố ý gài mình, nhưng thời điểm này hắn không thể quá cường ngạnh, chỉ có thể nói. Chỉ nói như vậy mà thôi, tự nhiên không phải. Vi Thanh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, lần này rõ ràng khó có được cùng chung trận tuyến với Lý Vân Tiêu, nói. Lý Vân Tiêu nói đúng, đại nhân nên cùng xuất thủ với chúng ta, dù sao thực lực tám con phệ giới ma rất mạnh, thực lực của chúng ta khó chống lại. Bọn họ lúc ở thiên võ giới đều là nhân vật phong vân hiển hách, đều có chủ kiến rất mạnh, không có khả năng khuất phục người. Còn nữa, từ khi tiến vào ma giới, Vi Thanh rõ ràng cảm giác được ít sinh động, hơn nữa có cảm giác không thể khống chế, dường như đã vượt qua mình khống chế. Nếu hiện tại Yết cũng phản bội hắn, hắn không có chút biện pháp nào cả. Cho nên từ đồng tâm nhất trí biến thành có khoảng cách. Dường như Yết phát hiện ra biến hóa này, giận tái mặt nói. Ngươi không tin ta. Vi Thanh lạnh nhạt nói. Tín nhiệm được thành lập từ hành động thực tế của cả hai. Mà không phải thành lập ở trên miệng. Hắn nói như vậy đã tỏ thái độ của mình. Hừ, Yết cực kỳ không vui, trà sát hai tay vài cái, ma quang trên người lập lòe, nói. Đã như vậy, một người đối phó hai, như thế có bị ngũ cấp phệ giới ma đánh lén thì đứng trách ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là tự nhiên, nếu như ai bị đánh lén, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, hơn nữa nếu đổi lại ta là ngũ cấp phệ giới ma, ta nhất định sẽ đánh lén người thực lực mạnh nhất. Ha ha, không biết trong chúng ta ai có thực lực mạnh nhất đây? Gương mặt Yết run rẩy, kêu lên một tiếng. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu nói chính xác, tuy thực lực của hắn giảm xuống, nhưng uy thế thánh ma vẫn còn. Ngũ cấp phệ giới ma cũng không có đi ra, rất có thể trở ngại uy thế của hắn, cho nên có đầu rút cổ không xuất ra, mà là chờ thời cơ đánh lén. Nếu quả thật đánh lén, đứng mũi chịu sào nhất định là hắn. Quả nhiên, gương mặt Yết nhìn chung quanh. Tám con phệ giới ma màu tím đang nhìn hắn, hung quang lập lòe trong mắt, trong miệng không ngừng phun bọt biển màu tím. Trong lòng Yết sinh ra cảm giác bực bội, chán ghét nhíu mày, trong hai mắt bắn ra lệ quang, cắn răng nói. Theo ý kiến của các ngươi, tám con này làm sao phân phối? Lý Vân Tiêu cười nói. Là muốn ta phân phối sao? Vậy tại hạ sẽ làm việc đáng làm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng có chút sơ lên. Tuy tám con phệ giới ma này đều là tứ cấp, hơn nữa khí thế nhìn ra không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt thật lớn. Những khác biệt tuổi, cường độ thân thể, hô hấp, thậm chí ánh mắt và màu sắc da thịt. Không chỉ có Vi Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn không ra, thậm chí ngay cả Yết cũng nhìn không ra, nhưng dưới diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu thì không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Hắn tùy ý chỉ điểm, nói. Con này, ta, con kia. Vi Thanh đại nhân, còn con này. Hắn liên tục chỉ ra, rốt cục phân phối tốt 8 con, nhìn như tùy ý phân phối, trên thực tế hắn phân 2 con lực lượng yếu nhất cho mình. Tiếp theo là Tiểu Hồng cùng Vi Thanh, mà Yết được phân phối 2 con mạnh nhất. Vi Thanh cau mày nói. Mỗi người đối phó 2 con là đúng rồi, không cần phiền toái như vậy. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng nếu Yết đại nhân bảo ta phân phối, ta cũng chỉ cố mà làm. Hắn nhún nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ. Yết cảm thấy có cái gì đó, lại nói không ra là cái gì, bực bội nói. Yết nói nhảm, động thủ. Tiếng nói còn chưa dứt, dây leo trên người tỏa ra như mạng nhện, hướng Lý Vân Tiêu chỉ định 2 đầu phệ giới ma chộp tới. 8 con tứ cấp phệ giới ma dường như bất động, chúng nhìn ma đằng. Siêu, siêu, xíu. Dây leo của Yết đánh tới. Nhưng lại không đánh chúng con nào. Cái gì? Mấy người đều chấn động, phải biết rằng những dây leo của Yết ngay cả Mộng Linh chân quân cũng bị vây khốn, nhưng lần này lại vô dụng. Đây là tốc độ kinh người cỡ nào? Coi chừng! Lý Vân Tiêu cả kinh, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phanh! Không gian vị trí hắn đứng mở ra, một bàn tay cực lớn thò ra trong hư không, đánh nát không gian này.
Rầm rầm rầm. Đám người Vi Thanh cũng bị công kích, đều thi triển thần thông tránh thoát, bốn người nhanh chóng tản ra. Lý Vân Tiêu tránh xa mấy trăm mét, nhìn hai con tứ cấp phệ giới ma. Đám phệ giới ma này xuyên qua không gian thành thạo như cá, chảo của chúng rất sắc bén, bị đánh chúng là trọng thương. Hắn cẩn thận quan sát hai con phệ giới ma này, đột nhiên biến sắc. Đám tứ cấp phệ giới ma này có linh trí không thấp, hơn nữa nghe hiểu tiếng người, mà hai con phệ giới ma này là hai con hắn phân phối cho mình. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện phệ giới ma đều chọn mục tiêu của mình, cũng không khác gì lời Lý Vân Tiêu nói lúc trước. Nội tâm Lý Vân Tiêu kinh ngạc, càng mừng thầm. Hắn cho rằng mình phân phối phệ giới ma không thành công, không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy. Oa! Hai con phệ giới ma trước người Lý Vân Tiêu xoay chuyển thân thể, lập tức đánh ra vài đạo ma khí hóa nhận chém tới. Phanh! Tử lôi trên tay Lý Vân Tiêu lập lòe, lập tức đánh tan vài đạo ma khí. Hai con phệ giới ma này vây công Lý Vân Tiêu, thân ảnh khẽ rung lên, sau đó biến mất. Có chút ý tứ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, hai con phệ giới ma này phối hợp như vậy, có thể thấy được linh trí không thấp. Dù chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng không phải ma tộc cấp thấp có thể so sánh. Lý Vân Tiêu lúc nhìn qua Yết cùng Vi Thanh, phát hiện lực lượng của phệ giới ma chênh lệch nhau không nhỏ, nếu như đổi hai con của Yết thành đối thủ của hắn, sợ rằng hắn không nhẹ nhàng như vậy. Không chỉ có Yết, mặc dù là Vi Thanh cùng Tiểu Hồng, ứng phó cũng cố hết sức, công kích hung hãn và mạnh mẽ, mọi người sợ hãi. Phanh! Thân ảnh Tiểu Hồng bị một con phệ giới ma xé rách, hóa thành một đóa tâm diễm, dự uy còn lại đánh vào chiến trường. Đinh linh đương đương! Chiến trường chấn động, sóng âm không ngừng lan tỏa các hướng, ngưng tụ thành kết giới ngăn cản thế công của hai con phệ giới ma. Vi Thanh bình tĩnh trở lại. Đến thì sẽ đến. Đi dọc theo núi sông nước chảy này đi. Chuyện gì đều sẽ có cuối, chắc cách phía trước không xa. Qua việc giao lưu với Thánh Ma khiến Vi Thanh hiểu giới khanh là vật gì, gã vừa giật mình vừa không kiềm được mừng như điên. Theo Thánh Ma truyền âm thuật lại thì khả năng địa giới này là giới khanh cực lớn, giống y như Lý Vân Tiêu suy đoán. Nếu giới khanh do lực lượng hoành vĩ như thế tạo thành thì không khó được đến cơ duyên tại đây. Vi Thanh nhủ thầm trong lòng. Hèn gì chủ địa giới có thể thành tựu giới vương, thì ra địa hình này bị tồn tại vượt qua giới vương oanh kích ra. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Đi thôi. Lý Vân Tiêu không muốn nói nhiều, hắn dẫn đầu xông vào, phụ tử Vi Thanh theo sát phía sau. Ba người tiếp tục tiến lên, càng đi tới trước thì nhánh sông thưa dần, mặt sông càng rộng lớn, biển mây càng thấp. Phương xa nhất thành cảnh trăm sông đổ về biển, mây mù mông lung, khó phân biệt thiên địa. Qua nửa canh giờ, mây mù và mặt sống hoàn toàn nối liền nhau tuy hai mà một, khó phân biệt phương hướng, như thể không đi đến cuối được. Mây mù từ mỏng manh dần thành màu trắng ngà dày đặc. Chờ khi mọi người nhận ra, khoảng cách thần thức cảm ứng rút ngắn còn cỡ ngàn trượng. Lý Vân Tiêu thi triển đồng thuật cũng cảm thấy có lực lượng nào đó ngăn cản xem xét, cảm giác tình huống bốn phía càng mỏng manh. Lực lượng địa giới bị áp chế trong đây còn mạnh mẽ hơn lúc ở đáy Thiên Xuyên. Lý Vân Tiêu trước tiên ngừng lại, biểu tình trầm trọng đánh giá tứ phía. Các người có cảm thấy thứ gì đang quan sát chúng ta không? Nghe Lý Vân Tiêu nhắc, hai người khác kinh ngạc, đến trình độ như bọn họ tuyệt đối sẽ không bỗng dưng sinh ra giác quan thứ sáu. Lý Vân Tiêu vận chuyển Thái Dương chân quyết, ánh sáng vàng chợt lóe trong đôi mắt rồi vụt tắt như bị cái gì cưỡng bức áp chế. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt. Nhưng dù chỉ một giây cũng quá đủ thấy rõ sâu trong mây mù không gió tự trôi, tốc độ rất chậm rồi lại loáng thoáng có lực lượng đang từ từ ập đến. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm mây mù, trầm giọng nói. Quả nhiên có thứ gì ẩn núp trong mây mù đang vây quanh lại đây, rất kỳ lạ, các người cẩn thận chút. Hai phụ tử Vi Thanh biểu tình kinh hoàng, bọn họ mới vươn thần thức ra thăm dò đã bị lực lượng nào đó cản lại. Tuy nhiên hai người đã phát hiện sâu trong mây mù có quái dị. Biểu tình Vi Thanh trầm trọng nói. Mây mù xung quanh dao động, dù là ta cũng có cảm giác bị áp chế. Lý Vân Tiêu xem xét mây mù, đột nhiên người căng cứng làm phụ tử Vi Thanh luôn chú ý từng hành động của hắn tử giật nảy mình. Vi Vô Nhai vội hỏi. Người phát hiện tình hình gì sao? Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng nói. Mới rồi sóng ngầm sâu trong mây mù tăng tốc độ dường như muốn nhốt ba chúng ta lại. Vi Thanh giật mình kêu lên. Có sinh linh tồn tại. Lý Vân Tiêu gật đầu nói.
chắc không phải nhân loại, có lẽ là quái vật gì đó thiên địa sinh thành. Nhưng thứ kia cực kỳ cẩn thận, phát hiện bị ta tìm thấy liền ẩn núp đi, giờ không thấy dấu hiệu gì nữa. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Chính ngươi cũng không cách nào tra xét đến, có thể thấy thứ này đã hợp thành một với cảnh vật xung quanh, sẽ rất khó đối phó. Vi Thanh lạnh lùng cười. Có quái dị thế nào cũng chạy không thoát quy tắc thiên địa, vẫn trong cảnh giới thần cảnh, với sức mạnh của ba chúng ta có gì mà sợ. Ba người là cường giả hư cực, dù tạo hóa cảnh đến thì bọn họ cũng đánh được. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Địa giới không giống tầm thường, cố gắng cẩn thận là hơn. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng. Hừ. Vi Thanh ngông nghênh bộc phát khí thế, giơ tay bấm quyết. Từ khi Vi Thanh luyện hóa âm dương nhị khí bình, hơn nữa có thánh ma ở trong bình chỉ điểm thì gã rào rạt lòng tự tin. Bắt đầu ấn quyết, tự phù màu vàng xoay quanh trên đầu Vi Thanh rồi hòa thành một mũi tên màu vàng to lớn. Thân tên tràn ngập ánh sáng vàng phủ sắc vàng trên mây mù chi khí. Dường như cảm nhận uy năng ẩn chứa trong mũi tên nên mây mù xung quanh rút về một ít rồi liều lĩnh đẩy tới trước. Vi Thanh hét to một tiếng. Đi! Mũi tên bay cái vèo vạch phá không trung bắn vào nơi dao động mạnh nhất trong mây mù. Mũi tên bị mây mù nuốt mất để lại cái đuôi ánh sáng vàng sau đó cũng bị cắn nuốt. Yên tĩnh lan tràn, bốn phía một mảnh trắng xóa, không có động tĩnh gì khác, dường như mây mù sâu thẳm cũng ngừng chảy. Vi Thanh giật mình kêu lên. Cái gì? Mắt Vi Thanh bắn ra tia sáng ngây ngốc nhìn mây mù, tuy gã chưa dốc hết sức trong kích vừa rồi nhưng vũ giả bình thường không thể đỡ được. Lý Vân Tiêu, Vi Vô Nhai thầm hết hồn, trong khi ba người ngạc nhiên, năng lượng cực kỳ khủng bố từ ngàn trượng bùng nổ. Ầm, như có nước lạnh nhỏ vào trong dầu sôi, năng lượng hóa thành gió lốc ập đến, toàn bộ biển mây sôi trào. Khiến đám người biểu tình khó coi là trong biển mây thế nhưng kèm theo tiếng thú giống, vô số khí thế nháy mắt nổ tung nối thành một mảnh. Những mây mù ngưng tụ thành ước vạn con cự thú ngửa đầu gầm rú chút ra cơn giận lãnh địa bị xâm phạm. Grow. Mấy cự thú mây mù đằng trước nhất dương nanh múa vuốt tấn công trước, đòn công kích kèm theo uy áp sắc bén tập trung vào ba người. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Quả nhiên, tất cả cẩn thận. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn muôn vàn cự thú, mắt liên tục lấp lóe ánh sáng vàng. Khi công kích sắp đến gần người thì ánh sáng vàng quanh thân ba người dâng lên hóa thành các lưỡi dao sắc bén chém vào đằng trước. Gió nổi mây phun, những cự thú bỗng nhiên tan rã. Tất cả đều hóa thành mảnh thịt vụn, cuối cùng tán thành khí mây. Mấy con cự thú khác ngừng lại, bản năng cảm thấy thực lực của ba người không tầm thường. Các cự thú xoay quanh đằng trước, thăm dò gầm giống công kích, uy năng không quá mãnh liệt. Vi Thanh giật mình nói. Mấy thứ này đều có lực lượng thần cảnh. Vi Thanh nhìn gió cuốn mây tán đầy trời rõ ràng là lực lượng địa giới tụ khí mà thành, đây mới chỉ là biến đổi bình thường nhất. Mắt Vi Vô Nhai sáng rực nhìn nửa ngày. Lên tiếng. Nếu lực lượng địa giới đã có thể tụ vân biến hóa vậy tất nhiên có thể cho ta sử dụng. Vi Thanh nhíu mày hỏi. Ý của phụ thân đại nhân là. Vi Vô Nhai ung dung nói. Chủ địa giới có được lực lượng địa giới mới có thể thành tựu giới vương cảnh, tức là lực lượng này có thể bị sở hữu. Nếu áng mây có thể tụ hóa khí hình, vậy lực lượng này cũng có thể bị chúng ta hấp thu chiếm hữu. Vi Thanh hiểu ngay, reo lên. Phụ thân có nắm chắc không? Vi Vô Nhai mỉm cười gật đầu. Ta ở thần đô nhiều năm không phải luôn chỉ lo tu luyện. Lực lượng trong toái vân thiên xuyên cũng có thể chuyển hóa hấp thu nhưng nó rất yếu, lấy cũng vô dụng. Nơi này thì khác, nếu tiếp tục tiến lên trước chắc còn tồn tại càng mạnh hơn, điểm cuối là. Hoàng Tuyền Minh Hỏa, Lý Vân Tiêu, Vi Thanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt hai người nóng cháy. Hoàng Tuyền Minh Hỏa là ngọn nguồn lực lượng địa giới. Giống như diệt thế thần lôi của Phạm Thiên Tử phủ sinh ra từ giới lực, nếu hoàn toàn luyện hóa là có thể trực tiếp đặt chân vào giới vương. Nhưng từ xưa đến nay không có mấy người hoàn toàn luyện hóa được. Mặt Phi Thanh lạnh lùng nói. Nếu đã vậy thì còn chờ cái gì? Giết qua đi, không biết mấy thứ này có linh trí không? Nhưng thoạt trông hơi cơ linh. Phi Thanh quét mắt qua đám quái thú mây mù, nổi sát tâm. Nếu có được Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì Phi Thanh không cần đi ma giới. Bước vào tạo hóa cảnh gần như là miễn bàn cãi. Mắt đen âm trầm, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vậy thì hành động đi. Dù là liên quan đến Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay tỷ đệ Mộng Vũ đều làm nỗi lòng Lý Vân Tiêu rối loạn, nhìn đám kẹo bông trước mắt dục dịch càng làm hắn nóng máu.
Phi Thanh Hà khí can vân hét to một tiếng. Ha ha ha, giết! Người Phi Thanh phát tán ánh sáng vàng như khoác tầng hà quang màu vàng, gã vọt tới trước. Ầm 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 ầm. Đám cự thú bông phát ra náo động, giống lớn chạy tứ tán. Nhưng lực lượng một kích của Phi Thanh ập đến đánh tan mảng lớn cự thú. Tuy nhiên những vân khí tán đi không giống như đợt đầu bay theo gió, chúng nó từ từ ngưng kết phía chân trời rồi lại lần nữa hóa thành thú bông to hơn, chúng như hổ rình mồi rồi lại tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm ba người. Những cự thú mây mù chưa bị đánh tan dường như e ngại, đồng loại, mới xuất hiện, chúng không kiềm được lùi sang một bên cách một khoảng xa. Phi Thanh nhướng mày nói. Bất tử. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng. Mấy thứ này vốn không phải là thể sinh mệnh mà chỉ dựa vào lực lượng địa giới ngưng tụ ra. Lực lượng nhiều hay ít quyết định thời gian chúng nó sống dài hoặc ngắn, nếu muốn giết chết trước tiên áp chế lực lượng ngưng tụ bọn chúng, thậm chí đánh tan lực lượng. Phi Thanh ồ lên, nghiền ngẫm nhìn Lý Vân Tiêu. Lực lượng địa giới cũng là giới lực, muốn áp chế thì chỉ có tử lôi hoặc ma nguyên của ngươi mới làm được. Lý Vân Tiêu hết sức bình tĩnh nói. Phi Thanh đại nhân khiêm tốn quá. Dù ta có thể áp chế một phần cục bông nhưng khó bảo đảm phía trước sẽ ít bông hơn, cách một lần cho tất cả là Phi Thanh đại nhân dùng âm dương nhị khí bình hút hết những cục bông này. Phi Thanh sửng sốt, gã trầm ngâm. Phi Thanh cũng nghĩ tới chuyện sử dụng âm dương nhị khí bình, nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quá nhạy bén, chỉ e dùng cái bình hắn liền phát hiện thánh ma ở bên trong thì rắc rối to. Lý Vân Tiêu cố ý vô tình liếc Phi Thanh. Như thế nào, không nỡ dùng. Phi Thanh cười lạnh một tiếng, hừ nói. Ngươi nghĩ rằng ta nhỏ nhen giống ngươi sao? Một tay Phi Thanh bắt ấn, ánh sáng vàng hiện ra trên bàn tay, năm ngón xòe ra, một lũ âm dương nhị khí quanh quẩn trong lòng bàn tay bốc lên cao hóa thành bảo bình màu bạc rơi vào tay Phi Thanh. Tạo hình bình thường, thân bình cổ xưa không hoa văn, nếu liếc sơ thì Lý Vân Tiêu cũng không tin đó là thánh khí. Phi Thanh nạt. Nhìn cái gì? Phi Thanh xoay người che bình khỏi tầm mắt Lý Vân Tiêu. Tuy thánh ma đã truyền âm kêu gã hãy dùng bảo bình hút đám vân thú, tự tin bảo đảm tuyệt đối tuyệt sẽ không bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Nhưng Vi Thanh vẫn rất lo lắng. Hỏi trong thiên hạ Vi Thanh nhức đầu với ai nhất, đối phó người nào mà không nắm chắc và tự tin nhất thì đó là người trước mắt gã. Lý Vân Tiêu cười hai tiếng, châm chọc nói. Ngươi thậm chí không cho ta xem mà còn bảo là ta hẹp hòi. Bị khùng sao? Ngươi! Vi Thanh giận dữ hét. Ngươi mới bị khùng. Tránh qua một bên, đừng làm trở ngại ta đánh quái. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm khoan thay trước ngực, lạnh lùng ở một bên xem. Lý Vân Tiêu rất có hứng thú với âm dương nhị khí bình nhưng miễn là Phi Thanh luôn cùng chiến tuyến thì uy lực cái bình này càng lớn càng tốt. Phi Thanh một tay bắt ấn đập vào thân bình, trong phút chốc có luồng sáng bạc phun ra từ cái bình bắn lên trời biến thành hai màu ánh sáng. Những vân thú mắt lộ tia kinh sợ như nhận ra thứ đó bất phàm. Chúng nó phản ứng dứt khoát xoay người bỏ chạy. Nhưng thiên địa rung rinh, thời không đông lại, không gian đảo ngược. Tất cả thú bông, vân hà bị âm dương nhị khí chấn hút vào bảo bình. Nét mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ giật mình, hoảng sợ nhìn bảo bình. Lực lượng cái bình vượt dự tính của Lý Vân Tiêu, mỗi lần nó xuất hiện đều mạnh hơn hắn suy đoán. Miệng bình chuyển động hoa văn, phù ấn màu vàng không ngừng uốn lượn trên dưới. Trong phạm vi âm dương nhị khí không thứ gì là không bị ảnh hưởng, tất cả tuôn vào cái bình. Chỉ mấy giây những thú bông đã biến mất hết, phía trước trống trải. Không chỉ thế, dị lực địa giới luôn tràn ngập trong không khí giờ chẳng còn một chút gì, toàn bộ bị bảo bình hấp thu sạch. Lý Vân Tiêu hết sức ngạc nhiên. Cái này, lát nữa nếu gặp Hoàng Tuyền Minh Hỏa, Phi Thanh lấy bảo bình ra trực tiếp thu Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì Lý Vân Tiêu biết tìm ai khóc đây. Vẻ mặt Phi Vô Nhai tràn đầy vui mừng, cực kỳ tôn sùng uy lực bảo bình này. Trong bình truyền ra giọng thánh ma mừng như điên. Ha ha, thứ này quả nhiên là giới lực của thiên vũ giới, mau đi tìm ngọn nguồn, nếu hoàn toàn luyện hóa thì ngươi không cần đi ma giới tìm hóa lân ma cốt. Phi Thanh vui vẻ truyền âm. Hoàng Tuyền Minh Hỏa đâu dễ có được, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa thì trực tiếp bước vào giới vương. Thánh ma nói. Thứ kia là giới lực một giới ngưng tụ đúng là có uy lực này, nhưng không phải ai đều có thể tùy ý luyện hóa. Hóa lân ma cốt thì khác, xác suất luyện hóa hấp thu rất lớn. Phi Thanh nói, vào địa giới trước, nếu không lấy được Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì lại đi ma giới. Thánh ma nói, như vậy rất tốt, nhưng ta thấy hơi lạ,
nơi này là giới khanh tại sao xuất hiện giới lực biến hóa? Nếu ta không đoán sai thì ngày xưa có hai vị cường giả tuyệt thế chiến đấu tại đây, trong đó một người có được giới lực, hoặc là chân long hoặc là giới vương rồi bị cường giả khác đưa đi lĩnh cơm hộp. Nhưng giới lực của cường giả đó không tan biến mà lắng động trong giới khanh nên mới hình thành hoàng tuyền minh hỏa mà các ngươi nói. Phi Thanh kinh ngạc hỏi. Phức tạp vậy sao? Thánh ma cười cười. 50% là vậy, nhưng thời đại lâu xa, rất khó khảo cứu. Phi Thanh gật đầu, không giao lưu với thánh ma nữa, gã đắc ý quy đầu liếc Lý Vân Tiêu. Phi Thanh cười khẩy nói. Vân Minh chủ mau đi đi, làm bộ mặt ngu đần đó làm chi? Lý Vân Tiêu đang đăm chiêu, hắn tỉnh táo lại, gật đầu nhẹ giọng nói. Đi. Phi Thanh cau mày, gã nhìn ra Lý Vân Tiêu có ý tưởng gì đó nhưng không đoán được, lòng thầm thấp thỏm. Nhưng nghĩ lại miễn gã xông vào tạo hóa cảnh, dựa vào lực lượng bảo bình là có thể tung hoành trong thiên hạ, không phải sợ Lý Vân Tiêu nữa, trừ phi hắn trực tiếp bước vào giới vương cảnh. Tuy xác suất có được giới thần bi bước vào giới vương cảnh cao hơn người thường nhưng đó chỉ là tương đối, xác suất cực thấp. Ba người tiếp tục bay tới trước. Chỉ giây lát dị lực áp chế của địa giới lại xuất hiện, nhưng ba người không hề sợ hãi. Ngẫu nhiên đụng phải vân thú ẩn núp, thực lực thấp thì bị đánh tan, thực lực mạnh mẽ bị Vi Thanh hấp thu. Mấy canh giờ sau, bầu trời đằng trước tinh khiết trong veo, không có mây mù, cực quang hiển hiện, sắc màu kỳ dị dâng lên xinh đẹp chói mắt. Tựa như giải lụa mỏng phập phình bảo vệ hà quang bảy sắc ngay chính giữa. Hà quang hiển diệu thiên địa. Tỏa dị lực che ngàn dặm, rất là bất phàm. Lý Vân Tiêu, phụ tử Vi Thanh nhìn chăm chăm, thấy trong hà quang mờ mịt loáng thoáng có các dao động tần suất chấn động tinh thần của họ. Ba người giật mình kêu lên. Lực lượng địa giới. Hà quang là ngọn nguồn dị lực tràn ngập trong ngọn núi to. Nhóm Lý Vân Tiêu định vào kỳ cảnh chợt một thanh âm quen thuộc vang lên. Ba vị dừng bước. Một nam nhân xuất hiện trước mặt ba người, mặt trầm như nước. Đáy mắt cực kỳ phức tạp, hỗn loạn. Nhận ra người trước mắt, Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Công Dương Chính Kỳ. Lý Vân Tiêu nóng nảy chất vấn. Tỷ đệ Mộng Vũ bị ngươi bắt. Phi Thanh lạnh lùng nhìn Công Dương Chính Kỳ, tồn tại từng cùng gã thuộc hàng năm chấp chính ti thánh vực. Giờ phút này khí thế của Công Dương Chính Kỳ khác hẳn lúc trước, dường như hoàn toàn dung nhập vào kỳ cảnh này, không nhìn ra manh mối. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Đúng rồi, ta mang hai tỷ đệ đến, nhưng không phải bắt, xin dùng từ chính xác một chút. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, sắc mặt dịu lại, miễn hai tỷ đệ bình an là được. Lý Vân Tiêu hỏi, hai tỷ đệ hiện đang ở đâu? Công Dương Chính Kỳ chưa trả lời thì Vi Thanh sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Giết người của ta, cướp đi hai tỷ đệ còn có mặt mũi nói không phải là bắt. Chẳng lẽ mời sao? Công Dương Chính Kỳ híp mắt lại nhìn thẳng Vi Thanh hắn. Cười lạnh nói. Tất nhiên là mời, bọn họ là hậu bối của chân quân đại nhân, kẻ bắt người, cướp người là Vi Thanh nhà ngươi mới đúng. Vi Thanh biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Công Dương Chính Kỳ, tuy quen biết nhưng nếu ngươi nói lung tung thì ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng. Con mắt nào của ngươi thấy ta bắt người? Vi Thanh biết động tác nhỏ của mình khó giấu giếm, hơn phân nửa Mộng Linh chân quân đã biết. Nhưng nay Vi Thanh có lực lượng hư cực cộng thêm Vi Vô Nhai. Trừ phi Mộng Linh chân quân là tạo hóa cảnh không thì chẳng làm gì phụ tử Vi Thanh được. Vì vậy Vi Thanh không sợ, gã chỉ cần cắn chặt rằng mình không cướp người thì không ai làm gì được bọn họ. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Ta mặc kệ việc này, chờ tới lúc chân qua ớ sẽ tìm ngươi. Lý Vân Tiêu hỏi. Hai tỷ đệ đâu? Công Dương Chính Kỳ giơ tay chỉ vào mảnh Vân Hà. Đang trong Vân Hà nhận địa giới truyền thừa. Cái gì? Ba người giật nảy mình, biểu tình khác nhau. Vi Thanh sắc mặt âm trầm nhìn đoàn Vân Hà, cắn răng hỏi. Truyền thừa Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu vừa kinh vừa mừng. Nếu để tỷ đệ Mộng Vũ được đến Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì không khác gì hắn có chúng. Lý Vân Tiêu hỏi. Hai tỷ đệ có chịu được lực lượng này không? Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Công Dương Chính Kỳ thấy sắc mặt Vi Thanh kỳ kỳ thì âm thầm cảnh giác, đề phòng gã. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nhắc nhở nói. Rốt cuộc là truyền thừa cái gì thì ta cũng không biết, nhưng các ngươi tốt nhất hãy yên phận. Người Vi Thanh nhúc nhích, lòng rất là rối rắm. Vi Thanh nhìn chằm chằm vào hà quang, không biết có nên xông vào cướp đoạt không. Trong bình bạc, thánh ma truyền ra.
trong Hà Quang đúng là có thứ ghê gớm, nếu ra tay thì có nắm chắc cướp được không? Phi Thanh buồn bực nói. Không hề nắm chắc, hai phụ tử chúng ta hợp sức cũng không đánh lại Lý Vân Tiêu cộng thêm Công Dương Chính Kỳ, huống chi còn có một Mộng Linh chân quân bí ẩn khó lường, không biết thực lực thế nào. Thánh Ma lên tiếng. Nếu ta có thể kiềm chế chân quân gì đó thì sao? Phi Thanh giật mình kêu lên. Ngươi có thể ra tay. Thánh Ma trầm mặc một lúc. Tuy thực lực của ta còn chưa phục hồi, nơi này có giới lực uy áp, nhưng hiện thân dây lát áp chế một cường giả hư cực thần cảnh không khó. Phi Thanh nói. Chưa chắc Mộng Linh chân quân là hư cực. Thánh Ma cười khẩy nói. Trừ phi là tạo hóa đại viên mãn, dù là tạo hóa cảnh bình thường thì ta cũng có thể bám chân một lúc. Miễn ngươi có cách áp chế Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ, lại dùng âm dương nhị khí bình thu Hoàng Tuyền Minh Hỏa vào sau đó xoay người chạy trốn, vậy thì cơ duyên to lớn này sẽ thuộc về ngươi. Lời của Thánh Ma làm Vi Thanh rất là động lòng. Vi Thanh có cách kéo dài thời gian, trong âm dương nhị khí bình còn nhiều binh khí giết chóc, nếu thả ra hết thì có thể bám chân Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ một lúc. Tưởng tượng mình độc chiếm Hoàng Tuyền Minh Hỏa, đạt được cơ hội trùng kích giới vương cảnh là đầu óc Phi Thanh nóng lên, cảm xúc khô nón chảy trong máu. Trong khi Phi Thanh giãy giụa nội tâm thì Lý Vân Tiêu nói một câu làm lòng gã rối như tơ vò. Phi Thanh đại nhân có biết làm người quan trọng nhất là cái gì không? Phi Thanh dùng mình tỉnh táo lại, phản xạ hỏi. Cái gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng như thể nhìn thấu lòng Phi Thanh. Con người quan trọng nhất là phải biết tự lượng sức mình, phân biệt rõ chuyện gì nên làm. Chuyện gì không nên làm nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Phi Thanh biến sắc mặt, thoáng chốc cảnh giác lên. Phi Thanh biết cảm xúc và ý tưởng đã bị Lý Vân Tiêu bắt giữ. Phi Vô Nhai, Công Dương Chính Kỳ nghe hiểu ẩn ý trong câu nói, người nhúc nhích cảnh giác. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng nặng nề, bốn người dương cung bạt kiếm. Hừ, Phi Thanh cười khẩy nói. Ý ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi có không, chỉ chính ngươi biết, dĩ nhiên ta hy vọng ngươi có thể tự hiểu sức mình. Phi Thanh im lặng một lúc, chợt trầm giọng hỏi. Nếu ta không thể thì sao? Không khí nặng nề, không khí căng thẳng bị áp xúc tùy thời nổ. Lý Vân Tiêu không hề sợ, hắn cười khẩy nói. Nếu không thể thì rất rắc rối. Biết nhân giả trí, tự biết giả minh, người không biết bản thân cùng lắm là kẻ ngu dốt, nhưng nếu không tự biết lượng sức rất có thể là người chết. Phi Thanh lạnh lùng nói. Có chết hay không là ngươi quyết định sao? Đương nhiên không phải. Lý Vân Tiêu cười lắc đầu nói. Là chính ngươi quyết định. Phi Thanh quát nạt. Ngông cuồng. Đáy mắt Phi Thanh lóe tia độc ác, sát khí toàn thân dâng cao. Trong khoảnh khắc này Phi Thanh như dân cờ bạc, được ăn cả ngã về không, chấp niệm người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Chỉ cần kiềm chế Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ. Thánh Ma kiềm chế Mộng Linh chân quân là Vi Thanh có thể ra tay thu Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu, Công Dương Chính Kỳ cảnh giác ngay, hai người nhúc nhích tự bắt ấn nhìn chằm chằm phụ tử Vi Thanh, chuẩn bị tùy thời ra tay nghênh chiến. A! À, đột nhiên tiếng hét thê lương từ Vân Hà truyền đến làm bốn người khựng lại. Công Dương Chính Kỳ kinh kêu. Nguy rồi! Công Dương Chính Kỳ xoay người bỏ lại mấy người lao vào trong Hà Quang. Lý Vân Tiêu càng lo lắng cho tỷ đệ Mộng Vũ hơn, hắn bỏ lại Vi Thanh lao nhanh hơn cả Công Dương Chính Kỳ, bước vào trong trước. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi lớn, ngọn lửa màu xanh nhạt lan tràn, nhiệt độ tăng cao, hư quang trên người Lý Vân Tiêu tự động dâng lên bảo vệ thân thể. Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, hắn phát hiện mình đã vào thế giới lửa, hoàn toàn là thiên địa khác. Con đường đằng sau đã biến mất, không cách nào rời khỏi. Minh Hỏa rất có linh tính, tự thành một thế giới. Không biết tỷ đệ Mộng Vũ ở đâu, Mộng Linh chân quân nơi y nào. Tiếng hét thảm vừa rồi rất giống giọng của Mộng Bạch. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, chậm rãi bước đi trong thế giới lửa. Mỗi bước chân đạp xuống là có lửa xèo xèo bốc lên trùng kích vào hư quang trên người Lý Vân Tiêu. Khiến Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt là thần thức thả ra hơn mời trượng sẽ bị Minh Hỏa đốt thành tro, rất khó vươn ra phạm vi lớn hơn. Trong thế giới độc lập này không có thần thức dò đường, không khác gì người mù. Lý Vân Tiêu đi vài bước rồi từ bỏ việc tìm kiếm không mục tiêu, hắn đứng yên tại chỗ, mắt hấp háy tia sáng không ngừng bắn ra lệ khí. Nếu đã không tìm thấy phương hướng vậy ta đành chém thế giới hỏa này ra.
Lý Vân Tiêu giơ cao cánh tay mang theo lôi điện minh mông ngưng tụ thành sắc tím giữa năm ngón tay rồi kéo dài thành kiếm. Kiếm dài hơn 3 thước, khí lạnh tứ tán, lôi quang lấp lóe trên đó, ánh sáng tím phun ra nuốt vào. Tử lôi kiếm xuất hiện, minh hỏa xung quanh bị đẩy lùi hình thành chân không hơn 10 trượng quanh người Lý Vân Tiêu. Chợt tiếng quát chói tai vang lên sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, người muốn làm gì? Lý Vân Tiêu xoay người nhìn lại, là phụ tử Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ. Ba người ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, đặc biệt Công Dương Chính Kỳ và Vi Thanh trong mắt gần như tóe lửa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Công Dương đại nhân đến đúng lúc, tỷ đệ Mộng Vũ đâu? Mặt Công Dương Chính Kỳ trắng bệch ngăn cản Lý Vân Tiêu. Ngươi tuyệt đối đừng sằng bậy. Thế giới minh hỏa này là hạch tâm lực lượng nguyên địa giới, nếu bị ngươi tiêu hủy thì địa giới sẽ sụp đổ, thậm chí trực tiếp lan đến thánh vực. Lý Vân Tiêu xa sầm nét mặt lặp lại lần nữa. Lỗ tai của đại nhân không tốt sao? Ta đang hỏi tỷ đệ Mộng Vũ đâu? Công Dương Chính Kỳ thấy Lý Vân Tiêu tức giận, nghiêm mặt nói. Trong minh hỏa này một mình thành giới, mênh mông vô biên, ta cũng không biết bọn họ ở đâu, chỉ chân quân mới biết. Lý Vân Tiêu nắm chặt tử lôi kiếm, rót lực lượng vào trong giơ ngang trước mặt, đáy mắt lạnh băng, kiếm quang chiếu rọi khuôn mặt hắn hơi dữ tợn. Lý Vân Tiêu nói. Nói vậy là hỏi các ngươi cũng vô dụng, ta tự làm vậy. Vi Thanh kinh kêu. Mau dừng tay, nếu thế giới này tan vỡ thì hoàng tuyền minh hỏa của ta hơn phân nửa cũng mất, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lý Vân Tiêu phớt lờ Vi Thanh. Hoàng tuyền minh hỏa quan trọng thật nhưng mạng sống tỷ đệ Mộng Vũ càng ưu tiên hơn. Lý Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi giơ cao tử lôi kiếm, muôn vàn kiếm quang bỗng nhiên khuếch tán, lôi long hiển hiện bên trong, ánh sáng hai màu tím xanh lấp lóe. Xoẹt! Kiếm quang xẹt qua chém thăng xuống đằng trước. Không gian phát ra tiếng ét két, một khe nứt đen sâu hóm hiện ra trước mắt. Hai luồng sáng chợt lóe xuất hiện hai bên Lý Vân Tiêu cùng chém vào tử lôi kiếm. Trong đó một người chính là Vi Thanh, gã ngưng trưởng, sắc xanh hiện ra háo thành phù ấn vỗ vào lôi quang chấn mảng lớn sóng gợn kích động. Một người khác là Công Dương Chính Kỳ, thanh chiến thương màu đen dơ lên đâm vào tử lôi kiếm đánh thủng uy thế ngập trời. Ầm 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 ầm. Hai người hợp sức một kích phá nát tử lôi kiếm hóa thành vô số lôi xà bắn hướng Vi Thanh, Công Dương Chính Kỳ. Bùm 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 bùm. Hai người thi triển thân pháp chạy trong lửa né thoát hết các lôi xà. Ngưng trưởng vỗ ra kết giới bảo vệ trước mặt mới ngăn lại tất cả lực lượng sấm sét. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người lại liếc Vi Vô Nhai đứng yên bên cạnh, giữ tợn hỏi. Ba người muốn tìm chết sao? Công Dương Chính Kỳ hoàn toàn biến sắc mặt, tức giận nói. Ta không muốn đấu với ngươi, đừng làm bậy. Tỷ đệ Mộng Vũ là hậu duệ của chân quân đại nhân, quan trọng hai người đó không thua gì ngươi. Cộng thêm chỉ có chân quân đại nhân là quen thuộc. Hiểu biết thế giới trong lửa này nhất. Người lỗ mãng phá thế giới này rất có thể sẽ hại hai người. Vi Thanh cũng biểu minh lập trường, lạnh giọng nói. Ta không muốn cùng làm bậy với ngươi nhưng ta phải lấy được hoàng tuyền minh hỏa, nếu ai dám phá hư nó thì ta thề chiến đến cùng. Vi Vô Nhai không nói tiếng nào nhưng chắc chắn lập trường giống hai người kia. Lý Vân Tiêu nghe Công Dương Chính Kỳ giải thích xong hơi bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn cố chấp nói. Trừ phi ngươi mang ta đến bên bọn họ ở trong tầm mắt của ta thì mới an tròn, nếu không ta đành dùng cách của mình tìm tỷ đệ Mộng Vũ. Dù Mộng Linh chân quân là tiền bối của bọn họ nhưng ta không quen người này, không cách nào giao thác. Công Dương Chính Kỳ tức giận nói. Ta đã nói là không biết hai người ở nơi nào, nếu ngươi cứng rắn muốn phá thì ta không sợ ngươi, nhưng nếu lan tới hai tỷ đệ, ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Vi Thanh lên tiếng. Lý Vân Tiêu. Người quan tâm bị loạn, nơi y này đã là thế giới minh hỏa thì tất nhiên tồn tại chân thân minh hỏa, chỗ có chân thân là nơi lực lượng mạnh nhất. Người đã quên chúng ta đi tới đây như thế nào sao? Một câu đánh thức người trong mộng, Lý Vân Tiêu thầm mắng mình hồ đồ, hắn đã quên theo dao động lực lượng đi tìm ngọn nguồn. Hơi thở nóng nảy tan biến, Lý Vân Tiêu lập tức bình tĩnh lại. Công Dương Chính Kỳ biến sắc mặt cảnh cáo. Ta khuyên ba người hãy đứng yên tại đây. Đừng có ý định tìm chân thân minh hỏa. Các ngươi không đỡ nổi lực lượng hoàng tuyền minh hỏa, coi chừng chơi với lửa. Ba người lạn lùng, chào phúng nhìn Công Dương Chính Kỳ. Công Dương Chính Kỳ biểu tình cực kỳ khó xem cắn răng nói. Các ngươi thật sự mố nìm chân thân minh hỏa. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh phất lờ Công Dương Chính Kỳ,
hai người đang thân thiết bàn bạc xem cậy đi đâu. Rất nhanh xác định phương hướng xong, Lý Vân Tiêu chỉ vào một hướng. Chắc là bên này, đi theo ta. Lý Vân Tiêu đi trước dẫn đường, phụ tử Vi Thanh theo sát. Chỉ còn mình Công Dương Chính Kỳ đứng yên tại chỗ, tức giận dậm chân rồi lại không biết làm sao. Sức một mình Công Dương Chính Kỳ không ngăn được ba người. Công Dương Chính Kỳ dậm mạnh chân, thở dài đành đi theo. Mấy người đi khoảng một tách trà, Lý Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại, đứng yên tại chỗ. Vi Thanh lòng máy động hỏi. Có chuyện gì, chẳng lẽ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Giống như bên ngoài, có lẽ lại là thứ giống quái bông. Vi Thanh không giận ngược lại vui mừng liếm môi, cười nham hiểm. Mấy thứ này toàn là tinh hoa minh hỏa ngưng tụ, chúng ở đâu? Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía, tùy tay chỉ mấy chỗ. Nơi Lý Vân Tiêu chỉ dường như có vật gì đó run nhẹ trong lửa, bay tứ phía. Vi Thanh mắt lóe tia sáng lạnh lập tức giơ tay lên, âm dương nhị khí bình bay ra ngoài. Mảng lớn âm dương nhị khí phun ra từ miệng bình một kích bắn vào trong lửa. Tiếp theo truyền đến mấy tiếng giống giận dữ chân ánh lửa run ẩy. Dao động nguyên lực cực mạnh khuếch tán chấn động tới chỗ nhóm Lý Vân Tiêu. Công Dương Chính Kỳ xem mà đứng tim, biểu tình kinh hoàng nhìn bảo bình màu bạc. Công Dương Chính Kỳ kinh kêu. Thánh khí. Công Dương Chính Kỳ cũng có một món á thánh khí là luân hồi đại chuyển bàn. Bảo bình hiện thân, Công Dương Chính Kỳ rõ ràng luân hồi đại chuyển bàn rung rung, là hiện tượng huyền khí bị uy áp từ đẳng cấp. Mấy giây sau có mấy con hỏa quái to lớn từ trong minh hỏa bốn phía bị âm dương nhị khí chảo túm ra kéo vào trong bình. Không chỉ thế, Vi Thanh ngại chậm, hai tay liên tục đánh bắt ấn vào thân bình. Trong phút chốc âm dương nhị khí dâng lên tích tắc bao tùm mấy trăm trượng, tất cả minh hỏa và hỏa quái đều bị hút vào. Vi Thanh vừa lòng dùng ấn quyết điểm một cái, thu bảo bình vào tay. Vi Thanh thản nhiên nói. Giải quyết hết rồi, đi thôi. Công Dương Chính Kỳ trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác hỏi. Cái bình này là sao? Nhưng không ai trả lời Công Dương Chính Kỳ, Lý Vân Tiêu, Vi Thanh. Vi Vô Nhai tiếp tục tiến lên trước. Công Dương Chính Kỳ tức giận mặt xanh mét, gã biết trong thời gian vào địa giới thì bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Công Dương Chính Kỳ cứ nghĩ thực lực tăng nhiều khi ra ngoài sẽ lại khuấy động phong vân, thống lĩnh thiên hạ. Hiện tại xem ra đó chỉ là mơ tưởng viễn vông, Công Dương Chính Kỳ không đánh lại hai người trước mắt. Bốn người tiếp tục cảm nhận tần suất mỏng manh tiến lên trước, rất nhanh phát hiện không đúng. Bởi vì dao động lực lượng càng mạnh thì nhiệt độ ngọn lửa càng giảm thấp. Sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Dọc đường đi phát hiện lực lượng càng mạnh thì nhiệt độ lửa càng cao, sao giờ trái ngược? Chẳng lẽ có huyền diệu gì? Chúng ta rơi vào cảnh khó. Vi Thanh lên tiếng. Hoàng Tuyền Minh Hỏa dù gì là giới lực ngưng tụ, khác với lửa bình thường cũng không lạ. Hơn nữa có biến hóa chưa chắc là việc xấu, đi mau đi. Tâm tình Vi Thanh kích động và dâng trào, trong đầu liều mạng suy tính chút nữa thấy Minh Hỏa sẽ cướp giật thế nào. Lý Vân Tiêu lặng im, giờ phút này không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đi tiếp. Không bao lâu sau nhiệt độ giảm nhanh xuống điểm không, càng tiến lên ngàn dặm đóng băng. Trong không khí ngưng kết ra băng tịnh mỏng manh, mỗi khi hít thở sẽ phun ra khói trắng đậm. Công Dương Chính Kỳ cũng lộ vẻ mặt kinh sợ, gã không biết trong Minh Hỏa có nơi nhiệt độ thấp như vậy. Tiếp tục tiến tới trước, bắt đầu hiện ra cột băng, thô cỡ một vòng tay. Có ngàn cây cột xếp hàng đằng trước chặn lại tầm mắt mọi người. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vật cực sẽ phản, thịnh cực sẽ suy. Trong Minh Hỏa không ngờ cực hạn thế này. Vi Thanh gật đầu nói. Việc khác thường tất nhiên có quái lạ, tất cả cẩn thận chút. Tiến lên trước một khoảng cách, vòng qua mấy trăm cột băng, phía trước rộng mở hẳn, cột băng không còn dày đặc. Khí lạnh khiếp người, cường giả hư cực thần cảnh như bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Lý Vân Tiêu chợt dùng mình kêu lên. Mộng Vũ, Mộng Bạch, cách xa mấy chục trượng, chính giữa khu vực trống rộn lớn có một cây cột băng to lớn chống đỡ thiên địa, đường kính hơn 10 trượng. Tỷ đệ Mộng Vũ ở trong cột băng, bọn họ ngồi đối diện nhau bắt ấn. Biểu tình hai người đau đớn, Mộng Vũ nhíu chặt mày, nét mặt lo âu, Mộng Bạch há to mồm, biểu tình kinh khủng như đang kêu la, chắc tiếng hét vừa rồi là của gã. Sao có thể như vậy? Biểu tình của Lý Vân Tiêu tràn ngập kinh hoàng và tức giận, hắn lao hướng cột băng. Một thanh âm già nua trầm giọng quát. Đừng đụng vào cây cột.
Nhưng đã quá muộn, hai tay Lý Vân Tiêu đã đập vào cột. Trong phút chốc bàn tay Lý Vân Tiêu bị đóng băng, băng khí dọc theo cánh tay muốn đóng băng cả người hắn. Bên cạnh cây cột lóe ánh sáng, một lão nhân áo trắng đáp xuống, biểu tình tức giận nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn ngập chứ châm chọc và thương hại. Đã kêu ngươi đừng đụng, tự tìm chết. Công Dương Chính Kỳ thấy lão nhân liền vội tiến lên chào. Chân quân. Phụ tử Vi Thanh cảnh giác đề phòng, sợ Mộng Linh chân quân đột nhiên làm khó dễ. Nhưng Mộng Linh chân quân phớt lờ ba người, lão tập trung nhìn Lý Vân Tiêu như chờ xem hắn chết thế nào. Lòng Lý Vân Tiêu rất là bối rối, khoảnh khắc băng khí xâm nhập vào lòng bàn tay, nguyên cánh tay gần như mất chi giác. Sau đó có hàn khí cực mạnh xông vào ngũ tạng lục phủ, Lý Vân Tiêu còn chưa phản ứng lại thì thân thể bị đóng băng hoàn toàn. Mắt Lý Vân Tiêu lộ tia giật mình hoảng sợ, nhưng chỉ khoảnh khắc khuôn mặt kinh hoàng bị đóng băng, cả người hóa thành tượng băng. Trong linh hải thức hải của Lý Vân Tiêu cũng bị nhiều băng khí ập đến. Những hàn khí này không chỉ đóng băng thân thể mà còn đông cả hồn phách và thần thức. Đột nhiên có lực lượng màu vàng hiện ra trong thức hải hóa thành hình dạng Lý Vân Tiêu, hai tay nhanh chóng bắt ấn lập tức ngưng kết xuất một tầng kết giới mùa vàng. Răng rắc, lớp băng mỏng phủ lên kết giới sau đó bị đóng băng hoàn toàn. Thần thức Lý Vân Tiêu yên lặng ngồi xếp bằng trong kết giới, một tay bắt ấn không nhúc nhích. Không biết là đã mất hết ý thức hay đã tiến vào trầm tịch. Bên ngoài linh đài thức hải, đằng trước cột băng to lớn, thân thể Lý Vân Tiêu đã háo thành khối băng dung nhập vào cột băng lớn, giống như trên cây cột nhô ra cục u. Công Dương Chính Kỳ kinh sợ hỏi. Chân quân, Lý Vân Tiêu. Mộng Linh chân quân lạnh lùng nói. Đã chết. A, à, đã chết. Không thể nào. Công Dương Chính Kỳ, phụ tử Vi Thanh hết hồn, không tin được. Lắc đầu nguầy nguậy,